Quan thần, hạ tưởng. Tập 136. Từ phòng làm việc của Tạ Tín Tài đi ra, cũng sắp là thời gian giữa trưa, ánh mặt trời cũng không mạnh lắm, hạ tưởng hơi nhắm mắt, cũng không vội về phòng làm việc, mà giống như đi lững thững trên sân vắng, chậm rãi đi bộ, dưới ánh nắng của ngày thu, hưởng thụ thời khắc yên bình. Đại cục tỉnh tề, cuối cùng cũng hoàn toàn lên đến ván cờ của cấp cao, từ một loạt điều chỉnh nhân sự của người, có thể đưa ra kết luận, sức mạnh của Tần Khản chẳng những không nhỏ, mà là rất lớn, cũng chứng minh một điểm, những hành động trước đây của Tần Khản, không phải là phát điên, cũng không phải là được ăn cả ngã về không, mà là tình thế bắt buộc ra tay. Chỉ tiếc, lần trước say mê một đêm trong phòng hoa nhài vàng, hắn say thì say rồi, nghe trộm cũng nghe trộm rồi, cuối cùng nghe không được rõ, thu hoạch lớn nhất chính là biết được Chu Duệ và Lục Gia Thành là phụ tá đắc lực của Tần Khản. Hiện tại Lục Gia Thành bị hắn bắt rồi, lấy danh nghĩa nghỉ ngơi một thời gian tránh đầu sóng ngọn gió, làm cho Lục Gia Thành không thể trực tiếp dùng quyền của Cục trưởng Cục Công an thành phố, nói cách khác, làm cho Tần Khản trực tiếp tàn phế một cánh tay phải. Đem so sánh, mặc dù sự nguy hại của Chu Duệ nhỏ hơn Lục Gia Thành, nhưng vấn đề của Chu Duệ lại không dễ giải quyết, bởi vì Chu Duệ là thư ký của Chu Hồng Cơ, hắn và Chu Hồng Cơ cho dù quan hệ có tốt đến thế nào đi chăng nữa, cũng nhưng không thể nói thẳng ra, nói thư ký của anh như thế nào. Vậy là quá ấu trĩ. Mặc dù nói tỉnh tề mưa gió rung chuyển, vẫn gió thổi mây phun, nhưng hạ tưởng nghĩ đến việc Lục Mỹ Mỹ, vẫn không khỏi cười trong lòng, bởi vì sự tình thật sự rất thú vị, làm người ta không nhịn được cười. Có thể tồn tại trong thế cục chính trị hiểm ác phức tạp, vẫn giữ được một trái tim lạc quan không dễ dàng, phải tiếp tục duy trì mới tốt. Nhà khách tỉnh ủy cách tỉnh ủy rất gần, đi bộ lộ trình 5 phút đồng hồ, hạ tưởng thích nhất là nghĩ mọi việc lúc đang đi bộ, liền vừa đi vừa nghĩ tới những bất ngờ xảy ra ở Phẩm Đô. Bất ngờ, đã phát sinh vào ngày hôm sau khi Tần Khản đến Phẩm Đô. Tần Khản vừa đến Phẩm Đô, cũng trước tiên đến hiện trường, ít nhất từ bên ngoài, y hoàn toàn chú tâm đến công việc, hơn nữa cũng thâm nhập vào chỗ người bệnh, bắt tay thân thiết, hỏi han ân cần, và tỏ vẻ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rất ủng hộ mọi hạng mục công tác trong việc xử lý tình hình bệnh dịch của thành ủy Phẩm Đô, muốn tiền sẽ xuất tiền, muốn sức giúp sức, mong toàn thể nhân dân Phẩm Đô yên tâm, tỉnh ủy nhất định sẽ đứng cùng một phía với nhân dân Phẩm Đô. Phải thừa nhận, Tần Khản ngoài việc làm việc, càng khéo nói hơn Lý Đinh Sơn, sau một màn biểu diễn, lập tức có được thanh danh còn tốt hơn cả Lý Đinh Sơn, dù sao Lý Đinh Sơn cũng chỉ biết vùi đầu làm, không biết tuyên truyền bên ngoài. Làm giỏi nói giỏi, mới là một chính trị gia chín chắn. Đến buổi tối, sau khi triệu tập các hội nghị dày đặc với phía thành ủy Phẩm Đô, Tần Khản đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mở cuộc họp tuyên bố với phóng viên. Vốn dĩ là một cuộc họp phát biểu rất bình thường với phóng viên, Tần Khản chắc chắn sẽ không bị cánh phóng viên ném trứng gà ném giải ra, cũng sẽ không nói về phần ngươi tin hay không, dù sao tôi tin những danh ngôn như vậy, tất cả làm theo thứ tự. Chỉ là thông báo tiến triển mới nhất về việc xử lý bệnh dịch, đơn giản là để làm yên lòng dân, ổn định cảm xúc nhân dân. Nhưng trong khâu đề ra câu hỏi, lại xuất hiện một bất ngờ không lớn không nhỏ. Nói không lớn, quả thực cũng không lớn, bởi vì ai cũng không thể do đó mà truy cứu trách nhiệm gì của Tần Khản. Nói không nhỏ, cũng không nhỏ, bởi vì cách nói của Tần Khản, vừa không đạt được nhận thức chung với thành ủy Phẩm Đô, cũng chưa trưng cầu sự đồng ý của tỉnh ủy. Nói đúng là y tự chủ trương, tự mình quyết định. Nếu như chỉ nói vài câu giống tuếch thì cũng không có gì, mỗi một lãnh đạo tỉnh ủy đều có quyền lợi nói dối, nói khách sáo và chuyện ma quỷ, thậm chí tự biên tự diễn, bí thư tỉnh ủy cũng không có quyền can thiệp, nhưng lời của Tần Khản lại hướng đến một cách rõ ràng, trực tiếp định tính cho tình hình bệnh dịch, là sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng. Tần Khản đã nói là, theo điều tra, dịch bệnh ở Phẩm Đô không phải chỉ là một sự kiện bệnh dịch bình thường đơn giản do bệnh truyền nhiễm gây ra, mà là sự kiện do con người âm mưu có tổ chức gây ra, hơn nữa còn có thế lực ngoại cảnh giúp đỡ sự kiện lần này, dẫn đến việc dịch bệnh mãi không thể khống chế được. Có điều, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, dưới sự xử trí thỏa đáng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phẩm Đô, đã tập trung những người bị nghi ngờ phạm tội và các nhân viên của các tổ chức thế lực ngoại cảnh. Bước tiếp theo sẽ áp dụng những thủ đoạn nghiêm khắc hữu hiệu, bóp chết ý đồ của một số người có ý làm cho sự việc to lên. Tần Khản vừa nói xong, tất cả mọi người trong cuộc họp đều ồ lên. Bởi vì truyền thông có tư cách tham gia cuộc họp báo đều là truyền thông chính phủ, chính là nói,
người tham dự đều là phóng viên phía chính phủ, là họng lưỡi của đảng, đều là những phóng viên rất nghe lời, mới làm cho lời nói chưa được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thông qua của Tần Khản không bị truyền bá toàn diện ra ngoài. Nhưng thà là như thế, còn có những phóng viên cá biệt không nghe lời lắm, không biết thế nào lại tiết lộ cách nói của Tần Khản ra ngoài. Tuy chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, không hề hình thành sóng to gió lớn, nhưng vẫn làm cho Lý Vinh Thăng cực kỳ căm tức, bởi vì hành động của Tần Khản làm anh ta rất bị động. Vốn dĩ nên do Bí thư Thành ủy tự mình nói ra kết luận, nhưng lại do Tần Khản cướp lời nói trước, tỉnh ủy sẽ nghĩ thế nào? Tần Khản làm như vậy, rất không có quy củ, quả thật là sằng bậy. Hơn nữa cả sự kiện dịch bệnh nằm trong sự khống chế của anh ta, làm gì có sự trợ giúp của thế lực ngoại cảnh nào. Tần Khản đường đường là một phó chủ tịch thường trực tỉnh, làm sao có thể ăn nói lung tung. Cho dù thật sự có thế lực ngoại cảnh, anh ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa lại là nhân vật số một phẩm đô, sao lại không nghe thấy một chút tin gì. Tần Khản chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch thường trực, lại không phải bí thư tỉnh hoặc chủ tịch tỉnh, y làm sao có thể biết chuyện cơ mật nhất. Lý Vinh Thăng vừa tức vừa bực, lại không thể nói với tỉnh ủy, dù sao Tần Khản cũng là đại biểu tỉnh ủy phái đến, lại là phó chủ tịch thường trực tỉnh, mặc dù đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy như anh ta, nhưng trên thực tế cũng có quyền quản lý phẩm đô. Nhưng lại không thể chịu được việc bị Tần Khản bày ra một đường, Lý Vinh Thăng gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, âm thầm kể với Hạ Tưởng sự bất mãn của anh ta với Tần Khản. Sau khi sự tình truyền đến tỉnh ủy, kỳ quái chính là Khâu Nhân Lễ không phát biểu ý kiến gì, Tôn Tập Dân cũng duy trì sự trầm mặc, cũng làm cho Hạ Tưởng có chút không hiểu, so với lòng căm phẫn của Lý Vinh Thăng, thái độ của Bí Thư Khâu và Chủ tịch tỉnh Tôn trước việc Tần Khản ăn nói lung tung, đã có chút ý vị sâu xa. Trầm mặc chưa chắc đã là ngầm thừa nhận, nhưng nhất định có nghĩa là dung túng hoặc không có lời nào để chống đỡ. Đại sự như vậy, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều hợp thời không phát biểu ý kiến, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì cực kỳ phức tạp? Bởi vì nếu như những gì Tần Khản nói không phải sự thật, Tôn Tập Dân hoàn toàn có thể lấy chuyện này ra làm bài văn lớn, làm cho Tần Khản hết đường lui. Mà xuất phát từ độ cao thống lĩnh toàn tỉnh, Khâu Nhân Lễ cũng có thể quát lớn Tần Khản ăn nói lung tung mới đúng, nhưng Khâu Nhân Lễ lại không nói gì, lại liên tưởng đến việc Lý Vinh Thăng đột nhiên từ phẩm đô chuyển đến trong tỉnh, trong đầu Hạ Tưởng bỗng nhiên chợt lóe lên một ý niệm vô cùng mãnh liệt, chẳng lẽ là thành phố Lỗ vào mùa thu, không khí mát mẻ. Nếu không kể đến khí hậu phức tạp rối rắm của chính trị, thì trời xanh xanh, năng nắng, lại cộng thêm gió mát nhẹ nhẹ khiến tinh thần người ta thoải mái, tuyệt đối là những ngày đẹp trời thích hợp cho việc du ngoạn mùa thu. Giả dụ bên cạnh còn có thêm một người đẹp bầu bạn nữa, tin chắc rằng không ít người đều cảm thấy tâm tình khoai khỏa hẳn lên, mặc cho nước ngập ngất trời, mặc cho văn kiện tài liệu, đến vùng ngoại ô hóng gió trước rồi nói. Khỏi nói, Hạ Tưởng cũng thật sự nghĩ như vậy. Bởi vì Tống Nhất Phàm và Vệ Tân đến thành phố Lỗ rồi. Đến thành phố Lỗ lần này, đương nhiên là chủ ý của Tống Nhất Phàm, cô ta rêu rao đòi đến thành phố Lỗ lâu lắm rồi, nhưng lại kéo dài mãi tới bây giờ mới đến, dĩ nhiên là có nhiều lý do, cũng bởi vì sau khi Tống Nhất Phàm đảm nhận chức phó tổng của Vệ Tân, bận bịu suốt không dứt ra được. Mặc dù cái bận của cô bé Phàm là cái bận rối ren, nói một cách chính xác, là cái bận rối ren đến lung tung cả lên. Cũng may là Vệ Tân có đủ tỉ mỉ và cẩn thận, đồng thời cũng chiếu cố cô ta rất chu đáo, cũng khiến cho quá trình trưởng thành của Tống Nhất Phàm ngập tràn sự ấm áp và tình thân. Kỳ thực theo suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn không tán thành cách trưởng thành theo kiểu êm dịu, dễ dàng khiến cho người khác buông thả đồng thời lớn lên một cách chậm chạp, thậm chí còn đào tạo ra người có tài tầm thường. Con người luôn luôn là như vậy, không cảm giác có mối nguy hại, thì sẽ không có đủ ý thức để cảnh giác. Sống trong lo âu, chết trong yên vui, không giả một chút nào. Nhưng đối với Tống Nhất Phàm, hắn cũng tình nguyện dung túng cho cô một chút, chủ yếu cũng là do tính tình của Tống Nhất Phàm quá khiến người ta yêu mến. Cô ta vừa không thích hợp làm chính trị, cũng không thích hợp làm kinh tế, kỳ thực theo suy nghĩ của Hạ Tưởng, Tống Nhất Phàm càng thích hợp cho việc bình yên mà thản nhiên ngồi trong trường đại học, trong một thư viện tràn đầy mùi thơm của sách, yên lặng mà đọc sách hoặc trầm tư, sau đó thời gian liền lặng lặng trôi qua. Vừa không mang đến đau khổ, cũng không mang đến thất vọng, chỉ có sự bình yên và chậm rãi tựa như ánh nắng mùa thu sau ban trưa vậy. Cũng phải thừa nhận, Tống Nhất Phàm và Vệ Tân đến thật đúng lúc, bằng không nếu hôm nay diễn ra đại hội thay đổi nhiệm kỳ, Hạ Tưởng có cưng chiều Tống Nhất Phàm đi nữa, cũng không có cách nào bước ra đi chơi cùng với cô. Nhưng sau khi trải qua cuộc thảo luận,
Tạ Tín Tài và Khâu Nhân Lễ cùng nhất trí đồng ý việc chính thức cử hành đại hội thay đổi nhiệm kỳ vào trưa mai, các mục công việc của kỳ trước, yêu cầu hoàn tất trong hôm nay. Hạ Tưởng làm việc xưa nay đều lo trước tính sau, đống công việc của hắn đã sớm hoàn thành xong cả rồi, cũng vừa hay có thời gian rảnh rỗi gần một ngày, cho nên lúc Tống Nhất Phàm đề nghị ra ngoài du ngoạn, nếu như người khác, nói không chừng Hạ Tưởng còn do dự một chút, nhưng cô ấy không phải ai khác, là cô bé Phàm, Hạ Tưởng liền không chút do dự mà đồng ý ngay. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là do Vệ Tân cũng ở đây, nếu như nói đối với Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng là cưng chiều, đối với Tân Vệ, hắn chính là khoan dung và thân tình, là mối tình thân nồng nàn mà không ai có thể lý giải được kể cả Vệ Tân. Việc của tỉnh ủy tạm thời gác lại, Tần Khản và Lý Vinh Thăng đang chạy từ thành phố Phẩm Đô đến thành phố Lỗ, để triển khai đại hội thay đổi nhiệm kỳ, những người cần thông báo đều thông báo rồi, những việc cần làm đều đã làm xong rồi, dù sao thì tỉnh ủy cả đống người, đối với việc làm nhẹ nhàng dễ dàng như việc bố trí hội trường, thông báo nhân viên có liên quan vân vân, cũng đều là chuyện nhỏ. Bài phát biểu có liên quan đến việc có sự trợ giúp của thế lực bên ngoài, không những không kích thích gợi sóng ở tỉnh ủy, ở Trung ương cũng không có chỉ thị tinh thần gì cho việc này. Trung ương và tỉnh ủy không hẹn mà cùng đều biểu hiện rõ một điều, sự việc, chỉ sợ rằng cũng thật đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Hạ Tưởng thì lại không mấy quan tâm đến đủ loại tin tức cả bên trong lẫn bên ngoài của việc Tần Khải phát biểu, hắn chỉ muốn ngồi đợi sau khi thay đổi nhiệm kỳ, khi tất cả đã được ấn định, không tin Tần Khải còn có thể có động lực làm ầm ĩ lên. Trung ương đã ra tay rồi, còn không thể một lần hành động mà ấn định càn khôn sao. Cho nên, hắn thà rằng lười biếng một tí. Thật ra cũng không có phút nào được rỗi rãi, Ngô Thiên Tiếu cũng không phụ sự phó thác đang bắt tay vào điều tra vấn đề của Chu Duệ. Theo điều tra, Chu Duệ có thể có mối quan hệ qua lại về kinh tế với Tần Khản, nhưng chỉ là có thể, bởi vì vẫn chưa có chứng cứ xác thật. Việc này, cụ thể là do Ngô Thiên Tiếu phụ trách rồi, Hạ Tưởng sẽ không để ánh mắt rớt lên người thư ký kỷ luật tỉnh ủy. Ánh mắt của hắn chỉ có thể rơi trên đại cục tỉnh Tề và cả bố cục của Trung ương, tin chắc rằng Ngô Thiên Tiếu có thể giải quyết việc này một cách ổn thỏa, lại chặt đi cánh tay trái của Tần Khản. Trung ương nhờ việc thay đổi nhiệm kỳ mà ấn định đại cục, lại nhờ hắn và Ngô Thiên Tiếu liên kết hạ gục phụ tá đắc lực của Tần Khản, người cùng lúc mất đi sự chống đỡ trên dưới như Tần Khản, còn có năng lực gây rối hay sao? Đương nhiên, với con người của Hạ Tưởng khẳng định là sẽ không vì vậy mà lơ là cảnh giác. Nhưng dù sao cũng nhẹ nhõm đi không ít, bởi vì Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng chẳng nhàn rỗi, đều đang vì đối phó với Tần Khản mà bố trí bước tiếp theo, cũng sẽ có món quà ngạc nhiên dành tặng cho Phó Chủ tịch tỉnh Tần Khản. Cũng là do căn cứ vào các nguyên nhân trên, Hạ Tưởng mới đích thân lái xe, rời xa khỏi nội thành và phố xá sầm uất, cũng rời xa khỏi nơi hỗn loạn và ồn ào náo nhiệt là tỉnh ủy, dẫn theo hai người đẹp đến bên hồ không tên ở trong khuôn viên đâu đó. Thả diều, nướng đồ ăn dã ngoại, là khoảnh khắc thư giãn thật sự. Tống Nhất Phàm nhất mực đòi đi câu cá, muốn Hạ Tưởng đi cùng, Hạ Tưởng lại không đi, chỉ ngồi trên ghế nằm, hưởng thụ sự yên tĩnh gió mát dưới bóng cây, Tống Nhất Phàm tức giận không chịu được, tự mình đùng đùng bỏ đi câu cá. Vệ Tân đang dựng giá nướng đồ ở một bên, chuẩn bị cho bữa cơm trưa dã ngoại. Người chỉ biết chỉ huy là đồng chí Hạ Tưởng, đội một cái mũ che nắng, ngồi dưới bóng râm của cây liễu. Khẽ nhắm hai mắt, nhìn hai bóng dáng ngọc ngà xinh xắn của hai người đang bận rộn phía xa, không khỏi âm thầm tán thưởng cuộc sống tốt đẹp. Thật ra điều Hạ Tưởng ghét nhất là đem hình dáng, nhan sắc hoặc tính cách của các cô gái ra so sánh, nhưng Tân Vệ trước mắt biết nghe lời, tuyệt đối là hình tượng của cô vợ nhỏ dịu dàng đáng yêu, mà Tống Nhất Phàm thì tung ta tung tăng, cứ như ánh nắng ngày thu vậy, long lanh mà sạch sẽ, là hình tượng em gái lý tưởng nhất trong lòng của các chàng trai. Thân là người đàn ông, giờ phút này đây, cảnh tượng này đây, sao mà không tự động nảy sinh cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện được chứ? Cho nên Hạ Tưởng vừa nhớ đến xã hội cũ đen tối, vừa đung đưa ánh mắt, bất chợt đưa qua đưa lại trên người của Tân Vệ và Tống Nhất Phàm. Kỳ thật chỉ đơn thuần đánh giá một người con gái qua ngoại hình và dáng vóc, kết luận đạt được sẽ bất công mà khác xa với hiện thực. Phụ nữ là loài động vật phức tạp. Mãi mãi cũng không thể từ ngoài hình mà đi phán đoán một người phụ nữ có dịu dàng nhã nhặn hay không, có ôn hòa đáng yêu hay không, có đáng để một người đàn ông có được hoặc cất kỹ hay không. Trên thế gian này tuy rằng phụ nữ xinh đẹp là hàng hiếm, nhưng nói thật, cũng không khan hiếm đến nước như lông phượng hay là sừng lân, bạn không thấy những tiểu thư trong thang máy, những em gái tiếp tân, thậm chí là những người làm việc thể lực trong đêm nào đó,
cũng đều là những nhan sắc hạng chung có thể thấy được, có thể đánh dấu, có thể chấm được ư. Người phụ nữ xinh đẹp nếu như không có tâm hồn, thì chính là bình hoa rỗng tuét, bởi vì nhan sắc có là sắc nước hương trời đi nữa, nhìn lâu rồi, cũng sẽ có ngày chán, mà tâm hồn và tính cách của một người, mới là sự thu hút dài lâu nhất. Vệ Tân không giống như Tống Nhất Phàm có sức sống tươi trẻ, cũng không thu hút người khác như Tống Nhất Phàm, đồng thời điều khiến người ta tán thưởng vẻ tươi đẹp và ánh mặt trời của Tống Nhất Phàm, là vì cô giống như một tinh linh hồn nhiên không biết đến nỗi ưu sầu của nhân gian là gì, chỉ có vui vẻ và cười đùa. Nhưng sự dịu dàng và chăm sóc của Vệ Tân lại khiến cô có đầy đủ các phẩm chất mà vô số phụ nữ xinh đẹp đều khó lòng có được, nhất mực đáng tin, đồng thời vợ hiền mẹ tốt. Phụ nữ xinh đẹp thì có nhiều, vợ hiền mẹ tốt trong đám phụ nữ xinh đẹp thì không nhiều, không những không nhiều, còn là hàng vô cùng hiếm. Do đó, Tân Vệ là sự ngưỡng mộ nhất trong lòng tất cả những người đàn ông thành thục có mắt nhìn và có sự từng trải, là người phụ nữ có thể cưới về cất giữ được. Mà Tống Nhất Phàm, ngây thơ hoạt bát, đồng thời hồn nhiên vui vẻ, cũng là người em gái mãi mãi trẻ trung, đồng thời khiến mình cảm thấy hạnh phúc mà tất cả những người đàn ông đều khao khát có được. Tuy rằng đã tới đầu thu, thời tiết hơi lạnh, Tống Nhất Phàm và Tân Vệ đều mặc đầm, đương nhiên là dạng đầm dài mà Hạ Tưởng thích nhất, đầm dài phất phơ, tóc dài đung đưa, Hạ Tưởng liền hiu hiu chìm đắm trong ánh nắng mùa thu. Trong mơ màng, gần như là đang ngủ, đột nhiên cảm giác lỗ mũi ngứa ngáy, dùng tay sờ một cái, lại không ngứa nữa, sau đó thì là tai ngứa. Hạ Tưởng lần một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang quấy rối, cười nói. Đừng giơ tay thì tất bị bắt. Chính là bàn tay mềm mại trắng mịn của Tống Nhất Phàm đã bị hắn bắt lấy. Trong tay Tống Nhất Phàm cầm một ngọn cỏ đầy lông, vừa nãy là đang cố tình chọc ngứa Hạ Tưởng, cô tưởng Hạ Tưởng ngủ mất rồi, không ngờ Hạ Tưởng lúc ngủ cũng rất tỉnh táo, liền cười khúc khích. Anh Hạ, anh ngủ cũng lanh lợi như chó con vậy. Hạ Tưởng trực tiếp á khẩu. Lấy đường đường một phó tỉnh ủy đi ví thành chó con, cũng chỉ có Tống Nhất Phàm bộc tuệch mới dám nói, ngay cả Cổ Ngọc cũng không dám tùy tiện nói bậy, khiến hắn thật cũng hết cách với cô. Vẫn là Vệ Tân ở bên nghe thấy, trách móc nói. Em Phàm, không được nói linh tinh, anh Hạ bây giờ là phó tỉnh ủy, anh là người có thân phận. Tống Nhất Phàm mới không sợ Hạ Tưởng. Lúc em quen biết ảnh, ảnh vừa ốm vừa đen vừa nhỏ vừa nghe lời, bây giờ ảnh đúng là mập lên một chút. Trắng ra một chút, nhưng vẫn còn nghe lời như hồi đó, thế mới là anh Hạ vĩnh viễn trong lòng của em. Một lời nói khiến cho tâm tư của Hạ Tưởng trở về thuở xưa, nghĩ đến lúc đầu khi gặp Tống Nhất Phàm, lúc đó cô mới thật sự là hình tượng của một cô bé con vừa ốm vừa nhỏ, và khi lần đầu gặp hắn, liền chỉ huy hắn mang dép lê chỉ định sẵn, vừa chớp mắt, bao nhiêu năm qua đi rồi, cô bé ngây ngô trong quá khứ, đã trở thành một cô gái đẹp không tả xiết. Nhưng Tống Nhất Phàm ở trước mặt hắn, vẫn như ngày nào, không hề có ý thức phòng vệ, cô cong người để hại hắn, hung khí trước ngực liền cách mũi hắn chỉ gần trong gang tấc, liền có sức nóng và hương thơm không chịu sự khống chế mà ùa đến, Hạ Tưởng lại ngại không thể trực tiếp đẩy cô ta ra, đành phải nói. Đi giúp Vệ Tân, một mình cô ấy làm không xuể, em muốn ăn gì, thì tự đi nướng đi. Em muốn ăn bắp. Tống Nhất Phàm cuối cùng cũng nhảy ra rồi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ xảo quyệt. Nhìn về hướng cây bắp xa xa. Anh Hạ, anh cùng em đi trộm vài trái bắp về nướng ăn, được không? Đùa dai kiểu gì vậy, phó tỉnh ủy đi ăn trộm bắp, truyền ra ngoài, danh tiếng của Hạ Tưởng mất toi rồi. Lại chẳng may bị vài người nông dân bắt được, hắn cũng thật khó lòng mà biện minh được. Muốn đi em đi, anh không đi đâu. Hạ Tưởng vẩy vẩy tay, hắn sẽ không dung túng cho Tống Nhất Phàm một cách vô điều kiện. Ban này chẳng phải em đang câu cá sao? Đừng nhắc nữa, chẳng câu được con cá nào, sau đó em nóng lên, dứt khoát đem quăng hết mồi câu xuống hồ rồi. Tống Nhất Phàm chề cái miệng nhỏ ra, nhưng dù sao tâm tư cô ấy đơn giản, đầu óc xoay chuyển nhanh, thoáng cái lại nhớ ra. Ây ra, nói đến câu cá suýt chút nữa quên mất, ba có chuyện nhờ em nói với anh. Tống Triều Độ sẽ để Tống Nhất Phàm chuyển lời ư? Chẳng lẽ Tống Triều Đô có thể cho rằng Tống Nhất Phàm có thể truyền đạt tín hiệu chính trị một cách chắc ăn được hay sao? Hạ Tưởng không khỏi cảm thấy vô cùng thắc mắc. Đang lúc Hạ Tưởng đang nghỉ ngơi một cách thoải mái, giữa Tần Khản và Lý Đinh Sơn, lại bộc phát nên một đợt xích mích không nhỏ. Gần đến giờ trưa, Tần Khản và Lý Vinh Thăng cùng lúc đến được thành phố Lỗ. Lý Vinh Thăng và Tần Khản cùng đi nhưng không cùng xe, vừa vào đến trụ sở lớn của tỉnh ủy,
Lý Vinh Thăng chào hỏi cũng không chào, liền quay người đi tìm Tạ Tín Tài. Tần Khản cũng không để tâm, lắc đầu cười một cái, trực tiếp trở về phòng làm việc. Gã tràn đầy lòng tin, tất cả đều nằm trong sự khống chế, đối với sự tức giận của Lý Vinh Thăng, không chút bận tâm tới. Đương nhiên, Tần Khản cũng không phải việc gì cũng suôn sẻ, Lục Gia Thành bất ngờ bị gác sang một bên, khiến gã đau đớn mất đi cánh tay phải, vô cùng tức giận đồng thời căm hận Hạ Tưởng. Khỏi phải nghĩ, khẳng định là bút tích của Hạ Tưởng, bởi vì ngoài Hạ Tưởng ra, ai cũng không thể có nét bút thần như vậy, càng không thể biết được sự thật của Lục Gia Thành đã giấu giếm bao năm, cho nên, việc từ chức của Lục Gia Thành, tuy rằng chỉ là tạm thời đình chức, là một tổn thất lớn của gã. Cũng may trên cơ bản thì gã đã sắp xếp toàn bộ đâu vào đấy, chỗ cần dùng đến Lục Gia Thành cũng không nhiều lắm, mất đi một trợ lực lớn tuy rằng đau khổ, nhưng cũng không đến nổi khiến gã phải thương gân động cốt. Chỉ có điều khiến Tần Khản khó hiểu là, nếu như nói thật sự là Hạ Tưởng đã gài bẫy Lục Gia Thành, thế thì phải chăng cho thấy, Hạ Tưởng đã biết được mối quan hệ giữa gã và Lục Gia Thành. Khoan nói đến việc làm cách nào mà Hạ Tưởng biết được quan hệ riêng tư giữa gã và Lục Gia Thành, nếu như Hạ Tưởng đã mò ra được mối quan hệ giữa Lục Gia Thành và gã, chẳng lẽ không phải cho thấy, Chu Duệ cũng có khả năng bại lộ sao? Cần phải cẩn thận thêm, Tần Khản vừa đi đến văn phòng, Chu Duệ liền gõ cửa bước vào. Thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy bước vào văn phòng làm việc của phó chủ tịch thường trực tỉnh, ít nhiều gì có chút không bình thường, cũng may mỗi lần Chu Duệ đến đây, đều có thể tìm được lý do đầy đủ mà quang minh chính đại, không những khiến Chu Hồng Cơ không nghi ngờ, cũng khiến một vài người khác chú ý đến, đều cho rằng thư ký của bí thư Chu đến tìm phó chủ tịch tỉnh, là thật sự vì việc công. Ngay khoảnh khắc đầu tiên Chu Duệ lộ diện, liền khiến cho Tần Khản giật mình, bởi vì gần đây cảm thấy áp lực rõ rệt. Sự việc tai nạn xe trên đường cao tốc, bên ngoài thì dường như là làm chuyện ác thì gặp phải báo ứng, không nghĩ kỹ lại còn thật sự cho rằng là quả báo của Hà Giang Hải. Thật ra sau sự việc Tần Khản vừa nghĩ cũng đã đại khái đoán được điều gì đó, sau lưng của sự việc, điều ẩn chứa bên trong e rằng cũng là bóng dáng của Hạ Tưởng. Nếu như lại xem như chuyện của Lục Gia Thành, Hạ Tưởng vừa ra tay, liền khiến gã liên tiếp gặp bất lợi, thủ đoạn giỏi, thông minh thật. Vừa gõ vừa đánh. Chính là để gã buông tay ư. Trong lòng Tần Khản cười khẩy, Hạ Tưởng cũng được, Khâu Nhân Lễ cũng được, thậm chí là Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng được, đều mắc lừa cả rồi, đều bị thủ đoạn của gã che mắt cả rồi, tưởng rằng gã thường xuyên khơi mào rắc rối, chính là muốn thế này thế kia, kỳ thật gã không phải muốn thế này thế kia. Phóng tầm mắt ra cả cái tỉnh tề, không một người nào có thể nhìn thấy sau lưng vẻ ngoài khoa chân múa tay, rốt cuộc ẩn chứa một tâm địa như thế nào. Hà Giang Hải bị gã đùa bỡn trong lòng bàn tay, Tôn Tập Dân bị gã bức bách đến sứt đầu mẻ trán, Chu Hồng Cơ bị gã đùa nghịch đến mặt xám mày cho, ngay cả Hạ Tưởng, cũng bị chiêu thức không như thường lệ của gã che lấp cả hai mắt, cuối cùng bị gã dẫn vào ngã rẽ. Tần Khản gần như muốn cười lớn thành tiếng, với sự nổi danh của Hạ Tưởng, kỳ thật khó mà xứng đáng, đều nói hắn có con mắt tinh tường thấy được cõi phàm trần, làm quan như là có thần, theo gã thấy, chẳng qua soàn thôi. Hoàn toàn không phải đối thủ ngang tầm với gã. Hạ Tưởng còn cho rằng kéo theo việc thay đổi nhiệm kỳ tỉnh tề trước, tỉnh tề sẽ được ấn định lại, kỳ thực Hạ Tưởng nào biết rằng, thay đổi nhiệm kỳ trước, càng đúng với ý muốn của gã. Cả một tỉnh tề cuối cùng chỉ có thể có một người chiến thắng, chính là Tần Khản gã đây. Tất cả mọi người, bao gồm Tôn Tập Dân, bao gồm Chu Hồng Cơ, bao gồm Hà Giang Hải, thậm chí bao gồm cả Hạ Tưởng người vẫn luôn điều tra bên trong đồng thời tự cho rằng kế sách của mình rất hay. Đều chẳng qua là nấc thang trên đường gã đi lên mà thôi, chính là dẫm đạp lên vai và sai lầm của bọn họ mà bước lên, mới hoàn thành được sự anh minh và vĩ đại của gã. Tần Khản hài lòng đắc chí, vừa gặp Chu Duệ liền nói. Thư ký Chu, có chuyện tốt gì hả? Chu Duệ đóng cửa, vẻ mặt khẩn trương. Phó Chủ tịch tỉnh Tần. Tôi nghĩ thân phận của tôi có thể đã bại lộ rồi, gần đây luôn cảm thấy có người đang điều tra tôi, ngay cả ánh mắt của Ngô Thiên Thiếu nhìn tôi cũng không bình thường nữa. Anh đa nghi quá sinh tật, Chu Duệ, đừng suy nghĩ lung tung nữa, người khác cũng là người, không phải thần, sau lưng anh đã làm những gì, không ai biết đâu. Tần Khản một mặt an ủi Chu Duệ, mặt khác lấy một tập tư liệu, thảy qua. Xác định lần cuối, phải đảm bảo những người trên đó đều không xảy ra vấn đề gì mới được. Chu Duệ thấy Tần Khản không quan tâm đến tình cảnh hiện giờ của gã, trong lòng không vui, nhưng lại không tiện nói thêm nữa, trong lòng còn nói thầm, rõ ràng ông cũng bị xảy ra tai nạn xe,
rõ ràng Lục Gia Thành cũng bị sỉ nhục, rõ ràng mấy việc gần đây đều không thuận lợi, còn giả vờ như không có gì vậy, là thực sự có lòng tin và thực lực, hay là chỉ làm bộ ra vẻ thôi. Nhưng tuy rằng gã khinh thường bộ dạng giả vờ của Tần Khản, nhưng đối với thủ đoạn của Tần Khản, vẫn là bái phục đến sát đất. Chu Duệ nhận qua tài liệu, mắt quét qua những cái tên phía trên, nói. Không vấn đề, đều liên lạc qua vài lần rồi, bọn họ bảo đảm sẽ không xảy ra sai sót. Lại nhớ ra, gã vẫn là không yên tâm lại nói. Nếu chẳng may phó bí thư hạ nghi ngờ tôi, muốn điều tra sau lưng tôi, làm sao đây? Tần Khản có chút không kiên nhẫn nói. Chu Duệ, làm việc thì đừng lo trước lo sau, trước sợ sói sau sợ hổ, cuối cùng vẫn là bị sói cắn bị hổ ăn mất thôi, không bằng đánh sói trước đánh hổ sau, chắc chắn sẽ có một con đường sống, đúng không? Chu Duệ gật gật đầu, tuy rằng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không vơi đi được, cũng đành phải vậy thôi, lại nhớ ra một chuyện, đang muốn mở miệng, thấy vẻ mặt của Tần Khản đã lộ vẻ không kiên nhẫn, chỉ đành hậm hực mà ngậm miệng lại, tạm biệt mà đi. Nếu như Tần Khản biết được rằng sau khi nghe xong thắc mắc của Chu Duệ, có khả năng nắm được khuyết điểm của Hạ Tưởng, ông ta chắc chắn sẽ hối hận không kịp, nhưng mỗi người đều có điểm yếu mà không cách nào vượt qua được. Điều mà Chu Duệ muốn nói thật ra là, anh ta biết được từ chỗ chủ nhân Lê Viên, đêm đó có một đôi chị em gái ở lại Lê Viên, còn có một tin còn kinh người hơn là, người đàn ông ăn cơm cùng đôi chị em xinh đẹp rất giống Hạ Tưởng. Chu Duệ rất muốn xin chỉ thị của Tần Khản, xem có phải nên nhúng tay điều tra một cái. Ngoài ra anh ta còn nghe được, hôm nay Phó Bí Thư Hạ cùng hai người đẹp đi du sơn ngoạn thủy ở trang viên nghỉ ngơi vùng ngoại ô, phải chăng cũng phái người theo dõi âm thầm điều tra một chút. Nhưng rõ ràng Tần Khản đã không có lòng dạ để ý đến một số chuyện vặt vảnh ngoài lề, đã đem toàn bộ tinh thần và sức lực đổ dồn vào kế hoạch lớn trong lần thay đổi nhiệm kỳ tiếp theo. Anh ta cũng không tiện nói thêm điều gì. Ngẫm nghĩ cũng phải, đoán chừng cũng đích thực là chuyện nhỏ không đáng để ý đến. Cũng may mà Chu Duệ không thốt ra miệng, nếu không anh ta đã đắc tội với Hoa Nhài Vàng Bạc và Tống Nhất Phàm, đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, nhưng cũng may anh ta không nói ra, nếu không, Tần Khản cũng thật có khả năng sau sự việc sẽ đem tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng mà nói. Nhưng tất cả đều do Chu Duệ không đủ dũng khí và Tần Khản không đủ kiên nhẫn, liền lẳng lặng cho qua như vậy, mới tránh xảy ra việc rắc rối khác. Nhưng không có chuyện rắc rối khác vốn đã không còn quan trọng nữa, bởi vì bố cục mà Tần Khản đã tận tâm thiết kế, sắp trình diễn màn va chạm cuối cùng rồi. Trước màn va chạm cuối cùng, Tần Khản còn có một việc phải làm, chính là phải gặp mặt Lý Đinh Sơn một lần. Tần Khản cũng hiểu rõ, Lý Đinh Sơn đột nhiên chuyển nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô một cách ngoài ý muốn, mà Lý Vinh Thăng chuyển nhậm chức phó chủ tịch tỉnh, là một nước cờ hay của Trung ương. Có bố cục vây giết nhắm vào ông ta hay không thì chưa biết, ông ta cũng vốn dĩ không để ý, bởi vì kế hoạch lớn của ông ta đã định sẵn, lại cộng thêm mọi việc được chu toàn, một lần điều chỉnh ngoài ý muốn, làm rối bố trí tỉ mỉ của ông ta. Sở dĩ muốn gặp mặt Lý Đinh Sơn, là muốn mua một ân tình thuận nước dong thuyền của Lý Đinh Sơn, đợi sau khi Lý Đinh Sơn tiếp nhận chức bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô, khống chế tình hình một cách nhanh chóng mà quả quyết. Cũng là chiến tích mà Lý Đinh Sơn đạt được dễ như trở bàn tay. Tần Khản còn âm thầm cảm thán cho lòng tốt của mình, Niệm Tình có giao tình với Lý Đinh Sơn, lúc đầu còn vì vấn đề của tập đoàn Đạt Tài mà bắt tay hợp tác, trong lớp chính phủ, ông ta và Lý Đinh Sơn qua lại mật thiết nhất, đối với Lý Đinh Sơn, ông ta ít nhiều cũng có chút cảm tình. Không ngờ chẳng đợi ông ta sai thư ký đi mời Lý Đinh Sơn không mời mà tới, không ngờ trực tiếp tìm đến tận cửa. Hiển nhiên, lần này Lý Đinh Sơn đến vừa không phải vì việc bổ nhiệm, cũng không phải để cùng ăn trưa, mà là đến gây chuyện. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, cục thế thành phố Phẩm Đô đã khiến tỉnh ủy rất lo lắng, sao ông có thể nói bậy bạ thế? Lý Đinh Sơn vô cùng căm phẫn. Một chút lòng hoài niệm chuyện xưa vừa mới nảy sinh của Tần Khản đối với Lý Đinh Sơn, thoáng chốc liền tiêu biến sạch sẽ, sắc mặt ông ta khẽ biến đổi. Đinh Sơn, tôi làm gì nói bậy bạ đâu? Anh nói chuyện phải nói lý lẽ, anh bình tĩnh lại, đừng nóng nảy. Tôi không nóng nảy. Lý Đinh Sơn kiềm chế không được cơn giận trong lòng. Thời gian tôi ở Phẩm Đô lâu hơn anh, hiểu biết về tình hình nghiêm trọng ở Phẩm Đô không thua kém ông, cũng đã nhiều lần nghiên cứu nguyên nhân phát sinh tình hình bệnh dịch cùng đồng chí Vinh Thăng, hoàn toàn không có thế lực ngoại cảnh trợ giúp gì như lời ông nói, ông đây không phải là giải quyết vấn đề, mà là tạo thêm phiền toái. Tần Khản mắt nhìn thắng lợi sắp trong tầm tay,
vốn muốn đứng trên góc độ cao của kẻ thắng cuộc, nhìn xuống và đồng tình Lý Đinh Sơn với thái độ thương hại, chỉ rõ một con lối đi thay cho Lý Đinh Sơn, không ngờ Lý Đinh Sơn không những không biết điều, còn dám chỉ trích ông ta, tâm trạng tốt của ông ta liền hết sạch, cũng liền thu lại nụ cười ngay. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, nếu tôi đã dám nói trước mặt mọi người, thì chắc chắn có chứng cứ rõ ràng, là đã nắm giữ số chứng cứ nhất định. Anh cũng biết con người tôi, chưa bao giờ ăn nói lung tung. Anh không tin tôi cũng chịu thôi, đã từng là bạn tốt, tôi không cầu xin sự ủng hộ của anh, nhưng xin anh đừng hoài nghi nhân phẩm của tôi. Phải nói là, lời nói của Tần Khản, còn giữ được ba phần lý trí, nhưng Lý Đinh Sơn cũng không biết sao lại nổi cơn tức giận lớn đến vô cùng, lại không kìm nổi giận dữ mà phán một câu. Được thôi, Tần Khản, đừng giả vờ nữa, tôi biết dụng ý của ông, chẳng qua là muốn phẩm đô loạn cả lên, cũng vừa hay cho thấy bản lĩnh của ông, tôi hy vọng ông rút lại những lời vừa nói, trả cho phẩm đô sự sáng sủa. Tần Khản cũng nổi giận rồi. Trước kia cảm thấy tính tình thẳng thắn của Lý Đinh Sơn là chuyện tốt, bởi vì Lý Đinh Sơn có thể trực tiếp chống đối Tôn Tập Dân. Bây giờ xem ra, tính tình thẳng thắn thật không phải chuyện tốt, bởi vì người mà Lý Đinh Sơn chống đối bây giờ là ông ta. Trước khác nay khác, Tần Khản hiện giờ cũng phản cảm với con người của Lý Đinh Sơn. Đồng chí Lý Đinh Sơn, đối với việc vô cớ gây sự của anh, tôi chuyện cũ bỏ qua, giờ mời anh hãy rời khỏi phòng làm việc của tôi phải làm việc rồi. Lý Đinh Sơn cũng không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn Tần Khản trong giây lát, xoay người bỏ đi. Tần Khản nhìn chăm chằm bóng dáng sau lưng của Lý Đinh Sơn, trong lòng cười khẩy, đợi đấy, Lý Đinh Sơn, đợi sau khi anh lên nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô, anh sẽ có trái đắng mà ăn, dở thối ngang tàng với tôi, cũng không suy xét một chút về thực lực của anh nghĩ anh là hạ tưởng sao? Kỳ thật Tần Khản không biết, trong tiềm thức, ông ta vẫn coi hạ tưởng là mối uy hiếp lớn nhất. Tần Khản càng không biết được là, Lý Đinh Sơn vừa ra khỏi cửa văn phòng làm việc của ông ta, liền ngay tức thì thay đổi thành bộ mặt ung dung điềm tĩnh, thậm chí còn khẽ cười, quay về phòng làm việc gọi đi một cú điện thoại. Bí thư Tống, tất cả thuận lợi. Trên mặt Lý Đinh Sơn đã sớm không còn vẻ mặt tức giận, thay vào đó là sự bình tĩnh và chắc chắn, dường như cảnh tượng vừa mới xảy ra hoàn toàn nằm trong dự tính. Tống Chiêu Độ lời ít mà ý nhiều, sẽ không nhiều lời, nhưng nhắc tới Tống Nhất Phàm thì khác, nhiều lời rồi. Tiểu Phàm ở thành phố Lỗ, Hạ Tưởng đang đi cùng nó, đứa trẻ này không biết suốt ngày nghĩ ngợi điều gì, lại không muốn làm chính trị, lại không muốn làm kinh tế, làm chức phó tổng trong một công ty gia đình nhỏ ở Bắc Kinh, nhưng nghe nói cũng làm có màu có mẻ lắm. Thôi vậy, mặc kệ nó, con gái không giữ được, tùy nó đi. Nói đến Tống Nhất Phàm, Tống Chiêu Độ mới lộ ra vẻ dịu dàng và chân thật, Lý Đinh Sơn nghe xong cảm thán muôn ngàn, cũng nói đến gia đình của ông ta, liền hẹn với Tống Chiêu Độ, thời điểm Tết âm lịch sẽ gặp lại lần nữa ở thành phố Yến. Tống Chiêu Độ đồng ý rồi. Là nên gặp mặt tụ họp, một khi tuổi tác lớn rồi, liền thích nhớ lại chuyện xưa. Con người mà, đều chạy không khỏi thời gian. Mặc dù đối với Lý Đinh Sơn mà nói, Tống Chiêu Độ thân là bạn học lại cảm thán trước mặt ông ta cũng ít ơi là ít. Trong trí nhớ, từ sau khi Tống Chiêu Độ thất thế ở tỉnh Yến, liền thoáng cái trở nên trầm mặc ít lời. Mãi cho đến cuộc điện thoại hôm nay, Tống Chiêu Độ lại lần nữa để lộ một mặt chân thật, mới khiến Lý Đinh Sơn xác nhận, Tống Chiêu Độ trầm mặc ít lời, vẫn y như Tống Chiêu Độ năm nào, ngoại trừ ông ta giữ chữ như vàng da, phẩm hạnh và tính tình, trước sau như một. Nếu như nói ngày trước ít nói kiệm lời là vì không được như ý trong chốn quan trường, thế thì hiện giờ sự thật lộ rõ, ắt hẳn là Tống Chiêu Độ cuối cùng phải đi trên đỉnh cao của đời người chăng? Ngẫm nghĩ lại năm đó Cao Thành Tùng một thời làm hại tỉnh Yến, đã qua đời trong sự lạnh lẽo, trước lúc chết, con cái cũng không có ở bên cạnh, quyền lực và uy phong trong quá khứ đã sớm không còn, chỉ có lạnh lẽo, mà trong bản tin chẳng qua chỉ phát một khối tin tức đậu hũ, thậm chí lễ truy điệu cũng không được lập, cảnh cuối đời sao mà suy đoài thế này, lại so với quyền thế ngất trời của Cao Thành Tùng năm đó ở tỉnh Yến, đời người, ai có thể nhìn được lâu dài. Cả đời Cao Thành Tùng lại có được những gì? Quyền lực bị cướp đoạt, tài sản bị xung công, lúc tuổi già ở lẻ loi hiệu quạnh trong sự giam lỏng, không nơi nương tựa, vợ tuy chưa ly dị, con cái thì đã tan, thân là một lão già tuổi tác đã cao, ngay cả thứ thân tình bình thường nhất cũng không có được, là một thất bại lớn nhất trong đời. Làm quan một đời, quyền lực và tiền tài không mang đến hạnh phúc và sự bình yên, chỉ có những quan tốt thật lòng vì nước vì dân, sau khi lui về,
thường được dân chúng nhớ đến, lúc chết, có dân chúng tự phát đưa tiễn, thì không uổng một chặn đường làm quan. Cảm xúc Lý Đình Sơn rất nhiều, suýt chút nữa thì thổ lộ hết tâm tư qua điện thoại với Tống Chiêu Độ, cũng may, ông ta nhịn được, bởi vì Tống Chiêu Độ lại đề cập đến một chuyện khác. Đình Sơn, ông chuyển lời với Hạ Tưởng một tiếng, tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh ta nữa, tôi vốn dĩ muốn để Tiểu Phàm chuyển lời cho anh ta, sợ Tiểu Phàm nói không rõ ràng, nên nói lại lần nữa với ông. Giọng nói của Tống Chiêu Độ nghiêm túc đi nhiều. Hạ Tưởng phương hướng tổng thể nắm được vô cùng khá, chi tiết cũng xử lý rất tốt, nhưng dạo gần đây, ít nhiều xuất hiện một số lối rẽ, anh ta đã bỏ sót một nhân tố mấu chốt, mới khiến anh ta mãi vẫn không hiểu người ta tại làm sao lại gây sự hết lần này đến lần khác. Có một câu tặng anh ta, tỉnh tề có chuyện, Bắc Kinh có gió. Tỉnh tề có chuyện, Bắc Kinh có gió ư. Hạ Tưởng ngẩn người, giơ tay véo tai của Tống Nhất Phàm, lại nhéo nhéo mũi cô. Em xác nhận câu mà ba em nhờ em chuyển lời cho anh là câu này, chứ không phải câu nói mớ sau khi em vừa mới tỉnh giấc ư. Tống Nhất Phàm xấu hổ bực bội mà né tránh tay của Hạ Tưởng. Anh Hạ, em không phải trẻ con, anh đừng véo tai của em nữa, em có ý kiến. Sau khi bày tỏ sự bất mãn cá nhân, lại quay trở lại vấn đề chính. Em đương nhiên xác nhận rồi, em từ lúc 3 tuổi đến nay, chuyển lời dùm người ta cũng không có sai qua, hừ, coi thường người khác, không quan tâm anh nữa. Tống Nhất Phàm xoay người đi rồi, chiếc váy tung bay trong gió nhẹ, cô cứ như một chú chim sơn ca thoát qua lại, chớp mắt liền biến mất ở nơi xa, lén lút lẻn vào đất trồng ngô. Hạ Tưởng lại không chú ý đến việc Tống Nhất Phàm đang làm gì, mà là cúi đầu trầm mặc nghỉ ngợi ý nghĩa trong lời nói của Tống Chiêu Độ. Rất rõ ràng, lời nói của Tống Chiêu Độ ám chỉ Tần Khản chủ động gây sự một cách khác thường, cũng đích thật trong lời nói, điểm trúng vấn đề nan giải mà hắn hiện giờ nghĩ mãi không ra. Vốn dĩ cứ tưởng có thể đợi sau khi thay đổi nhiệm kỳ, Tần Khản sẽ tự động dừng lại, thử nghĩ, sau khi mỗi người mỗi thành tích mỗi vị trí, chiếu theo thường lệ, rất khó mà điều chỉnh chức vụ lần nữa, Tần Khản cũng đành từ bỏ. Sau đó Tôn Tập Dân sẽ dưới sự ủng hộ của Khâu Nhân Lễ, dốc hết toàn khả năng đem tất cả sự phân công của Tần Khản chia nhỏ ra, một bộ phận chia cho Lý Vinh Thăng, một bộ phận chia cho Chu Vũ Huyên. Tần Khản dưới hai tầng áp lực vừa không có sự giúp sức của Khâu Nhân Lễ, lại không được chủ tịch tỉnh coi trọng, lại cộng thêm quyền lực trong tay bị hạn chế đến mức độ lớn nhất, ông ta còn có thể gợi được con sóng lớn thế nào chứ? Mùa thu rồi, châu chấu không sống được bao lâu đâu. Nhưng lời nói của Tống Chiêu Độ vẫn là thoáng cái mở ra cánh cửa cho Hạ Tưởng, giúp luồng suy nghĩ của hắn thoát chốc mở rộng ra rất nhiều. Nếu như đế hắn biết Lý Đình Sơn đã dưới sự ám thị của Tống Chiêu Độ, và đã đọ chiêu với Tần Khản, Hạ Tưởng sẽ hiểu ra kỳ thật từ đầu đến cuối Tống Chiêu Độ vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến cục thế của tỉnh tề. Mặc dù Tống Chiêu Độ thân là người ngoài vẫn luôn vô cùng chú ý đến cục thế của tỉnh tề, thế thì tầng cao ở Bắc Kinh, ắt hẳn tất cả mọi người đều để tâm đến cục thế tỉnh tề từng giây từng khắc. Hệ phản đối khẳng định là nhìn chằm chằm vào cục thế tỉnh tề, mà Ngô Tài Dương ra tay, cũng chứng minh thế lực gia tộc cũng vô cùng chú ý đến tỉnh tề, lại liên tưởng đến việc chuyển nhậm của Lý Vinh Thăng, cũng cho thấy tất cả đều dồn sức lực vào tỉnh tề, nhưng lúc các mặt thế lực ở Bắc Kinh dường như toàn bộ đều để ánh mắt rớt xuống tỉnh tề, thì lại có một bên thế lực trong khoảng thời gian gần đây, quá ư trầm mặc rồi. Phải nói là, kể từ sau khi Hà Giang Hải tạo ra vụ tai nạn xe Nha Nội, đến sinh nhật ông cụ phó mới thôi, một bên thế lực nào đó, dường như hoàn toàn rút ra khỏi tỉnh tề, không bình thường, quá không bình thường rồi. Hạ Tưởng đột nhiên kinh ngạc, bất thình lình đứng dậy, quả nhiên là tỉnh tề có chuyện, Bắc Kinh có gió. Hắn vẫn luôn bỏ qua một luồng gió đông khác của Bắc Kinh, một luồng gió đông gióng giạc nhưng lại có thể ẩn đi không thấy, cũng là ngọn gió đông có khả năng mê hoặc nhất, lúc hắn vừa mới vào quan trường. Ngọn gió đông đã từng khiến hắn mê muội đầu óc choáng váng, hôm nay, lại suýt nữa khiến hắn lạc mất đi cảm giác phương hướng ở tỉnh tề. Một luồng gió đông thật lợi hại. Hạ Tưởng coi như cũng hiểu rõ khúc mắc bên trong, một điểm mấu chốt mà hắn suy nghĩ không thông mãi trước đến nay cuối cùng đã dễ dàng giải quyết được, khiến tâm trạng hắn thoải mái vô cùng, chỉ cần biết được kẻ đứng sau Tần Khản là ai, thì sẽ không khó khăn gì suy đoán được mục đích cuối cùng của Tần Khản là gì. Và cả việc Tần Khản có bao nhiêu lòng tin và thực lực để tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Bây giờ biết được quân bài chưa lật và thực lực của Tần Khản, Hạ Tưởng càng có lòng tin lớn hơn có thể bóp nghẹt mưu đồ của Tần Khản. Đang lúc nhập tâm nghĩ ngợi, đột nhiên trong mũi truyền đến hương thơm, vừa quay đầu,
thấy vệ tân cười khanh khách đem một sâu khoai tây nướng đưa đến đây. Hạ Tưởng đích thực đã đói rồi, liền không khách sáo mà nhận lấy, cắn một miếng lớn, khỏi nói, tay nghề của vệ tân quả thật không tồi. Sau đó, Hạ Tưởng lại liên tiếp ăn mấy sâu đồ nướng, liền càng cảm thấy tâm trạng thư thái, thoải mái vô cùng, vừa nhìn xung quanh yên lặng không một người, mà vệ tân yên lặng đứng trước mặt, yên ắng như nắng ban chiều, đẹp như bầu trời mùa thu, là khiến người ta vui vẻ thoải mái như thế nào, không khỏi trong lòng lay động, liền muốn chọc ghẹo cô. Liền giơ tay ra, ôm vệ tân vào lòng, sau đó giở trò, cười hi hi nói. Trái phải không ai, cô vợ nhỏ, em hãy chiều bổn quan đi. Vệ tân vừa sợ hãi vừa thẹn thùng, muốn đẩy Hạ Tưởng ra, lại cả người không chút sức, đành phải xin tha. Ông xã, anh tha cho em đi, chẳng may cô bé phạm quay về, thế thì thảm rồi, anh quên rằng lần trước ở trong nhà tại Bắc Kinh, anh chính là bị cô bé phạm hại qua một lần. Hạ Tưởng cũng không phải muốn làm bậy giữa ban ngày, chẳng qua là muốn trêu đùa vệ tân, hiếm khi có được hôm nay vừa có người đẹp bầu bạn, lại có chuyện tốt sắp đến, hắn cũng đích thực muốn thư giãn một chút, nhưng nghe vệ tân nói, ngược lại ý nghĩ hư hỏng trong lòng liền không thể kiềm chế được mà dâng trào lên, trực tiếp đặt vệ tân ngã lên ghế nằm. Không tin hôm nay cô bé phạm lại hãm hại anh, giờ chắc cô bé đang chơi đùa vô cùng vui vẻ ở đâu đó, làm gì còn có tâm trí để ý đến chúng ta. Mặt của vệ tân đã đỏ bừng như máu rồi, lông tơ trên chiếc cổ trắng đều dựng đứng cả lên, dường như phết qua lớp mật vậy, Hạ Tưởng đang lúc chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống ngọt như mật vậy, đột nhiên liền nghe thấy tiếng hò hét bách thiết truyền tới từ phía xa. Cứu mạng, anh Hạ mau đến cứu em, có người xấu, là Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng giật mình, giữa ban ngày ban mặt còn có kẻ xấu, hắn lập tức chạy về hướng mà Tống Nhất Phàm phát ra tiếng kêu, cứ tưởng Tống Nhất Phàm đã gặp phải chuyện lớn bất chắc gì. Trong lúc giật mình, đã sớm quên đi sạch sẽ chuyện chọc ghẹo vệ tân. Không ngờ đợi khi Hạ Tưởng như thiêu như đốt chạy đi, vừa trông thấy đã dở khóc dở cười, thì ra Tống Nhất Phàm chưa được sự cho phép đã lấy bắp của bác nông dân, bị người ta phát hiện rồi. Bác nông dân xuất phát từ lòng tốt, đoán chừng cũng thấy Tống Nhất Phàm một cô gái xinh như tiên lấy vài trái bắp không đáng tiền, không thể coi là trộm, liền nói cho Tống Nhất Phàm nghe loại bắp nào thì nướng ăn ngon. Kết quả Tống Nhất Phàm hiểu lầm bác nông dân, tưởng rằng đối phương là người xấu giống như sói giả xấu xa vậy, liền lớn tiếng kêu cứu. Hạ Tưởng nhận lỗi với bác nông dân, lãnh Tống Nhất Phàm về, lại tốn 10 đồng nhân dân tệ mua hết mấy trái bắp, trên đường trở về còn phê bình Tống Nhất Phàm không nên hung dữ với bác nông dân như vậy, càng không nên nghi ngờ đối phương không phải là người tốt. Tống Nhất Phàm vẫn không phục. Ông ta chính là không phải người tốt. Sao lại không phải người tốt? Em thấy bộ dạng ông ấy trung hậu lương thiện biết bao. Bộ dạng cũng trung hậu thật, nhưng người có bộ dạng trung hậu thì nhất định là lương thiện sao? Cái logic gì vậy, anh không cảm thấy ông ta có bộ dạng rất giống Trương Nhất Ma sao? E sợ Hạ Tưởng không tán đồng với cách nghĩ của cô vậy, Tống Nhất Phàm cường điệu nói. Có một số người vẻ mặt nhăn nheo, ẩn chứa bên trong không phải là sự từng trải và câu chuyện năm tháng, mà là một rồi thêm một tâm địa xấu xa. Chả ăn nhập vào đâu, Hạ Tưởng hết cách với Tống Nhất Phàm. Trở về tỉnh ủy, Hạ Tưởng liền nghe thấy chuyện Lý Đinh Sơn gây sự với Tần Khản, trong lòng tuy rằng buồn bực, cũng đa phần đoán được Lý Đinh Sơn là tại làm sao lại tranh cãi với Tần Khản, để Lý Đinh Sơn kìm hãm một chút sự chú ý của Tần Khản, hắn vừa hay thừa dịp bố cục. Nhất thiết phải ngồi xuống nói chuyện với Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ rồi, bởi vì sự tình quan trọng, không bàn không được, còn không đợi Hạ Tưởng chủ động đi tìm Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đã chủ động bắt tay đến thăm, chủ động tới cửa. Màn kịch cuối cùng của tỉnh Tề, mở màn từ đây. Từ khi Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh Tề tới nay, chưa bao giờ hội đàm ba bên với Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Cơ hội hắn và Chu Hồng Cơ cùng ngồi với nhau là không ít, nhưng với Tôn Tập Dân, dường như luôn luôn có ngăn cách vậy, trong ấn tượng, thật đúng là chưa từng có một cơ hội đơn độc ngồi cùng nhau. Hôm nay cũng không thể xem như đơn độc ngồi cùng nhau, bởi vì Chu Hồng Cơ mời khách, nhưng coi như là một lần khó có được mặt đối mặt nói chuyện giữa Hạ Tưởng và Tôn Tập Dân. Kỳ thật giữa Hạ Tưởng và Tôn Tập Dân, cũng không có mâu thuẫn thâm căn cố đế. Ân oán từng có khi còn ở tỉnh Yến cũng theo thời gian sói mòn mà phai nhạt. Sau khi Tôn Tập Dân đến tỉnh Tề, cũng không có xung đột lợi ích một cách trực tiếp với Hạ Tưởng. Mặc dù lúc bắt đầu bởi vì vấn đề của ngành muối, mà đứng ở lập trường riêng, từng có đọ sức âm thầm, nhưng cũng là một loại thái độ bình thường trong quan trường.
Dù sao chủ tịch tỉnh có quyền quyết định, không có khả năng mọi chuyện đều thuận theo ý của Hạ Tường, thậm chí cũng sẽ không thuận theo ý của Khâu Nhân Lễ. Cho dù thấy Tôn Tập Dân hơi hành động theo cảm tính trong vấn đề của tập đoàn Đạt Tài, nhưng Hạ Tường vẫn hiểu được việc làm của Tôn Tập Dân, cũng không cảm thấy Tôn Tập Dân phạm sai lầm. Hắn cũng từng phạm phải sai lầm hoặc bị mê mẩn giống như vậy, Tôn Tập Dân cũng nhất thời bị mê muội hai mắt với phe bình dân, là nguyên nhân có thể hiểu được. Hôm nay ngồi cùng nhau, tiến thêm một bước khó có được. Trong lòng Hạ Tưởng cũng cảm thấy vui mừng, không đấu tranh không có nghĩa là thỏa hiệp, mà là vì tiến bộ chung. Hiện giờ hắn và hai chủ lực lớn của phe phản đối có khả năng ngồi cùng nhau, thảo luận làm cách nào ổn định thế cục tỉnh Tề, là chuyện không thể tưởng tượng lúc mới đến tỉnh Tề. Nhưng hôm nay, chuyện vô cùng chân thật đã xảy ra, cũng chỉ có thể nói là, tình thế mạnh hơn con người. Hạ Tưởng trong lòng cảm thán, khác nhau rất lớn với suy nghĩ trong lòng Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Nếu nói Hạ Tưởng chỉ có cảm thán, thì còn lại Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ ngoài cảm kích ra còn có bất đắc dĩ và xấu hổ. Cảm kích chính là, dù ở phe đối lập, ở thời khắc mấu chốt Hạ Tưởng vẫn vô tư trợ giúp đối với bọn họ, không nói chuyện điều kiện, không đề cập tới trao đổi, điểm xuất phát chỉ vì đại cục tỉnh Tề. Một người lặn ngụp trong quan trường dần dần bị tiêm nhiễm thói quan liêu và lạnh lùng, cũng phải âm thầm thở dài vì tâm tư chân thật và thẳng thắn của Hạ Tưởng. Bất đắc dĩ và xấu hổ là do, bọn họ đã được Hạ Tưởng trợ giúp rất nhiều, chẳng những không có gì báo đáp, còn nhờ và Hạ Tưởng rất nhiều chỗ trong các công tác sau này, ngoại trừ xấu hổ, bọn họ còn có thể nói được gì đây. Cho nên hôm nay tụ hội, là do Tôn Tập Dân chủ động khởi xướng, và không tiếc lấy tôn nghiêm của chủ tịch tỉnh, tự mình mời Hạ Tưởng uống rượu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phó Bí Thư Hạ, tôi mời anh một ly. Tôn Tập Dân tay nâng chén, không đợi Hạ Tưởng nói, liền uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ cho tới nay vẫn mạnh mẽ ủng hộ công tác của tôi. Tuy rằng không có nói thẳng ra trước mặt là kính trọng, kỳ thật đã rõ ràng không lầm lẫn là muốn biểu đạt ý kính nể. Hạ Tưởng cũng vội uống một hơi cạn sạch. Chủ tịch tỉnh Tôn khách sáo rồi, những gì tôi làm, đều là thuộc bổn phận, đều là chuyện cần phải làm. Tôn Tập Dân rất cảm động. Làm chủ tịch tỉnh, cần phải vì nước vì dân, vì phát triển kinh tế tỉnh Tề mà cống hiến. Làm cán bộ quốc gia, cần phải liêm chính làm theo việc công, chí công vô tư, nên là làm quan một lần, tạo phúc cho một phương. Trên thế giới có nhiều điều cần phải làm lắm, nhưng có bao nhiêu người làm được những điều đó. Chúng ta phiên dịch cán bộ có nghĩa là phải có thái độ tốt, sắc mặt tốt, công tác tích cực chủ động, là nên thế, là việc thuộc bổn phận, nhưng hiện tại lại thành tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao. Thành ra một cán bộ đảng viên không tham ô không hủ bại chính là cán bộ đảng viên tốt, đây là logic gì vậy? Đây là bổn phận nên phải thế mà. Ở thời đại tiến bộ, cán bộ đảng viên chúng ta, đạo đức không có, năng lực thấp, tham ô hủ bại là chuyện bình thường, chỉ cần cầm tiền liền làm việc mới là quan tốt, chỉ cần sau khi tham ô không hại nước hại dân, không cuốn tiền bỏ trốn, còn ở trong nước nộp lệ phí đến tận nơi, chính là một cán bộ thật tốt với Tổ quốc. Đây là hiện tượng gì? Đây là sự thụt lùi đạo đức lớn nhất trong mấy ngàn năm lịch sử dân tộc Trung Hoa, là bi kịch của xã hội, là sỉ nhục quốc gia. Còn có một số cán bộ lãnh đạo, nơi nào cũng hô khẩu hiệu vì nước vì dân, kỳ thật một chút chuyện thực tế cũng không xử lý, chỉ vì lo nghĩ cho bản thân, không tiếc lấy cục diện yên ổn đoàn kết của toàn bộ tỉnh Tề làm lợi thế chính trị, đây là hành vi gì? Đây là phần tử bại hoại lớn nhất. Cũng không biết sao, Tôn Tập Dân dường như hơi quá mức kích động, vừa nói liền thành một hồi phân trần khẳng khái, khiến Hạ Tưởng nhất thời kinh ngạc. Tuy Tôn Tập Dân nói cũng là tình hình thực tế, nhưng liên tưởng đến thân phận chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, nói ra lời nói trên, xem như rất khác thường. Rơi vào trong tai của lãnh đạo Trung ương, Tôn Tập Dân liền bị mất điểm. Hạ Tưởng cũng biết rõ, lời nói của Tôn Tập Dân có ý ám chỉ, người kéo bè kết phái là Hà Giang Hải. Người ngồi không ăn bám là Thang Thế Thành, người hại nước hại dân là Tư Mã Bắc, kẻ bại hoại lớn nhất là Tần Khản. Quả thật, dưới câu nói dõng dạc của chủ tịch tỉnh Tôn, có lẽ cũng chưa biết được dụng ý ẩn núp dưới biệt tài ăn nói. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ dân tộc Trung Hoa mấy chục năm qua, vẫn ham thích đấu tranh nội bộ, mấy chục năm còn không yên tĩnh, còn có niềm vui đi gây rối người khác, nhưng lịch sử vẫn tiếp diễn sóng sau xô sóng trước. Sức lực của một cá nhân thật sự nhỏ bé, có thể thay đổi được bao nhiêu thì thay đổi bấy nhiêu là tốt lắm rồi.
mà chủ tịch Tỉnh Tôn vừa nói liền làm ra một mở đầu rất cao, khiến cho Hạ Tưởng cũng không đoán định gì, cũng không tiếp lời của Tôn Tập Dân, chỉ im lặng cười. Chu Hồng Cơ liền nói, Phó Bí Thư Hạ, hôm nay chủ tịch Tỉnh Tôn hơi kích động, kỳ thật ông ấy có ý là muốn giao lưu với anh. Chủ tịch Tỉnh Tôn và tôi hôm nay là 100% thực lòng đến ngồi nói chuyện với anh. Chu Hồng Cơ giảng hòa thay Tôn Tập Dân, anh ta lo lắng Hạ Tưởng sẽ bởi vậy mà nghĩ nhiều. Bởi vì vừa rồi biểu hiện của Tôn Tập Dân quả thật hơi cấp tiến một chút, không phù hợp lắm với thân phận của một chủ tịch tỉnh, cũng chỉ có anh ta hiểu rõ khổ sở trong lòng Tôn Tập Dân. Có điều khiến anh ta kinh ngạc hoảng sợ chính là, thế nào mà Tôn Tập Dân lại thất thố như thế ở trước mặt Hạ Tưởng, nói ra ý nghĩ chân thật. Hạ Tưởng giơ chén rượu lên đáp lễ Tôn Tập Dân. Tôi mời chủ tịch tỉnh Tôn một ly. Kỳ thật khi ở tỉnh Yến, tôi đã vô cùng kính nể cách chủ tịch tỉnh Tôn đối nhân xử thế, có tha thứ, có tinh thần trọng nghĩa, có chủ ý. Năng lực và phẩm hạnh của một người không nằm ở chỗ chức quan cao hay thấp, mà ở trái tim yêu nước thương dân thực lòng. Cổ nhân thường có câu quan vì dân là cử chỉ cao thượng, ở hiện tại, chẳng ai còn nhớ. Làm quan không làm chủ cho dân không bằng về nhà bán khoai lang, nói một câu giác ngộ rồi sau đó để trong lòng sao. Cán bộ thời cổ đại cũng không phải do dân bầu ra. Hạ Tưởng vốn dĩ chỉ là nói tiếp lời nói của Tôn Tập Dân, không ngờ xong buổi nói chuyện, Tôn Tập Dân gần như kích động, cầm tay Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, đúng là chi kỷ, hiểu tôi rất chính xác à. Lúc này Tôn Tập Dân ở trước mặt Hạ Tưởng thể hiện ra hình tượng của một phần tử trí thức, mà không phải là một chủ tịch tỉnh quen thói quan liêu, lại càng không phải là chính khách lúc trước trong vụ tranh giành vấn đề của tập đoàn Đạt Tài, vì lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến đại cục tỉnh tề. Mỗi người đều có một mặt phức tạp, Tôn Tập Dân cũng là như thế. Năm đó tại tỉnh Yến, ông ta một lòng lôi kéo Hạ Tưởng, lôi kéo không được, rồi lại ra tay chèn ép, chính là diện mạo của một vị quan liêu mười phần. Nhưng ở tỉnh Tề, Tôn Tập Dân đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng trưởng thành rất nhiều, và quay đầu nhìn lại quá khứ, đã nhìn thấu rất nhiều điều. Hạ Tưởng cũng không biết rằng, hôm nay Tôn Tập Dân ở trước mặt hắn làm đủ chuyện, đều không phải là thất thố, cũng không phải biểu diễn, mà là biểu lộ nội tâm chân thật. Sau lúc này không lâu, một chuyện đại sự phát sinh, Hạ Tưởng lại nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, mới giật mình kinh hãi, không khỏi thở dài khóc than. Hạ Tưởng kỳ thật cũng không phải tri kỷ của Tôn Tập Dân, hắn và Tôn Tập Dân cũng không có giao kết giữa hai người tri kỷ. So sánh ra thì, Hạ Tưởng tình nguyện thừa nhận hắn là tri kỷ của Diệp Thạch Sinh, bởi vì từ trước tới nay, giữa hắn và Tôn Tập Dân luôn luôn có ý nghĩ không hòa hợp. Có lẽ cảm giác giữa người với người chính là vô cùng kỳ quái, hắn luôn cảm thấy thiếu một cơ duyên có thể đến gần Tôn Tập Dân. Thậm chí còn không bằng với Chu Hồng Cơ, tuy rằng thời gian quen biết ngắn, nhưng có tiếng nói chung. Lại có lẽ bởi vì những gì Tôn Tập Dân đã làm ở tỉnh Tề, vẫn khiến Hạ Tưởng trong lòng không vui. Nhà nội đã quay về Bắc Kinh, trước khi đi, anh ta còn bảo tôi gửi lời cảm ơn đến anh. Chu Hồng Cơ nhắc tới nhà nội. Nhà nội sau khi bị người ta hành hung không lâu thì trở về Bắc Kinh trị liệu, cũng đồng nghĩa với tỏ thái độ không truy cứu việc này, rõ ràng dứt khoát hơn nhiều so với lần trước bám chặt lấy không chịu đi. Hạ Tưởng gật đầu. Điều kiện chữa bệnh ở Bắc Kinh đỡ hơn một chút, trở về cũng tốt. Tổ điều tra cũng đã mấy ngày, một hai ngày nữa là cho ra kết quả. Cũng là vì thân phận của nhà nội đặc biệt, nếu không, chỉ là một thương nhân bị hành hung một chút. Cũng không kinh động tỉnh ủy thành lập tổ điều tra sự cố, thật đúng là có thể diện rất lớn. Thể diện không phải là cho nha nội, là cho người nào đó ở Bắc Kinh. Trước ngày hôm qua, Hạ Tưởng còn gửi gắm kỳ vọng cao vào kết luận của tổ điều tra, nhưng hôm nay, sau khi hắn bị Tống Chiêu Độ đánh thức, liền biết sự kiện nha nội bị đánh, sự kiện tai nạn mỏ, cùng với sự kiện tình hình bệnh dịch, vân vân, còn có dự án xe khách dùng nguồn năng lượng mới, công trình ngũ đóa kim hoa. Đều chỉ là thủ đoạn đòn gió bịp bợm, đều không phải là sát chiêu đích thực. Cho nên có thể khẳng định là, tổ điều tra sẽ không tra ra được kết luận nào hữu dụng, cho dù cuối cùng theo căn cứ chính xác chỉ vào Tần Khản, cũng không có khả năng bởi vì một lần xảy ra việc đánh người mà làm được gì một vị phó chủ tịch tỉnh. Tổ điều tra càng đi sâu vào điều tra, lại càng dấn sâu vào kế chuyển rời tầm mắt của Tần Khản. Cụ thể sát chiêu của Tần Khản để ở nơi nào, Hạ Tưởng còn không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định chính là, một loạt sự kiện leo thang phát sinh, cho dù là nhằm vào Tôn Tập Dân, hay nhằm vào Chu Hồng Cơ, cũng không phải điểm dừng chân đích thực của Tần Khản. Không thể không nói,
Tần Khản là một trạm kiểm soát lớn nhất mà Hạ Tưởng gặp phải từ khi đi theo chính trị tới nay, lớn nhất, nhưng không phải khó khăn nhất, cũng là khiến cho người ta không cân nhắc được gì nhất. Cũng phải thừa nhận, Tần Khản thành công, ít nhất ông ta nhất thời giấu giếm được Hạ Tưởng. Tuy rằng ông ta không đa mưu túc trí bằng Diệp Thiên Nam, cũng không cấp tiến dũng mãnh như Chu Hồng Cơ, nhưng dưới bề ngoài ra vẻ trung hậu của ông ta, ẩn núp bên trong nếp nhăn trên mặt cũng không phải là do làm việc lâu ngày để lại, mà là từng lớp suy nghĩ xấu xa. Khi chấm dứt tụ họp, Tôn Tập Dân mới hơi chút nhắc tới đề tài chính. Sau khi bước sang nhiệm kỳ mới, tôi muốn phân công điều chỉnh thích hợp một chút bộ máy chính phủ, đến lúc đó hy vọng Phó Bí Thư Hạ và Bí Thư Khâu đề nghị thêm. Hạ Tưởng bên ngoài là gật đầu, ngoài miệng nói cũng là. Hy vọng Chủ tịch tỉnh Tôn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhiệm kỳ mới, chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tôn Tập Dân hiển nhiên không có cái nhìn sâu xa như Hạ Tưởng, kinh ngạc. Phó Bí Thư Hạ có tin tức gì sao? Đừng nói Hạ Tưởng không có tin tức gì, cho dù có, cũng không có khả năng nói ra cho Tôn Tập Dân biết. Phải nói, hôm nay Tôn Tập Dân, từ lần mời rượu đầu tiên, đến lời chia tay cuối cùng, biểu hiện vẫn là ở mức độ thất thố lớn, nếu nói hiện tại là vì có chút men say, như vậy thời điểm mới đến, Tôn Tập Dân chưa thấm giọt rượu nào, làm sao lại vẫn thất thố như vậy? Hạ Tưởng cười cười, không trả lời thẳng mặt. Làm việc phải chú ý nhiều một chút mới được, gần đây có nhiều chuyện xảy ra lắm, tóm lại là để phòng chuyện khi nó chưa xảy ra là được. Tôn Tập Dân có lẽ nhận thấy mình thất thố, hôm nay ông ta uống không ít rượu, sắc mặt trắng bệch, liền cười một cách miễn cưỡng, xoay người rời đi. Chu Hồng Cơ bước sau một bước, cố ý nhỏ giọng nói. Phó Bí Thư Hạ, Chủ tịch tỉnh Tôn hôm nay cao hứng khó có được, uống nhiều quá, anh đừng để ý. Lại đột nhiên dừng lại, dường như do dự một chút, rồi lại hỏi, nói. Có thực là có tin tức gì hay không? Có lẽ Chu Hồng Cơ cảm thấy quan hệ giữa hắn và Hạ Tưởng càng gần thêm một chút, cho nên mới hỏi câu này. Hạ Tưởng chỉ cười ha hả. Quả thật không có tin tức gì, chỉ là luôn cảm giác làm việc gì cũng phải nghĩ nhiều một chút, cho nên mới cố ý nhắc nhở một câu. Chủ nhiệm Chu, anh cũng phải lưu ý nhiều hơn, cẩn thận có biến cố. Chu Hồng Cơ khẽ mỉm cười. Sẽ để ý. Hạ Tưởng lại chủ động giơ tay ra bắt tay với Chu Hồng Cơ, nói một câu đầy thâm ý. Thân là cán bộ lãnh đạo, chẳng những phải đề phòng cấp dưới không có ý tốt dựa dẫm vào, phải cẩn thận nhất vẫn là người ở bên cạnh mình. Chu Hồng Cơ sửng sốt thấy rõ, cũng không biết có phải anh ta hiểu ra điều gì hay không, gật đầu nói. Đã hiểu rồi. Kỳ thật Tống Chiêu Độ đánh thức kịp thời, chỉ khiến Hạ Tưởng ý thức được lo lắng của Tần Khản từ đâu mà đến. Nhưng cũng không thể khiến hắn liếc mắt một cái mà nhìn thấu ý đồ thực sự của Tần Khản là gì, bởi vì Tần Khản nhằm vào Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, mà không phải hắn, hắn chỉ cảm thấy rất cần phải nhắc nhở hai người một chút. Về phần hai người có thực sự đi theo hướng trong lòng hay không, liền không được biết rồi. Hạ Tưởng cũng không có khả năng quan tâm đến mức độ lo lắng thay cho Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, hắn là một người tốt không phải giả, nhưng cũng là người tốt có giới hạn. Cái gọi là có giới hạn chính là, hiện tại Tống Nhất Phàm thành chị em như hình với bóng với Vệ Tân, hắn muốn thân thiết một chút với Vệ Tân, cũng không có cơ hội, thật sự là ảo não. Sau khi ba người chia tay, Hạ Tưởng cũng không về nhà, đúng là say mê cảnh phong ban đêm, hắn hồi tưởng lại một trận mê mải lúc ban ngày với Vệ Tân dưới bóng cây, lại không khỏi dao động tâm tư mãnh liệt. Có lẽ người phụ nữ khác sẽ không khiến Hạ Tưởng dao động tâm tư, nhưng Vệ Tân thì sẽ. Không chỉ có là bởi vì Vệ Tân dịu dàng săn sóc và hòa nhã, mà là Hạ Tưởng có một tình cảm độc nhất vô nhị đối với Vệ Tân. Nếu cân nhắc theo hai tiêu chuẩn tình yêu và tình thân, Hạ Tưởng yêu nhất vẫn là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp, nhưng xuất phát theo góc độ thương hại và yêu thương, hắn thương hại nhất là Vệ Tân. Người yêu hai kiếp, tình duyên một đời, ai cũng không thể thay thế được vị trí đặc biệt nhất của Vệ Tân ở trong lòng Hạ Tưởng. Ngày mai sẽ là nhiệm kỳ mới. Có thể là trời trong nắng ấm, cũng có thể là hồng thủy ngập trời, nhưng đều không liên quan đến tâm trạng tốt của Hạ Tưởng hiện tại. Người bình thường có lẽ không thể lý giải vì sao Hạ Tưởng cố ý đi theo thói buông thả, bởi vì có một việc từ trước luôn luôn kìm hãm rất sâu, sẽ làm người ta không hiểu sinh ra bực bội, rốt cục gặp đến đúng chương, không hề thấy không rõ phương hướng mà trốn tránh, chẳng sợ một trận đao thật súng thật, so với luôn bị Tần Khản Đông đập một búa tây đánh một chùy làm cho mù mờ ẩu tả thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù là hồng thủy ngập trời,
cũng là nạn hồng thủy của người khác, cho nên nếu nói Hạ Tưởng cũng có suy nghĩ xấu xa nho nhỏ mà nói, chính là hắn chỉ quan tâm đến sự ổn định của thế cục tỉnh Tề, cũng không thèm để ý chuyện sống chết của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Bởi vì nếu đổi vị trí mà nói, nếu Tần Khản đối phó với chính hắn, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ có thái độ sống chết mặc bay hay là ném đá xuống giếng đều khó mà nói, nhưng mặc kệ là kiểu nào, phỏng chừng không vì giữ gìn yên ổn đoàn kết ở tỉnh Tề thì hắn cũng sẽ không tận tâm hết sức mà bôn ba như vậy. Cho nên nói, chẳng lẽ không cho phép hắn có một chút thả lỏng? Đương nhiên, quả thật không có ai yêu cầu hắn phải thả lỏng hợp lý, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn tìm không thấy đối tượng có thể thả lỏng. Kỳ thật cũng không phải tìm không thấy, mà là không thể đến tìm, bởi vì có Tống Nhất Phàm như hổ rình mồi theo sát bên người vệ tân, cô bé Phàm liền thật sự thành một bóng đèn sáng đến chói mắt. Đang lúc Hạ Tưởng nghĩ không ra biện pháp thì, Phó Bí Thư Hạ to lớn có trí tuệ chính trị khá cao, nhưng trong vấn đề làm cách nào để hẹn hò với một phụ nữ mà không bị một phụ nữ khác phát giác, hiển nhiên không phải có rất nhiều biện pháp thì vệ tân đúng lúc gọi điện thoại tới. Có phải đang nghĩ muốn vụng trộm, muốn đến đây, gặp, em hay không? Vệ tân cũng học thói xấu, cố ý cắn đầu lưỡi nói, còn cố ý cường điệu từng từ, liền càng làm cho Hạ Tưởng miên man bất định. Giọng nói của vệ tân có chút khàn khàn, có một hương vị mê người không giống bình thường, xuyên thấu trong bóng đêm mà đến đập vào mặt, còn có một sức hấp dẫn vô song kéo dài. Hạ Tưởng mỉm cười. Muốn gặp thì thế nào, mà không muốn gặp, thì thế nào? Muốn gặp, anh cứ tới đây. Không muốn gặp, thì tự mình về nhà ngủ đi. Vệ tân xảo quyệt hơn so với trước kia, theo ấn tượng của Hạ Tưởng mà nói, đã khôi phục lại vẻ hoạt bát lúc mới quen nhau. Làm sao mà gặp, Tiểu Phàm ở đó, cô bé là kẻ quấy rối trời sinh. Hạ Tưởng hiện tại thật sự là sợ Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm dù sao cũng là một cô bé, cô tâm tư nông cạn, làm sao có thể như anh có nhiều ý tưởng xấu xa. Vệ tân cười hì hì. Tuy rằng em và cô bé chung một phòng, nhưng thừa dịp cô bé không chú ý, lại trộm gặp ở một phòng khác, chính là căn đối diện, yêu đương vụng trộm là tiện nhất. Lời vệ tân còn chưa dứt, Hạ Tưởng đã ngắt điện thoại, bởi vì hắn đã lái xe đi tới nhà khách. Tới địa điểm mục đích, Hạ Tưởng lặng yên lên tầng, mới đến tầng 18, liền thấy vệ tân im lặng trốn ở cửa ngoắc hắn. Hắn liền tay chân nhẹ nhàng bước đến, tiếp nhận thẻ mở cửa phòng. Nhưng vệ tân chưa đi vào, nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm còn đang tắm, chưa ngủ đâu. Anh kiên nhẫn chờ một chút, một giờ sau em lại quay lại đây. Trước khi Tiểu Phàm tỉnh ngủ, có 4-5 giờ cùng với anh. Hạ Tưởng cười ha hả. Tốt, tốt, tốt cái đầu anh ấy, học cái gì không tốt, lại đi học cách nói của người tứ xuyên. Vệ tân trắng mắt liếc Hạ Tưởng một cái, lại thuận tay đẩy hắn một cái, xoay người bước đi. Nghĩ đến ngoại trừ từng một lần thiếu chút nữ yêu đương vụng trộm với Tào Thù Lê ở ngay dưới mắt Tào Vĩnh Quốc, thì Hạ Tưởng vẫn là ông ba phải, chưa từng thành công yêu đương vụng trộm ở ngay dưới mắt người khác. Hai lần yêu đương vụng trộm trước mặt Tống Nhất Phàm không có kết quả, ngược lại kích thích tâm huyết Hạ Tưởng, liều mạng, nói thế nào cũng phải yêu đương vụng trộm thành công một lần, nếu không khiến hắn ở trước mặt Tống Nhất Phàm, luôn luôn cảm thấy thất bại. Hôm nay là bất kể như thế nào cũng được, Hạ Tưởng mở cửa vào phòng, mở điều hòa không khí, pha nước tắm xong xuôi, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi xem TV trong chốc lát. Vô tình một giờ liền trôi qua, làm sao vệ tân còn chưa đến. Khi đang buồn bực, người không tới, tin nhắn lại tới, vệ tân nói, Tống Nhất Phàm đang kể chuyện xưa, nhưng mí mắt đã đánh nhau, chắc là không kiên trì được nửa giờ. Được, Tống Nhất Phàm kiên trì không được nửa giờ, Hạ Tưởng phải kiên trì. May mắn, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, làm phân tán lực chú ý của Hạ Tưởng. Ngô Thiên Tiếu điện báo. Ngô Thiên Tiếu đã thuận lợi tra được nơi Chu Duệ ẩn thân khi trúng gió, bình thường không ai ở, không ngoài sở liệu mà nói, tiền tham ô Chu Duệ tham ô được giấu ở chỗ này, Ngô Thiên Tiếu xin chỉ thị Hạ Tưởng, có phải thổi phồng hay không? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, liền có nghĩa là đồng ý. Sau đó là Nga Ni Trần gọi điện thoại tới, nói là bởi vì nha nội bị thương, nên thế tấn công của nha nội bị chậm lại, nhưng ý đồ thâu tóm chưa biến mất. Nga Ni Trần muốn biết khi nào thì thích hợp nhất để phản kích. Hạ Tưởng trả lời là, chờ một chút, bởi vì hắn muốn chờ thời điểm Tần Khản vạch trần đáp án, xem sự tình lớn nhỏ ra sao mới định đoạt khi nào trình diễn trận quyết chiến cuối cùng với nha nội. Cuối cùng là điện báo của một nhân vật không ngờ không đến nhất, Nguyên Minh Lượng.
Nguyên Minh Lượng biến mất một thời gian, đột nhiên khuya khoắt lại gọi điện thoại tới, cũng là có cá tính. Anh ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho Hạ Tưởng một việc, anh ta và Ngô Nhược Thiên hợp tác vô cùng vui vẻ, đồng thời anh ta cũng muốn mở rộng nhà xưởng lên quy mô lớn, sẽ thêm ngành công nghiệp muối vào tỉnh Yến. Khi đó Hạ Tưởng nói đến vấn đề thực hiện ngành muối, mà Nguyên Minh Lượng có thể hết lòng tuân thủ theo lời hứa, vẫn đứng vững trước áp lực từ tỉnh Yến mà tiến vào ngành công nghiệp muối, coi như là một người bạn có thể kết giao. Kết giao với bạn bè quý ở chữ tín, người không có chữ tín, không có thị trường ở trước mặt Hạ Tưởng. Đương nhiên, đối với một Nguyên Minh Lượng khôn khéo mà nói, chỉ là một chuyện mang ý nghĩa không lớn mà gọi điện thoại, anh ta sẽ không quấy rầy Hạ Tưởng vào lúc nửa đêm, là bởi vì anh ta có chuyện khác muốn thảo luận với Hạ Tưởng. Nguyên Minh Lượng cũng nhìn chúng triển vọng về sau của tập đoàn Đạt Tài, cố ý tham gia vào chuyện kinh doanh của tập đoàn Đạt Tài. Nói đúng hơn là, anh ta có vốn muốn đầu tư vào dự án công viên địa chất của tập đoàn Đạt Tài, hy vọng Hạ Tưởng ở giữa làm trung gian giới thiệu. Hạ Tưởng phân tích ý đồ của Nguyên Minh Lượng cùng với hiện trạng của tập đoàn Đạt Tài, liền đồng ý. Nếu đem so sánh tập đoàn Đạt Tài với một hồ nước mà nói, nhà nội nghĩ muốn rút nước hồ ra, Nguyên Minh Lượng cũng muốn, như vậy cuối cùng kết quả chính là nhà nội và Nguyên Minh Lượng rút đao cùng hướng. Theo cách làm trong chính trị mà nói, Nguyên Minh Lượng không có lực đấu tranh với nhà nội. Nhưng ở mặt kinh tế mà nói, với chỉ số thông minh giống như thiên tài của Nguyên Minh Lượng, vẫn đủ để có thể vật lộn với nhà nội một trận. Có thể tự nhiên mượn được lực vẫn là tốt nhất, chẳng ai muốn ra trận ngay mặt, dù sao Hạ Tưởng sớm đã vượt qua giai đoạn mình trần ra trận. Tuổi tác càng lớn, càng có thể dũng cảm tiến tới huyết đấu, theo cấp bậc tăng dần, lại muốn ít nhất được yên ổn ở mặt ngoài. Sau khi xử lý xong mấy chuyện, Hạ Tưởng bị cơn buồn ngủ đánh úp tới, liền lại nhắn một tin nhắn đi, nửa ngày không thấy hồi âm, chẳng lẽ là Vệ Tân đang ngủ sao? Hắn buồn ngủ, thật sự không muốn đợi nữa, khi đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo vang, là điện báo của Vệ Tân. Vừa mới nghe máy, chợt nghe bên trong truyền tới một giọng nói quen thuộc. Anh là ai vậy? Hạ Tưởng thiếu chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng, làm sao lại là Tống Nhất Phàm? Cũng may, hắn có thói quen mỗi lần Vệ Tân gọi điện báo đều, alo, trước một tiếng, nếu không hôm nay liền thật sự lòi đuôi. Nói cho anh biết nhé, anh rốt cuộc là quỷ mặt dày sao? Còn dám nhắn tin cho chị Vệ. Tôi có thể nói cho anh biết, chị Vệ có ý chung nhân rồi, anh là người thứ ba chen chân vào ít thôi. Tôi nói cho anh hay, cũng chỉ có anh Hạ mới có thể thu nhận và giúp đỡ chị Vệ hết đau buồn, người khác không thể làm được đâu. Anh tự lo liệu cho tốt. Tống Nhất Phàm rất nghiêm khắc, rất kiên quyết mà quát lớn Hạ Tưởng vài câu, sau đó đột ngột ngắt điện thoại. Hạ Tưởng đờ đẫn không nói gì, Tống Nhất Phàm thông minh sắc sảo. Là một cô bé chuyện gì cũng đều thấy rõ, mà chuyện gì cũng không nói. Nhưng vì sao cô cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở chuyện tốt của hắn vậy? Ngày hôm sau khi Hạ Tưởng chờ mong đầy cõi lòng mà đi vào tỉnh ủy, cũng không biết, nghênh đón hắn, là một ngày lộ ra một tia sáng kỳ dị như thế nào. Vừa mới đến tỉnh ủy, vừa vào văn phòng, còn chưa uống được ngụm nước ấm nào, đầu tiên là nhận được tin nhắn của Vệ Tân. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn. Nhưng Hạ Tưởng vẫn như cũ có thể đọc ra tâm trạng bất đắc dĩ cộng với buồn cười của Vệ Tân. Vạn phần thật có lỗi, ngày hôm qua nghe cô bé Phàm kể chuyện xưa, đang nghe thì ngủ mất. Hạ Tưởng lắc đầu cười, nói cho Vệ Tân là hắn còn có chuyện đang bận, muộn một chút nói sau. Ngẫm lại Tống Nhất Phàm có thể khiến Vệ Tân một người kiên trì chịu đựng nhất ngủ quên, thì trình độ kể chuyện xưa của cô thật sự không tầm thường. Sau đó chính là Ngô Thiên Thiếu đưa nước ấm tới, lén lút cười. Tối hôm qua, đã phát một trận lũ lụt. Hạ Tưởng không thay đổi sắc mặt gật gật đầu. Qua 9 giờ, công việc bắt đầu lu bù lên, Hạ Lực đưa tới quy trình của đại hội nhiệm kỳ mới, tuy rằng đã sớm thẩm tra một lần, cuối cùng vẫn muốn Hạ Tưởng xem qua lần nữa. Trên cơ bản quả thật không có vấn đề gì, chỉ chờ hội nghị chính thức họp, đột nhiên nhận được thông báo, hội nghị chậm lại đến trưa mới họp. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Tưởng nghĩ thầm. Khẳng định là đã xuất hiện biến cố. Quả nhiên, Khâu Nhân Lễ mời họp hội nghị nội bộ phạm vi nhỏ, truyền đạt một thông báo ngoài dự đoán của mọi người. Sau đó không lâu, cuối cùng lấy thân phận của Chủ tịch Quân ủy chính thức ký tên ra lệnh, Thăng Mộc Phong lên thiếu tướng, đảm nhiệm tư lệnh quân khu tỉnh, nguyên tư lệnh viên Phí Chí Đống đảm nhiệm chính ủy quân khu, nguyên chính ủy Niếp Kiến Hào vì vấn đề tuổi tác, rời chức. Hay cho một bước diệu kỳ.
Trước tiên, không đề cập tới việc Niếp Kiến Hào lui về không đảm nhiệm nữa, lần trước Tạ Tín Tài dường như không có ý định nhắc tới, Hạ Tưởng vẫn chưa ý thức được việc hôm nay, riêng chuyện thăng Mộc Phong lên làm thiếu tướng, kỳ thật chính là thủ pháp một công đôi việc. Bởi vì Mộc Phong vốn thuộc quân khu tỉnh Tề, thời gian trước tạm thời điều động đến lĩnh Nam âm thầm giúp Trần Hạo Thiên một tay, hiện nay lại vừa mới thăng chức lên thiếu tướng, đã âm thầm cảnh cáo một số thế lực ở lĩnh Nam không nên hành động thiếu suy nghĩ, chính là rót vào một toa thuốc trợ tim cho nhiệm kỳ mới ở tỉnh Tề. Mộc Phong và Hạ Tưởng quan hệ khá tốt, tuy rằng Hạ Tưởng quen ông ta sau Phí Chí Đống, nhưng nhanh chóng đến gần nhau, trong mắt Hạ Tưởng, Mộc Phong trẻ trung hơn, có tinh thần phấn chấn và sức sống hơn so với Phí Chí Đống. Mà Phí Chí Đống chuyển sang đảm nhiệm chính ủy, do Niếp Kiến Hào không đảm nhiệm nữa, với lý lịch kinh nghiệm của Phí Chí Đống, đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã thành kết cục đã định. Nói đúng hơn là, rõ ràng là bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề không thể nào điều chỉnh được, trên thực tế, ít nhất vẫn điều chỉnh thêm mấy người, mà khác với Niếp Kiến Hào có quan hệ thân mật với phe phản đối chính là, Phí Chí Đống là người của lão cổ, và quan hệ với Hạ Tưởng khá tốt. Hơn nữa Phùng Nhân Long mới nhậm chức bí thư đảng ủy công an là do Quan Viễn Khúc đề xuất, bởi vậy, đồng minh của Hạ Tưởng bên trong tỉnh ủy tăng thêm nhiều, thực lực tăng lớn. Nghe nói, khi Tần Khản nghe được tin tức đột phát, lệnh của quân ủy chắc là đã ký từ lâu, sở dĩ hôm nay truyền đạt đến tỉnh ủy tỉnh Tề, thứ nhất là vì kế hoạch lâu dài trong nhiệm kỳ mới, thứ hai là cũng có ẩn tình trong ý đồ chính trị, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau khóe miệng hiện ra một nụ cười không sao cả, dường như sóng gió to đến mấy cũng không ngăn được bước đi lên phía trước của ông ta. Buổi chiều, đại hội của nhiệm kỳ mới chính thức long trọng họp. Trong tiếng quốc ca trang nghiêm, do Khâu Nhân Lễ cầm đầu toàn thể thành viên trong bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề, trang trọng bước đi lên hàng ghế chủ tịch, Tạ Tín Tài đã ngồi sẵn ở vị trí quyền thế của chủ tịch. Sau đó, trước tiên Tạ Tín Tài truyền đạt tinh thần chỉ thị của Trung ương, đưa ra lời khẳng định thành tích của bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề trong quá khứ, chỉ ra Trung ương rất vừa lòng với công tác ở tỉnh Tề, là khẳng định, cho rằng tỉnh Tề dưới sự dẫn dắt của Khâu Nhân Lễ, đã tạo được thành tích có hiệu quả rõ ràng. Trước khẳng định bộ máy tỉnh ủy đương nhiệm, sau lại gửi triển vọng vào bộ máy tỉnh ủy mới. Việc gửi gắm hy vọng vào bộ máy tỉnh ủy mới liền chứng minh các hạng mục chính sách và chỉ đạo tinh thần của Trung ương, và kỳ vọng tập thể tỉnh ủy mới làm ra cống hiến lớn hơn nữa vì sự phát triển của tỉnh Tề. Sau đó, bầu cử bắt đầu. Đầu tiên, hội nghị nghe Khâu Nhân Lễ thuyết minh về sắp xếp nhân sự ủy viên thường vụ tỉnh ủy lần thứ X, phiên họp hội nghị toàn thể của ủy viên thường vụ tỉnh Tề thảo luận thông qua biện pháp bầu cử. Tiếp theo, ý kiến phúc đáp của Trung ương là đồng ý với đề cử danh sách ủy viên thường vụ, cấp phó và chọn người dự bị cho hội nghị thường vụ lần thứ X. Do nhóm ủy viên của hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần thứ IX đề xuất. Lần này toàn bộ tương ứng với 81 ủy viên tỉnh ủy, là có 80 người, phù hợp số người trong luật định. Lần này sẽ theo dõi toàn bộ người bỏ phiếu, danh sách người kiểm phiếu, nhóm ủy viên dựa theo trình tự quy định của biện pháp bầu cử, tiến hành bỏ phiếu không ghi tên. Sau khi theo dõi người bỏ phiếu, người kiểm phiếu, đếm phiếu một cách rõ ràng, thấy số phiếu phát ra bằng số phiếu thu hồi, là bầu cử hợp lệ. Hết thảy mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, sau hơn 2 giờ, hội nghị toàn thể ủy ban tỉnh Tề Trung Quốc lần thứ X cử hành lần đầu tiên, bầu cử bầu ra các ủy viên thường vụ tỉnh ủy lần thứ X. Khâu Nhân Lễ được bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề một lần nữa, Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng được bầu làm phó, thành viên hội nghị thường vụ bao gồm Tần Khản, Chu Hồng Cơ, Phùng Nhân Long, Liêu Đắc Ích, Lý Đồng, Hạ Lực, Tiên Hoa Văn, Lý Đinh Sơn, Lý Vinh Thăng và Phí Chí Đống. Tham dự hội nghị toàn thể lần này có ủy viên dự khuyết tỉnh ủy lần thứ X, ủy viên dự thính ủy ban kỷ luật tỉnh lần thứ X. Khi công bố kết quả bầu cử, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài. Sau khi bầu cử kết thúc, toàn bộ thông qua kết quả báo cáo của ủy ban kỷ luật kiểm tra cuộc bầu cử lần đầu tiên của hội nghị toàn thể tỉnh Tề Trung Quốc. Đồng chí Khâu Nhân Lễ đã có bài nói chuyện quan trọng trong cuộc họp. Đầu tiên ông ta đại diện cho hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần thứ X. Tỏ vẻ chân thành cảm ơn đối với sự tín nhiệm và ủng hộ của các đồng chí. Khâu Nhân Lễ nói, từ hiện giờ trở đi, tỉnh ủy lần thứ X sẽ tiếp nhận từ tỉnh ủy lần thứ C. Trung ương đảng gửi gắm kỳ vọng cao đối với tỉnh ủy tỉnh Tề mới, toàn bộ cán bộ và quần chúng trong tỉnh tràn đầy chờ mong, cộng đồng xã hội chú ý cao độ. Chúng ta cảm giác được trách nhiệm trọng đại sâu sắc, sứ mệnh quang vinh. Sau khi nói cho hết lời, đi ngang qua hết sân khấu,
liền do Tạ Tín Tài tuyên bố bổ nhiệm mới của Trung ương. Kỳ thật nói chung, nhiệm kỳ mới của các tỉnh không cần Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tự mình ra mặt chủ trì, Tạ Tín Tài hiện tại lại xuất hiện ở hội trường bầu cử, không thể không nói là một cảnh tượng vô cùng ý vị sâu xa. Ngoại trừ sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới ở tỉnh ủy, tuyên bố trước mặt mọi người việc bổ nhiệm bí thư đảng ủy công an mới nhậm chức cùng với điều chỉnh chức vụ của Lý Ninh Sơn và Lý Vinh Thăng, e là sợ rằng bầu cử sẽ xuất hiện chuyện không ngờ. Trên cơ bản khi bầu cử đảng ủy, rất ít xuất hiện lệch lạc, bởi vì nhân viên tham dự hội nghị ít, đều là nhân vật cấp cao, đều có thể lĩnh hội sâu sắc ý đồ của lãnh đạo cấp trên. Chuyện không ngờ trong bầu cử, bình thường hay xuất hiện trong lúc bầu cử đại biểu cho nhiệm kỳ mới của chính phủ. Tạ Tín Tài tuyên bố, qua Trung ương phê chuẩn, Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm Phùng Nhân Long làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh Tề, Ủy viên Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an, bổ nhiệm Phí Chí Đống làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Tề. Đến lúc này, chuyện lớn trong nhiệm kỳ mới Tỉnh ủy Tỉnh Tề, hoàn thành tốt đẹp mà hạ màn, về phần sau đó Ủy ban Kỷ luật mời họp bầu cử nhiệm kỳ mới, được dự kiến sẽ thuận lợi. Chẳng những Tạ Tín Tài thở dài một hơi, ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng yên lòng, chỉ có Hạ Tưởng lại vẫn như cũ mơ hồ có lo lắng, bởi vì dường như hết thảy quá mức thuận lợi, hoặc là, điểm dừng chân của Tần Khản không phải là ở nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy sao? Cũng phải, Tần Khản cho dù có năng lực cũng không can thiệp được vào nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy, dù sao số ủy viên tỉnh ủy là có hạn, một phó chủ tịch thường trực tỉnh như ông ta, có thể phía trên được Trung ương thông qua, phía dưới được các thành phố cấp 3 thông qua. Cũng quá khoa trương phải không? Như vậy điểm dừng chân cuối cùng của Tần Khản ở nơi nào? Sau nhiệm kỳ mới, Tạ Tín Tài lập tức khởi hành về Bắc Kinh, Hạ Tưởng tự mình đưa đến sân bay. Đến lúc đi, Tạ Tín Tài cầm chặt tay Hạ Tưởng thật nhanh, nói một câu đầy thâm ý. Phó Bí Thư Hạ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, công tác còn lại, liền giao cho anh. So sánh với tôi thì, trách nhiệm của anh mới là nặng nề. Còn nữa, Trưởng Ban Ngô vẫn kiên trì với ý kiến của ông ấy. Một phút sau khi máy bay chở Tạ Tín Tài bay lên không trung, Hạ Tưởng nhất thời thất thần, dưới tình huống thế cục tỉnh Tề nhìn như đã xác định chắc chắn, Ngô Tài Dương vẫn như cũ muốn cho hắn về Bắc Kinh yên ổn một năm. Nói như vậy thì, ở trong mắt Ngô Tài Dương, thế cục tỉnh Tề vẫn như cũ, chỉ có mặt ngoài là yên ổn mà mạch nước ngầm vẫn âm thầm mãnh liệt sao. Nói đúng hơn là, Ngô Tài Dương ở tít Bắc Kinh xa xôi cũng có thể nhìn ra dụng tâm muốn gây sức ép của Tần Khản chưa chết. Dụng tâm của Tần Khản khẳng định chưa chết, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ trong lòng, chỉ có điều khiến trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể mò ra được phương hướng chính là, Tần Khản cho dù có thế lực lớn mạnh ở Bắc Kinh chống đỡ, thì điểm mấu chốt của ông ta ở nơi nào? Một người không có khả năng không có điểm mấu chốt, người không có điểm mấu chốt cũng không thể sinh tồn trong quan trường. Buổi chiều khi tan tầm, có một tin tức bùng nổ nhanh chóng như hoàng hôn buông xuống, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ khu phức hợp tỉnh ủy, một nhà không người ở trong một khu đô thị lại vỡ toang do vỡ đường ống nước, bất động sản không liên hệ được với chủ nhân, cưỡng ép phá cửa mà vào, kết quả phát hiện, toàn bộ phòng khách đã thành đại dương mênh mông, phía trên đại dương mênh mông, nổi bồng bềnh những tờ giấy màu sắc rực rỡ. Không phải máy bay giấy, cũng không phải ngàn con chim hạc giấy, mà là một biển đầy tờ tiền 100 tệ giá trị lớn. Sau khi kiểm kê, tuy rằng cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 1 triệu tệ, nhưng hơn 1 triệu tệ nổi phập phình ở trên mặt nước trong căn phòng không đến 30 mét vuông, khẳng định là trường hợp cảnh tượng hùng tráng, làm mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thật may, những người liên quan tới bất động sản chẳng những có đạo đức xã hội, cũng có độ mẫn cảm chính trị, lập tức ý thức được trong đó khẳng định có vấn đề lớn, liền bảo vệ hiện trường, và báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, điều ra tư liệu về chủ nhà họ Chu tên Chí, là người thành phố Ngũ Nhạc. Nếu chỉ là một cái tên Chu Chí chẳng ai biết tới thì không nói làm gì, cho dù Chu Chí là đại biểu, cũng sẽ không kinh động toàn bộ tỉnh ủy, nhưng bởi vì Chu Chí có một người anh trai tên là Chu Duệ, thì sự kiện liền có cách lý giải đầy thâm ý. Chu Chí chỉ là một nhân viên công vụ bình thường ở thành phố Ngũ Nhạc, tiền lương 2.500 tệ. Vì sao có thể có hơn 1 triệu tệ trôi nổi trong nhà ở thành phố lỗ phồn hoa này, đó là còn chưa tính bất động sản trị giá hàng triệu tệ, vân vân, một cảnh tượng kinh người số tiền giá trị lớn lên đến cả triệu tệ trôi nổi trên mặt nước, là muốn làm sáng tỏ điều gì? Sau khi tin tức rơi vào trong tai Chu Duệ, mặt Chu Duệ màu như đất, cả người phát run, gần như không thể tự kiềm chế.
Năm đó cha mẹ Chu Duệ đặt tên hai anh em là Duệ Trí có nghĩa là cơ trí, anh em hai người quả thật là có cơ trí, nhưng mất đi điểm mấu chốt khi làm người. Trí tuệ đặt trước đạo đức, vĩnh viễn không thể che giấu một mặt ích kỷ và hại người lợi ta. Khi trí tuệ hoàn toàn mất đi trở thành công cụ để hại người lợi ta là lúc, trí tuệ biến thành điều kiện tiên để tăng tốc độ phạm tội, là vũ khí có lợi khi đi vào vực sâu. Tần Khản lại bị chém mất cánh trái. Không ít người đều rất kinh ngạc, mỏi mắt mong chờ dưới tình hình đại cục chưa được xác định cùng với Chu Duệ xuống ngựa, thì Tần Khản còn có bao nhiêu thủ đoạn có thể thi triển. Thậm chí có người nghĩ, Tần Khản thế này hẳn là hoàn toàn hết đường ăn, nên làm cách nào yên ổn liền làm cách đấy mà yên ổn đi. Tần Khản có thể yên ổn mới là lạ. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đi tiễn Vệ Tân và Tống Nhất Phàm. Trên đường đưa hai người đến sân bay, Tống Nhất Phàm líu díu nói không ngừng, chủ động kể chuyện ngày xưa cho Hạ Tưởng và Vệ Tân nghe, cái gì là tài tử giai nhân, cái gì là thư sinh nghèo túng, cái gì bội tình bạc nghĩa, vân vân, dù sao cũng đều là chuyện thời xưa. Cũng thật lạ, Tống Nhất Phàm thân là con gái của bí thư tỉnh ủy, là một cô gái rất hiện đại, mà lại thích chuyện thời xưa. Cũng không uổng công Hạ Tưởng cho rằng cô thích hợp nhất với chiếc váy dài, trầm tĩnh ngồi trong thư viện, dưới ánh mặt trời buổi trưa, bình yên mà sống một cuộc sống bình tĩnh và lý trí. Chẳng qua, hiện giờ, Tống Nhất Phàm thực khiến Hạ Tưởng không biết nói gì, bởi vì một mình cô nói không ngừng, ai cũng không chen nổi câu gì, đúng hơn là trơ mắt ra. Nói cả những chuyện tương lai mà so với trước mắt còn xa không với tới, khiến cho Hạ Tưởng hoài nghi cô làm vậy với ý quấy rối. Quả nhiên, Tống Nhất Phàm nói một mạch đến tận sân bay. Lúc sau, còn không cho Hạ Tưởng đi, còn nói có một sự việc khiến cô vừa nghĩ tới liền vô cùng tức giận. Anh Hạ, dù sao cũng có người đã nhắn tin cho chị Vệ, dường như muốn hẹn hò với chị ấy. Anh cần phải để ý chị Vệ kỹ hơn. Cô lắc đầu thở dài làm bộ như tới ngày tận thế. Đáng tiếc em chưa từng cầm di động của chị Vệ. Nếu không, em nhất định tra ra số điện thoại của kẻ đó, báo thù cho anh. Chị Vệ cũng thật là, đem tên của kẻ kia thay thế bằng một chữ, V kép, em có hỏi chị ấy làm vậy là có ý tứ gì, chị ấy lại không nói. Hạ Tưởng giờ khóc giờ cười. Em là người có không ít chủ ý, không phải sự tình cần em quan tâm, thì ít quan tâm chút đi. Làm tốt công tác của mình, cùng Vệ Tân phát triển công ty cho lớn mạnh mới phải chứ. Em là muốn tốt cho anh phải phân biệt rõ người tốt kẻ xấu chứ. Tống Nhất Phàm rất bất mãn liếc mắt về phía Hạ Tưởng một cái. Chị Vệ lại dịu dàng, biết săn sóc, hơn nữa lại rất nghe lời, là người tốt nhất trong hậu cung của anh. Với một người có hậu cung phong phú như anh, ắt không thể thiếu chị Vệ. Nếu để cho chị Vệ chạy mất, ngay cả em cũng coi thường anh. Hạ Tưởng xấu hổ, Tống Nhất Phàm sao cái gì cũng dám nói. Hậu cung mà cô cũng thực sự có thể nói ra. Tuy nhiên đừng nói, hiện tại cô bé Nhất Phàm nhăn mày cười. Một ánh mắt một thần thái, thật đúng là làm cho người ta mê hoặc đến không nói nên lời. Con bé tóc vàng năm đó, hiện tại đã thật sự trưởng thành, biến thành một đóa hoa mùa xuân ướt át tươi đẹp. Mãi đến lúc lên máy bay, Hạ Tưởng gần như không có cơ hội nói vài lời với Vệ Tân. Trong ánh mắt Vệ Tân đầy bất đắc dĩ và bao dung. Càng thể hiện trái tim hiền hậu của cô, cũng không oán giận và trách cứ điều gì. Thật ra, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ. Tống Nhất Phàm ngoài miệng nói nhẹ nhàng và khéo léo, giống như cô thật sự không biết gì cả. Kỳ thật cô đã sớm đoán được điều gì. Cô bé thông minh sắc sảo, cũng tự cho mình là thông minh, chẳng qua cô lại quên mất, hắn đã nhìn cô lớn lên. Tên của hắn trong điện thoại của Vệ Tân được đánh dấu bằng chữ V kép, kỳ thật là chữ cái trong chữ phiên âm của từ này. Tống Nhất Phàm sẽ không biết, ngoại trừ Vệ Tân và hắn ra, người khác sẽ không biết. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm vừa đi, trong lòng Hạ Tưởng cũng kiên định hơn rất nhiều. Trên đường quay lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng không ngờ nhận được điện thoại của Tần Khản. Hiện tại, tuy nói quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tần Khản, ngoài mặt vẫn trời trong nắng ấm, kỳ thật trên cơ bản đã thành người xa lạ, chỉ kém một cái cuối cùng là trở mặt. Quả thật, làm một chính khách thành thục trong chính trị, chưa đến thời điểm cuối cùng, cũng sẽ không có ai trở mặt muốn tối tăm mặt mũi mà đối lập nhau. Ít nhất ngoài mặt khi giải quyết việc chung còn phải khách khí. Tần Khản gọi điện, kỳ thật Hạ Tưởng đã ngầm lường trước, tiếp sau khi Lục Gia Thành để đó không dùng, Chu Duệ đang lúc bị một trận lũ lụt bào mòn, cũng hiện ra nguyên hình. Nếu Tần Khản vẫn lã vọng buông cần, thì hắn sẽ có lòng dạ. Phó Bí Thư Hạ, trưa nay có thời gian không, ta gặp nhau một chút nhé.
Tôi làm chủ. Tần Khản rất khách khí. Sau khi Chu Duệ gặp chuyện không may, Chu Hồng Cơ vô cùng tức giận, lập tức chỉ thị ủy ban kỷ luật tỉnh tự mình điều tra vụ án này, tuyệt đối không nhân nhượng. Nếu đổi một lãnh đạo khác, có lẽ sẽ giấu bệnh sợ thầy, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không, dù sao cũng chính là thư ký của mình, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của mình. Khi bắt đầu Chu Hồng Cơ cũng có ý nghĩ tương tự. Nhưng sau khi nghĩ tới lời nhắc nhở của Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ liên tưởng đến thủ đoạn của kẻ đứng phía sau Tần Khản vẫn ẩn núp chưa phát ra, mới thật sự bừng tỉnh, yêu cầu nghiêm túc điều tra vấn đề của Chu Duệ. Lúc này, anh ta còn chưa liên hệ Chu Duệ gắn liền với Tần Khản. Đối với lời mời nhiệt tình của Tần Khản, Hạ Tưởng khéo léo từ chối. Ngại quá, Phó Chủ tịch tỉnh Tần, tôi đang vội, không có thời gian, nếu không hẹn lần sau vậy. Cái gọi là lần sau, đương nhiên là một cách từ chối, ai cũng rõ ý tứ của lần sau là không có lần sau. Tần Khản cũng không cố ép, bởi vì y cũng không có tư cách để cố ép Hạ Tưởng, chỉ mỉm cười một tiếng, nói. Vậy cũng được, dù sao tôi cũng không có gì chuyện trọng yếu, chính là nghĩ cùng đồng sự với Đinh Sơn một thời gian, nhắc nhở anh ta một chút từ phương diện nào khống chế tình hình bệnh dịch của Phẩm Đô cho tốt. Chủ yếu là Đinh Sơn và tôi có nảy sinh một chút mâu thuẫn. Tôi không tiện nói trực tiếp với anh ấy, giờ nghĩ thông suốt nên muốn nhờ cậu chuyển lời hộ tôi một chút thôi. Nói như vậy, Tần Khản thật sự xuất phát từ lòng hảo tâm. Hạ Tưởng khách khí nói. Trước hết, tôi thay Phó Chủ tịch tỉnh Lý cảm ơn anh, chờ tôi chuyển lời tới anh ấy một tiếng. Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ nói anh ấy chủ động tìm anh. Được, cứ nói như vậy đi. Tần Khản ứng một câu, có ý muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên lại chần chừ một chút, vẫn nói thêm một câu. Phó Bí Thư Hạ, tôi còn muốn nhắc nhở một câu, kỳ thật có một số việc thật sự không cần phải. Có cần phải hay không, đều có các điểm xuất phát, không thể lấy mình không cần để cho rằng người khác cũng không cần. Hạ Tưởng ôn hòa đáp lại một câu, bởi vì rất rõ ràng, Tần Khản muốn tiễn đưa Lý Đinh Sơn, dường như là xuất phát từ lòng tốt. Kỳ thật nói không chừng còn có ý tứ thiết kế bố cục. Hơn nữa, trái tim của Tần Khản chẳng những chưa chết, mà vẫn còn rất mãnh liệt. Ngược lại, tôi muốn nhắc nhở Phó Chủ tịch tỉnh Tần. Hạ Tưởng kỳ thật không thích phải mở miệng uy hiếp một người khác, nhưng Tần Khản u ám lạnh lẽo và mịt mờ, vẫn khiến hắn vô cùng không vui. Làm người hẳn nên thức thời, không thể một mặt chỉ lo bản thân mà không lấy đại cục làm trọng. Hiện tại, tỉnh Tề yên ổn đoàn kết, một mảnh trong sạch, tốt nhất là nên an tâm phát triển. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ dạy bảo, tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Tuy nhiên tôi cho rằng, tình hình tỉnh Tề rất tốt, chính trị trong sạch, kinh tế ổn định, không có nhân tố gì bất an. Tần Khản ha hả cười, làm như cười nhạo Hạ Tưởng, lại dường như là tự chế giễu mình, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Hạ Tưởng đại khái hiểu được ý tứ của Tần Khản, cũng ám chỉ hắn không nắm được đại cục trong tay, không biết tiếp theo điểm dừng chân sẽ ở nơi nào. Tần Khản cười, là cười đắc ý. Không chỉ cười mình hắn, còn có Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Trở lại tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng hoàn thành công tác giao nhận công tác. Lý Vinh Thăng cũng sẽ đi theo anh ta tới Phẩm Đô hoàn thành trình tự giao nhận. Tuy nhiên trước khi Lý Đinh Sơn đi tới Phẩm Đô, còn một trình tự phải đi, đó là Hội đồng Nhân dân. Lý Đinh Sơn cần Hội đồng Nhân dân phê chuẩn từ chức Phó Chủ tịch tỉnh, mà Lý Vinh Thăng cần Hội đồng Nhân dân phê chuẩn bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh. Chỉ cần hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân bàn bạc và phê chuẩn có thể được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh, không cần mở cuộc họp toàn thể hội nghị. Dựa theo quy định, tỉnh ủy hiện tại đang trong nhiệm kỳ mới. Tháng 2, tháng 3 sang năm sẽ tiến hành tuyển cử bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lấy việc bổ nhiệm ủy viên thường vụ mà phân tích, sang năm bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh, không có điều chỉnh lớn, hẳn là duy trì vận mệnh hiện có. Bỗng nhiên, trong đầu Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng. Chẳng lẽ nói Lý Vinh Thăng bất ngờ chuyển lên đảm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh, là một nước cờ lâu dài, mai phục là vì sau này sẽ tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh. Lại suy nghĩ, càng nghĩ tới một mắt xích ngày trước vẫn luôn sơ sẩy, lập tức ý thức được vấn đề cuối cùng xảy ra ở nơi nào. Hạ Tưởng lập tức đến văn phòng của Khâu Nhân Lễ, hắn muốn gặp Khâu Nhân Lễ để cảnh báo. Bởi vì buổi chiều sẽ mở hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bởi vì Khâu Nhân Lễ là bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó bí thư tỉnh ủy bình thường muốn gặp bí thư tỉnh ủy, tuy nói không cần trịnh trọng mà hẹn trước, thì cũng phải gọi điện thoại tới xin chỉ thị trước.
Nhưng Hạ Tưởng cũng không làm, hắn trực tiếp gõ cửa văn phòng làm việc của Khâu Nhân Lễ. Toàn bộ tỉnh ủy, muốn gặp bí thư tỉnh ủy mà còn đúng lý hợp tình như thế, có lẽ chỉ có một mình Hạ Tưởng mà thôi. Ấn Tiểu Bạch thấy Hạ Tưởng, cũng không thông báo, chỉ nhắc nhở một tiếng. Bí thư Khâu, phó bí thư Hạ đến. Khâu Nhân Lễ ở bên trong ha hả cười. Đồng chí Hạ Tưởng đến đấy à, mau vào đi. Ấn Tiểu Bạch lễ phép mời Hạ Tưởng đi vào, vừa định thay Hạ Tưởng rót nước, Hạ Tưởng đã xua tay cười nói. Tiểu Bạch có việc vội thì cứ đi đi, tôi chỉ nói mấy câu với bí thư Khâu, không cần phải uống nước. Ấn Tiểu Bạch cười cười, đi ra ngoài, trong lòng cũng đang suy nghĩ, toàn bộ tỉnh ủy cũng chỉ có một mình phó bí thư Hạ mới có thể ở văn phòng của bí thư Khâu qua lại tự nhiên như vậy. Hơn nữa cũng chỉ có phó bí thư Hạ mới có thể thay bí thư Khâu lên tiếng, không cần anh ta làm cái gì hoặc yêu cầu anh ta làm cái gì. Đừng nói, với tư cách là một bí thư tỉnh ủy đứng đầu, chót vót trên cao, còn thực lòng phục phó bí thư Hạ. Hạ Tưởng nói thẳng vào vấn đề nói. Bí thư Khâu, hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân vào buổi chiều, có phải đã chuẩn bị thỏa đáng hết cả rồi hay không? Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy. Không có quyền can thiệp vào công tác của Hội đồng Nhân dân, đây là vấn đề hắn vốn không nên hỏi. Khâu Nhân Lễ cũng là hiểu cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Hắn tuyệt đối không phải là người có tính cách nhúng tay linh tinh. Đã chuẩn bị thỏa đáng, làm sao vậy, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng? Khâu Nhân Lễ mặc dù là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng số lần anh ta xuất hiện trước Hội đồng Nhân dân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao công tác tỉnh ủy còn bận tối mày tối mặt, quyền lực chủ yếu của Hội đồng Nhân dân vẫn tập trung ở trong tay Phó chủ nhiệm Trình Tại Thuận, mà Trình Tại Thuận là người tỉnh tề. Tiến thêm một bước mà nói, là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của thế lực địa phương ở tỉnh tề. Có lẽ là tôi quá lo lắng, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, mắt xích Hội đồng Nhân dân là mắt xích cuối cùng. Nếu Hội đồng Nhân dân thuận lợi thông qua bổ nhiệm, tỉnh tề liền chân chính tiến vào thời kỳ bình yên. Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ lại có chút quan hệ cá nhân, cũng không thể ở phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy nói ra những điều thất lễ đối với phó chủ tịch thường trực tỉnh, cho nên, chỉ có thể nhắc tới một cách hàm xúc. Khâu Nhân Lễ nghe xong, thoáng suy nghĩ một chút, lại nâng tay lên nhìn, nói. Những điều cậu vừa nói, thật sự có đạo lý. Hiện tại, tôi sẽ đi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh xem thử, đem công tác làm vững chắc, cũng không thể lại có vấn đề gì. Đúng vậy. Hai nơi tai nạn mỏ, một chỗ tình hình bệnh dịch. Tuy rằng nhằm vào Tôn Tập Dân, nhưng Khâu Nhân Lễ cũng cảm thấy áp lực. Làm bí thư tỉnh ủy, đương nhiên cũng nguyện ý trị dưới trời trong nắng ấm, yên ổn đoàn kết. Khâu Nhân Lễ vừa mới đến Hội đồng Nhân dân, thì tiếp sau, điện thoại trên bàn Tần Khản liền vang lên. Sau khi Tần Khản nghe điện thoại, sắc mặt âm trầm, buông điện thoại xuống, vẻ mặt tức giận, nghĩ thầm rằng, Hạ Tưởng, hắn thật đúng là kẻ thích xen vào việc của người khác. Ăn nhiều dám. Vốn mình còn muốn tiễn Lý Đinh Sơn đoạn đường, hắn cố tình không tán thưởng, được, đừng trách tôi không nhớ ân tình cũ. Khi Khâu Nhân Lễ đến Hội đồng Nhân dân hoàn thành công tác, quả nhiên đã phát hiện tình hình. Tuy rằng vấn đề không phải quá lớn, nhưng để không ảnh hưởng đại cục, để bảo đảm cho Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng chức vụ trao đổi thuận lợi, quyết định cuộc họp hội nghị thường vụ được rời đến buổi sáng ngày sau. Tin tức đầu tiên lại được truyền tới tai Tần Khản. Sắc mặt Tần Khản lại âm trầm như nước, ở trong phòng đi tới đi lui, đi lại một hồi lâu, anh ta lại gọi một cuộc gọi quan trọng, sau đó sắc mặt lại dễ chịu hơn nhiều. Lục Gia Thành để đó không dùng, không phải gấp, Chu Duệ ngã rồi, cũng đừng lo, dù sao tất cả công tác của anh ta cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời khắc cuối cùng cũng đến mà thôi. Tin rằng đến lúc đó còn có thể khiến Hạ Tưởng chấn động. Hạ Tưởng nghĩ anh ta muốn cản trở Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng giao tiếp. Cũng đúng, nhưng cũng không phải. Sát chiêu cuối cùng, sẽ ở thời khắc cuối cùng khi tất cả mọi người đoán không được, mới có thể công bố. Tần Khản đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Anh ta lơ đãng nhấc điện thoại lên, tưởng có người báo cáo công tác, không ngờ bên trong truyền tới giọng nói của một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh Tần, có phải kế hoạch rất cấp tiến hay không? Anh Thiên Nam. Thành thật mà nói, Tần Khản rất ác cảm với Diệp Thiên Nam. Khi nói chuyện, giọng điệu luôn tỏ ra đã định liệu trước. Anh ta xem ra cũng chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm đã mất chức, còn bày ra một thái độ nắm vững mọi chuyện trong tay, có phải có chút không phân biệt rõ tình thế hay không. Nhưng lúc này lại phải hợp tác với Diệp Thiên Nam,
anh ta cũng chỉ đành bày ra thái độ tốt nhất nên có. Ngược lại, tôi cảm thấy rất thích hợp, hoàn cảnh chính trị tỉnh Tề rất phức tạp. Trung ương cũng sẽ chiếu cố tới nhu cầu chính trị thế lực địa phương ở tỉnh Tề. Từ lần trước, ở sự kiện Hà Giang Hải thì có thể cho ra kết luận này. Nhưng không thể đánh đồng sự kiện Hà Giang Hải và sự tình lúc này. Dù sao ảnh hưởng chính trị khác đi hơn nhiều, tôi lo lắng sẽ tạo ra sự bắn ngược mãnh liệt. Đến lúc đó, lực lượng khắp nơi ở Trung ương mãnh liệt phản đối. Cuối cùng, nói không chừng, sự tình sẽ không giải quyết được gì. Trước tiên cũng sẽ cho anh lời chào cảm ơn. Diệp Thiên Nam nói rất khách khí, kỳ thật vẫn tỏ vẻ mãnh liệt nghi ngờ và lo lắng. Thật ra, ông ta vẫn không quá tán thành đối với kế hoạch quá mức hiểm độc của Tần Khản, nhưng dù sao quyền quyết định ở trong tay Tần Khản, ông ta chỉ có thể ở một bên nhắc nhở một chút thôi. Người không có quan chức, quả nhiên cũng không có quyền thế. Diệp Thiên Nam tuy rằng bất mãn, cũng chỉ đành bất đắc dĩ, bởi vì nhìn bề ngoài, Tần Khản có vẻ trung hậu, thật ra so với một người giả dối như Hà Giang Hải còn khó khống chế hơn. Hà Giang Hải còn biết tiến thoái, Tần Khản cũng là cố chấp như trâu, một khi cho rằng có một phương hướng đúng, thì tám con trâu cũng không kéo anh ta quay đầu lại được. Cứ việc ôm chắc ý tưởng khiến Tần Khản làm dối có thể từ giữa mưu lợi bất chính, nhưng Diệp Thiên Nam vẫn lo lắng Tần Khản dùng sức quá lớn, quá kiên cường cuối cùng ngược lại dễ bị ngã lộn nhào trên mặt đất, ngã tới gãy cổ. Bởi vì tỉnh Tề có một Hạ Tưởng. Tần Khản đã nhiều lần nhấn mạnh, Hạ Tưởng hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của anh ta cả. Mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa hay biết gì, hoàn toàn chính là trợn mắt mù. Nhưng Diệp Thiên Nam chỉ tin một nửa. Bởi vì ông ta đã tự mình lĩnh giáo qua thủ đoạn giảo hoạt như hồ ly, sắc bén như rắn của Hạ Tưởng, làm cho người ta khó lòng phòng bị cộng thêm đau không thể nói. Chỉ có điều cũng không thể thuyết phục được Tần Khản. Về mọi mặt, Tần Khản đã bố trí xong xuôi tất cả, ông ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhiều nhất chỉ vài câu nhắc nhở, thật sự là không còn cách nào khác. Mắt thấy kế hoạch sắp sửa được thực hiện, Diệp Thiên Nam vốn nghĩ thầm rằng đơn giản chỉ cần chờ kết quả, nhưng nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được. Lại chủ động gọi điện thoại tới. Có lẽ trong con người ông ta còn có tiềm chất quân sư, chưa hiện ra một tầm nhìn chắc tuyệt của ông ta cảm thấy ngứa cả người. Nếu để Phó Tiên Phong biết, với sự xảo quyệt của Phó Tiên Phong khẳng định sẽ nói Diệp Thiên Nam ngứa ngáy vì chưa được Hạ Tưởng dọn dẹp. Đa tạ anh Thiên Nam đã nhắc nhở và quan tâm, tôi không sao, nếu đã bước một bước, tôi vốn không tính quay đầu lại. Tôi làm việc có một nguyên tắc chính là hoặc là không làm. Hoặc là đã làm thì tuyệt không hối hận, chẳng sợ ngọc nát đá tan. Lời nói của Tần Khản rất kiên quyết, có phải cái ác đã thực sự khắc vào trong lòng anh ta rồi hay không thì không biết, nhưng anh ta vì hôm nay, mà từ sự chịu đựng lúc vừa tới tỉnh Tề, đến bố cục khi Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng đến tỉnh Tề, cùng với sự thiết kế tỉ mỉ của sự chuyển biến trong quan hệ địch ta của lực lượng khắp nơi. Cuối cùng anh ta cũng chờ được đến ngày hôm nay, lúc này, thắng bại ngay trong hành động. Sao có thể buông tha? Mọi việc đều có đặc thù riêng. Hơn 20 năm trước, tỉnh Tương đã phát sinh qua vụ án tiến trình dân chủ khiến cả nước phải khiếp sợ. Hơn 20 năm trôi qua, xây dựng dân chủ vẫn luôn lạc hậu so với xây dựng kinh tế, sẽ để cho tinh thần dân chủ thời đại mới, do tôi khởi xướng. Lời nói của Tần Khản rất có khí phách, nhưng Diệp Thiên Nam nghe vào tai, lại không chút kích động và nhiệt tình. Có lẽ Tần Khản thực sự có mặt cố chấp. Nhưng ông ta thì không có. Ông ta làm việc phải suy xét chu toàn, tính toán được mất. Tuy rằng tính không lộ chút sơ hở, nhưng nhất định y chỉ có thể làm một chính khách nước chảy bèo trôi, chứ không phải đang phát huy tinh thần của chính trị gia. Một chính khách tốt thì bất kể thế nào cũng vững vàng không lo lắng. Chỉ như vậy ông ta mới có thể làm chim đầu đàn, càng không phải nếm thử mùi vị bị bắn lén, nhưng... Nếu ông ta cứ cổ động và thao túng Tần Khản lao vào chỗ chết, múa đao lớn bổ về phía lỗ hổng hiện có trong thể chế chính trị, cuối cùng sẽ có một kết cục như thế nào? Nói không chừng cũng sẽ rất thú vị. Diệp Thiên Nam lại khuyên giải an ủi hoặc là cổ vũ Tần Khản vài câu, rồi mới buông điện thoại xuống. Đối với cuộc trò chuyện lần này với Tần Khản, Diệp Thiên Nam đánh giá bằng hai chữ, hài lòng. Đối với cuộc trò chuyện lần này với Diệp Thiên Nam, Tần Khản đánh giá cũng là hai chữ, dối trá. Sự dối trá của Diệp Thiên Nam. Tần Khản đã sớm biết rõ. Anh ta cũng biết quan hệ giữa Diệp Thiên Nam và anh ta là thuần túy lợi dụng lẫn nhau. Cho dù là lợi dụng cũng tốt, dù sao lợi dụng lẫn nhau, thủ đoạn của ai cao hơn thì người đó lại có thể càng lợi dụng được nhiều hơn.
ngày mai sẽ mở hội nghị ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân, quyết định chức vụ mới của Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng. Được, nếu Hạ tưởng tự cho mình là đúng, nếu Lý Đinh Sơn không vì tình cảm và thể diện, sẽ thấy lửa được tưới chút dầu, lửa càng lớn, như vậy chơi mới càng thú vị. Nếu Khâu Nhân Lễ tự mình đến Hội đồng Nhân dân tỉnh làm công tác, tin rằng mọi chuyện ngày mai sẽ không cần phải lo. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng cũng không đi đâu, ở lại căn tin ăn cơm chiều xong mới về nhà. Tào Thù Lê còn chưa về. Hạ Tưởng tiếp tục làm người đàn ông đã kết hôn nhưng được hưởng thụ hương vị của một người đàn chưa cưới, cuộc sống của một quý tộc độc thân. Sau khi về nhà, đầu tiên là pha một ấm trà, sau đó theo thường lệ mở chiếc máy tính siêu cấp U300S do Phó Tiên Tiên đưa cho. Bởi vì Hạ Tưởng vẫn thiết lập chế độ ngủ cho máy tính, nên chỉ cần khởi động máy trong một thời ngắn, có thể nói là nháy mắt đã lên mạng. Vừa mở ra máy tính QQ, mạng xã hội Trung Quốc, giống Yahoo của Việt Nam, liền hiện ra tin nhắn, vừa nhìn thấy là tin nhắn của Liên Nhược Hạm, hắn không để ý mở ra, đập vào ánh mắt của hắn chính là một tin nhắn làm hắn ngừng thở, chính là Liên Nhược Hạm có bầu con gái. Thật ra, mặc kệ là con trai hay là con gái, đều không đến mức khiến hắn ngừng thở như vậy. Sở dĩ khiến hắn khiếp sợ chính là Liên Nhược Hạm đã đặt tên cho đứa bé. Và một chuỗi những kế hoạch lâu dài chẳng hạn như học ở trường nào, từ nhỏ chịu cách giáo dục gì, lớn lên định làm gì, từ nhỏ ăn những chất dinh dưỡng gì để khỏe mạnh, bất cứ chuyện to chuyện nhỏ gì, cũng gần như thu xếp để con gái khi còn sống đạt được hạnh phúc viên mãn. Hạ Tưởng chỉ có thể cười một cách bất đắc dĩ. Mọi người đều nói đứa trẻ thứ hai sẽ rất được sủng ái. Quả nhiên, con gái còn chưa sinh ra, cũng đã có được sự chiếu cố hạnh phúc gấp trăm lần so với Liên Hạ. Liên Nhược Hạm cũng thật là bất công. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không tán thành sự thu xếp của Liên Nhược Hạm, bởi vì không ai sinh ra có thể được hạnh phúc viên mãn. Một người ngay cả cuộc đời của mình còn không quyết định được, huống chi là cuộc sống của người khác. Hắn liền trực tiếp sử dụng quyền làm cha, phản đối Liên Nhược Hạm lên kế hoạch cho mọi chuyện như vậy, lý do là, phải bồi dưỡng tính độc lập tự chủ, chứ không phải một kẻ cặn bã mọi chuyện đều dựa vào cha mẹ, vừa không có phẩm chất, lại không biết làm gì. May mắn là cô không có trên mạng, nếu không Hạ Tưởng đoán chừng sẽ phải tranh luận với cô một hồi lâu. Sau khi trả lời Liên Nhược Hạm, vừa lúc Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân, Tống Nhất Phàm đều lên mạng. Hạ Tưởng thấy đâm lo, may mắn là hắn để chế độ ẩn, nếu không nói chuyện cùng với ai mới tốt. Càng làm cho Hạ Tưởng không ngờ chính là, đúng lúc này lại có tin nhắn báo có người muốn thêm hắn vào QQ. Hiện tại hắn không tùy tiện thêm người, nhưng cũng mở ra xem một chút, lập tức ngẩn cả người. Không ngờ là Mai Hiểu Lâm. Ngẫm nghĩ một chút, vẫn là chấp nhận Mai Hiểu Lâm. Tuy nhiên kỳ quái chính là, hắn cho rằng Mai Hiểu Lâm có thể sẽ nói chuyện, nhưng một hồi lâu rồi vẫn không hề thấy có động tĩnh gì. Hắn đang muốn hỏi một câu thì Tống Nhất Phàm lại nói chuyện với hắn. Em biết anh đang trên mạng, anh Hạ, em muốn hỏi anh một câu, rất nghiêm túc, còn rất thật, không phải nói giỡn. Tống Nhất Phàm làm ra một vẻ mặt suy tư, còn nói. Nếu chị Vệ thích người khác, anh có thấy thương tâm hay không? Thật sự là vấn đề của một cô bé. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, nhưng không trả lời. Dù sao cô cũng không nhìn thấy tôi, tiếp tục làm bộ không ở trên mạng cũng rất tốt. Thôi đi, không nói đại khái nữa. Em sẽ nói thật, thật ra em muốn hỏi vậy chính là, nếu em thích người khác, liệu anh có không vui hay không? Tống Nhất Phàm lại đánh sang một câu. Nhưng trái lại Hạ Tưởng thấy kinh ngạc, chẳng lẽ cô bé Phàm muốn nói yêu đương, còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Tống Nhất Phàm lại đánh sang một đoạn. Kỳ thật, gần đây có một người con trai theo đuổi em. Em không thích tên đó, tuy nhiên lại nghĩ đến một việc, nếu chẳng may có một ngày em thích người khác, sau đó cùng người đó chung sống, sau đó liền có khoảng cách xa cách với anh Hạ giống như tới tận chân trời, nên ít nhiều ít cảm thấy đáng sợ. Cảm xúc trong lòng Hạ Tưởng ngổn ngang trăm mối, tay đang chuẩn bị đánh chữ liền rút về. Trong lòng vừa vui mừng vừa cay đắng. Kỳ thật, tâm tư của cô bé ngốc này vừa phức tạp lại vừa đơn thuần. Cô quá lo lắng cho tương lai, bởi vì chờ tới một ngày cô thực sự thích người khác, người đó cũng sẽ không còn là người khác, mà là người thân yêu rồi. Sau một lúc lâu, Hạ Tưởng nhìn thấy biểu tượng của Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên đều đã tắt đèn rồi, cuối cùng ngay cả Vệ Tân cũng biến mất. Hắn cũng không nói gì với ai, im lặng tắt máy tính. Trong lòng không buồn không vui, không biết hôm nay là ngày gì. Bỗng nhiên,
Tiếng điện thoại vang lên, phá tan sự yên lặng bên ngoài và trong nội tâm của hắn. Hạ Tưởng vừa thấy báo điện thoại của Tề Á Nam, trong lòng đã hiểu được vài phần. Phó Bí Thư Hạ, cô gái họ Cung đã xuất ngoại thuận lợi. Cô gái họ Cung đương nhiên là chỉ Cung Tiểu Tinh. Được, đã làm anh vất vả rồi, Á Nam. Cung Tiểu Tinh rời khỏi quê hương, dưới sự che chở của Liên Nhược Hạm, hẳn là có thể sống cuộc sống yên vui ở nước ngoài. Kết cục cuối cùng Cung Tiểu Tinh còn khiến Hạ Tưởng vô cùng hài lòng. Dù sao nếu không phải hắn ra tay, Cung Tiểu Tinh đã sớm cùng Chu Trấn Ba không còn trên nhân thế. Khác biệt chính là, Chu Trấn Ba quyền biến, tự sát. Cung Tiểu Tinh khẳng định sẽ bị giết. Được, mọi sự đã sẵn sàng, chờ thắng bại ở ngày mai. Buổi sáng, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề khóa 11 lần thứ 3 chính thức được tiến hành. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Khâu Nhân Lễ chủ trì hội nghị. Lần này, Hội nghị Thường vụ gồm 63 thành viên, trong đó có 60 người tham dự, phù hợp số người theo luật định. Chương trình hội nghị chủ yếu là quyết định miễn chức Phó Chủ tịch tỉnh Tề của Lý Đinh Sơn, bổ nhiệm Lý Vinh Thăng lên chức Phó Chủ tịch tỉnh Tề. Sau khi chương trình hội nghị bắt đầu, hội nghị nghe Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân thuyết minh về chương trình nghị án để danh Lý Vinh Thăng, Lý Đinh Sơn bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ của hai người. Lý Vinh Thăng sau khi được thông qua đệ trình bổ nhiệm đã đứng trước các thành viên của hội nghị thường vụ ngắn gọn phát biểu vài lời đảm nhiệm chức vụ. Sau khi trải qua xem xét phân nhóm, hội nghị bắt đầu vào giai đoạn thảo luận. Mấy vị phó chủ tịch như phó chủ tịch hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Trình Tại Thuận, cùng với phó chủ tịch Lý Hội Tuyền tham dự hội nghị. Ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực tỉnh Tần Khản, viện trưởng tòa án tỉnh Hải Phòng, kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh Lý Hiểu Mẫn cùng nguyên lãnh đạo cấp tỉnh Vương Cảnh Lược tới dự thính hội nghị. Bởi vì là hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, không phải hội nghị toàn thể, thời gian bàn luận sẽ không quá dài, không cho phép ủy viên thường vụ trong hội nghị có thời gian dài để giao lưu. Kỳ thật dựa theo trình tự bình thường, trên cơ bản, sau khi Tôn Tập Dân thuyết minh xong, sẽ trực tiếp giơ tay biểu quyết. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một chút bất ngờ nho nhỏ. Sau khi Tôn Tập Dân nói chuyện xong, dựa theo lệ thường, là tới Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân Trình Tại Thuận lên tiếng. Trình Tại Thuận tuy là Phó Chủ tịch Thường trực, là người thường chủ trì các công tác của Hội đồng Nhân dân, tuy rằng bên ngoài quyền lớn của Hội đồng Nhân dân đều do Khâu Nhân Lễ nắm giữ trong tay, bởi vì Khâu Nhân Lễ chẳng những là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, còn là Bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một chân chính ở tỉnh Tề. Nhưng sự thật là, anh ta mới là người thực tế cầm lái ở Hội đồng Nhân dân. Nếu là ở tỉnh khác có lẽ ở Hội đồng Nhân dân Khâu Nhân Lễ còn có thể thể hiện quyền uy của mình, nhưng tình huống tỉnh Tề lại có đặc thù riêng. Đây là một tỉnh mà thế lực địa phương vô cùng đoàn kết. Trước khi Khâu Nhân Lễ nhậm chức ở tỉnh Tề, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề là người tỉnh Tề. Hiện tại Khâu Nhân Lễ là người từ bên ngoài đến, nhưng mọi thành viên trong Hội đồng Nhân dân tất cả đều là người tỉnh Tề. Mà thời gian Khâu Nhân Lễ đến tỉnh Tề, quan hệ giữa Khâu Nhân Lễ với thế lực địa phương ở tỉnh Tề cũng bình thường. Hơn nữa tầm nhìn của anh ta hướng về phía trước, một lòng bận rộn vì nhập vào đại cục, lo lắng làm sao có thể quan hệ tốt với mọi người trong Hội đồng Nhân dân. Mặc dù trước đây Hạ Tưởng nhắc nhở trước, cũng đã cùng nói chuyện với Trình Tại Thuận và vài vị phó chủ tịch, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ nhiệm, ý đồ của Trung ương phải được thi hành đầy đủ, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ gì khác. Mà Trình Tại Thuận cũng rất bằng lòng, tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt công tác của các vị ủy viên thường vụ, cam đoan sẽ truyền đạt thuận lợi tinh thần chỉ thị của Trung ương. Kết quả ở mắt xích biểu quyết, vẫn xảy ra vấn đề. Trước lúc chuẩn bị biểu quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Trình Tại Thuận đột nhiên đề xuất phải một lần nữa xét duyệt bổ nhiệm Lý Vinh Thăng, bởi vì ở tình hình bệnh dịch phẩm đô còn chưa hoàn toàn khống chế được. Lý Vinh Thăng nhất thiết phải giải thích rõ ràng với Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân. Nếu không chính là Hội đồng Nhân dân đã không nghiêm túc đưa ra quyết định bổ nhiệm một người không có trách nhiệm. Những lời Trình Tại Thuận nói rất là nghĩa chính. Đồng chí Lý Đinh Sơn từ chức Phó Chủ tịch tỉnh, Hội đồng Nhân dân không có ý kiến gì, cũng khẳng định thành tích và công tác của đồng chí Lý Đinh Sơn trong lúc đảm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh. Nhưng đối với việc bổ nhiệm đồng chí Lý Vinh Thăng, Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng, Trung ương đề danh cũng thật sự đã trải qua cân nhắc. Nhưng tình huống ở tỉnh Tề rất đặc thù, mà tình huống phẩm đô hiện tại càng đặc thù hơn. Căn cứ vào ý nghĩ chịu trách nhiệm trước nhân dân phẩm đô và nhân dân tỉnh Tề, tôi cho rằng,
đồng chí Lý Vinh Thăng cần phải giải thích rõ ràng về tình hình bệnh dịch với Hội đồng Nhân dân, cũng như cần thiết phải ra hứa hẹn với Hội đồng Nhân dân hoặc đi kiểm điểm. Trình Tại Thuận còn chưa dứt lời, Khâu Nhân Lễ đã đột nhiên biến sắc. Quả nhiên, không may lại đúng như lời Hạ Tưởng nói. Quả nhiên, ở mắt xích khi Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm xuất hiện biến cố. Khâu Nhân Lễ dưới cơn thịnh nộ, không nhìn Trình Tại Thuận, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Khản đang ngồi ở trong góc. Tần Khản hôm nay tới dự thính hội nghị, ý của Từ Dự Thính là không có quyền lên tiếng, chỉ đứng ngoài quan sát. Vẻ mặt của y rất bình tĩnh, dường như thật sự chỉ tới dự thính vậy, mặc kệ nước lụt ngập trời, dù sao cũng không quan hệ tới y. Khâu Nhân Lễ lại gần như muốn vượt lên cả sự phẫn nộ. Tần Khản thủ đoạn như thế, thật sự không sợ về sau không thể sống yên ổn ở tỉnh Tề sao? Không sợ Trung ương giận dữ, rốt cuộc miễn nhiễm chức vụ của y. Y dựa vào cái gì? Lúc này, Khâu Nhân Lễ không cần suy nghĩ, hoàn toàn chắc chắn phía sau sự kiện, khẳng định là bàn tay tội ác của Tần Khản. Nhưng, anh ta không tin Hội đồng Nhân dân sẽ không thông qua Lý Vinh Thăng bổ nhiệm, cho dù với quyền uy không sợ Trung ương của một nhóm người ở tỉnh Tề do Trình Tại Thuận cầm đầu, cho rằng Trung ương không thể làm gì bọn họ, dù sao bọn họ cũng rất nhanh sẽ lùi đến cùng. Nhưng bọn họ đều có bạn tốt người thân, đều có con cháu đời sau, cẩn thận kẻo về sau sẽ không có con đường tiến lên phía trước. Tuy nhiên phẫn nộ thì phẫn nộ, đề nghị của Trình Tại Thuận lại hoàn toàn phù hợp trình tự, mà Lý Vinh Thăng cũng quả thật là có vấn đề, cho dù biết rõ là làm khó dễ, thì cũng phải cứng rắn mà vượt qua cửa ải. Khâu Nhân Lễ tuy rằng có thể mạnh mẽ bác bỏ lời đề nghị của Trình Tại Thuận, nhưng thành thật mà nói, mức độ khống chế của anh ta đối với Hội đồng Nhân dân quả thật rất yếu. Vì vậy, anh ta cũng không có lòng tin trong sự biểu quyết phía dưới, lại có thể được thông qua. Nếu chẳng may đề danh của Lý Vinh Thăng ở Hội đồng Nhân dân không đạt được biểu quyết thông qua, quả thật, có thể vẫn tiếp tục công tác, tiếp tục biểu quyết, cho đến khi ý đồ của Trung ương phải được chấp hành mới thôi. Nhưng như vậy có hơi kém cỏi, hơn nữa có vẻ như anh ta rất là bất tài, chẳng những thẹn với sự tín nhiệm của Tổng Bí Thư, cũng khiến cho uy tín của anh ta bị hạ thấp. Một bí thư tỉnh ủy không khống chế được hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, sẽ thành bí thư chân thọt, bởi vì phương diện bổ nhiệm nhân sự trọng đại của toàn bộ chính quyền, đều phải thông qua Hội đồng Nhân dân. Trong lịch sử chính trị trong nước, trước kia từng xuất hiện không ít hiện tượng bổ nhiệm ở Hội đồng Nhân dân tỉnh ủy bị gác lại, cũng bởi vì điều này, từ sau năm 2000, cơ bản bí thư tỉnh ủy các tỉnh trong nước đều lần lượt kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, theo nhân vật chính mà nói, là chính trị thụt lùi. Nhưng theo quyền lãnh đạo bí thư tỉnh ủy mà nói, lại là lựa chọn tất yếu. Khâu Nhân Lễ cũng không muốn trở thành một ví dụ cho trường hợp bí thư tỉnh ủy không khống chế được Hội đồng Nhân dân. Tình thế lúc này chỉ có thể đi từng bước một. Trong lòng Lý Vinh Thăng cũng hơi hồi hộp một chút, bởi vì anh ta biết, có người cố ý không muốn anh ta không xuống đài nổi, là muốn cản trở anh ta thuận lợi nhậm chức. Nhưng đừng nói bây giờ anh ta còn chưa được xem là phó chủ tịch tỉnh, cho dù có như vậy. Bất cứ lúc nào cũng nhất thiết phải tiếp nhận sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, mà Hội đồng Nhân dân đối với Phó Chủ tịch tỉnh thậm chí cả Chủ tịch tỉnh cũng có quyền chất vấn. Khâu Nhân Lễ biết phải đi hết sân khấu, nếu không sự tình có khả năng sẽ càng không khống chế được, nên anh ta đành phải đồng ý. Mời đồng chí Lý Vinh Thăng giải thích rõ ràng một chút. Tôi xin nhắc nhở một chút, thời gian hội nghị có hạn, thời gian thuyết minh không nên quá dài. Lời nói của Khâu Nhân Lễ đã nhắc nhở Lý Vinh Thăng không cần phải nói quá tỉ mỉ, phòng ngừa nói nhiều dễ lỡ lời, cũng là đặc biệt cảnh giác người khác, thấy chuyển biến tốt hãy thu tay, bất cứ việc gì cũng không nên quá đáng. Lý Vinh Thăng đành phải lại lên đài, thuyết minh ngắn gọn về tình hình bệnh dịch ở Phẩm Đô, cùng với vì sao không thể khống chế được tình hình bệnh dịch. Cũng không phải là do công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bất lực, mà là các quốc gia thế giới khi khống chế tình hình bệnh dịch. Đều gặp phải tính không thể xác định và tính không thể khống chế. Như thế, Vivi, đại khái nói hơn 10 phút. Lý Vinh Thăng chưa nhậm chức, đã bị Hội đồng Nhân dân trực tiếp bày ra một đường như vậy, đối với con đường Phó Chủ tịch tỉnh của anh ta sau này mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Phải nói, thái độ Lý Vinh Thăng thật sự không tồi, thái độ cũng rất nhún nhường, biểu hiện đối với sự giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng rất khiêm tốn và hiền hòa. Khâu Nhân Lễ nghĩ có thể qua được cửa ải, không ngờ Trình Tại Thuận lại vẫn không chịu giơ cao đánh khẽ, tiếp tục hỏi. Tôi muốn hỏi đồng chí Lý Vinh Thăng, nếu Hội đồng Nhân dân phê chuẩn cho anh bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh,
anh có phải sẽ chủ động yêu cầu được tiếp tục phụ trách tình hình bệnh dịch ở Phẩm Đô hay không? Tôn Tập Dân cũng nhìn thấy chướng. Anh ta cũng thật không ngờ lại phức tạp như thế, không ngờ ở mắt xích bổ nhiệm lại gây rắc rối, quả thực là một trò cười lớn. Nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật, bởi vì anh ta sau khi tức giận cũng ý thức được một điểm, nhân viên tổ thành của Ủy viên Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân đều là thế lực địa phương ở tỉnh Tề, nhất định phải bình tĩnh và dù bất đắc dĩ cũng phải chấp nhận sự thật. Không chấp nhận không được, không chấp nhận thì không thông qua biểu quyết. Ai cũng cảm thấy thật bất ngờ. Đầu tiên, Tần Khản gây sức ép với xe khách nguồn năng lượng mới, lại lấy công trình ngũ đoá kim hoa để gây sự, theo sau lại có hai nơi tai nạn mỏ, tình hình bệnh dịch. Kết quả là, cuối cùng, lúc này, đầu mũi kiếm lại chỉ hướng không phải về anh ta, lại là Lý Vinh Thăng. Như thế là thế nào? Tôn Tập Dân cũng không thể hiểu được dụng tâm của Tần Khản. Y và Lý Vinh Thăng lại không oán không thù, làm gì phải cản đường Lý Vinh Thăng mà đắc tội với Tổng Bí Thư? Không đáng, thật sự không đáng. Đồng thời Tôn Tập Dân cũng âm thầm khâm phục thủ đoạn của Tần Khản, bất ngờ, im lặng không một tiếng động liền cùng nhập hội với Hội đồng Nhân dân, trách không được vẫn ẩn thân mà không phát, hóa ra sát chiêu lớn nhất trốn ở chỗ này, thật sự là một nhân vật lòng dạ thâm sâu, tâm tư lợi hại, cực kỳ kiên nhẫn. Lần đầu tiên, Tôn Tập Dân thoáng đề cao Tần Khản. Lúc trước, khi Tần Khản chủ động thực hiện khơi mào những rắc rối xung quanh, anh ta còn cho là cử chỉ nhàm chán, không ngờ, hóa ra là mánh khóe đánh lừa dư luận. Hiện tại, Tôn Tập Dân thấy được thủ đoạn của Tần Khản cuối cùng là nhằm vào Lý Vinh Thăng, tuy rằng cũng không rõ mục đích của Tần Khản là xuất phát từ điều gì, nhưng hiển nhiên đã không hề có bất luận uy hiếp gì đối với anh ta, quả tim của y luôn treo ngược lên cuối cùng cũng về đúng chỗ của nó. Cũng giống như hy vọng mặt dỗ chỉ phát triển trên khuôn mặt người khác, phiền toái rơi trên người khác, mới là vui mừng lớn nhất. Nửa giờ sau, Tôn Tập Dân lại cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh ta ý thức được thủ đoạn của Tần Khản càng lợi hại khiến cho người khác phải giật mình. Tôn Tập Dân nói chen vào. Cho dù sau này đồng chí Lý Vinh Thăng được đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, thì việc phân công sau này của anh ấy cũng do Ủy ban Nhân dân tỉnh họp bàn nghiên cứu. Cho nên hiện tại không tiện xác định anh ấy có phân công quản lý tình hình bệnh dịch ở Phẩm Đô hay không. Tôn Tập Dân nghĩ đến bản thân anh ta là chủ tịch tỉnh, nếu lên tiếng, ít nhiều Trình Tại Thuận cũng phải giữ vài phần thể diện cho anh ta, không ngờ Trình Tại Thuận thực sự lại bày ra phái đoàn phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân có thể truy vấn trách nhiệm chủ tịch tỉnh. Anh ta nhìn Tôn Tập Dân khẽ gật đầu, có nề nếp nói. Lời nói của chủ tịch tỉnh Tôn cũng có lý, nhưng căn cứ vào điều lệ liên quan, việc phân công của phó chủ tịch tỉnh, Hội đồng Nhân dân cũng có quyền hỏi đến. Tôn Tập Dân trực tiếp bị nghẹn một câu, thiếu chút nữa nghĩ anh ta nghe lầm, có ý tứ gì? Một người là phó chủ tịch thường trực lớn đến đâu mà dám khoa tay múa chân chỉ trỏ chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ là nắm quyền để phát huy sức lực còn lại? Nhưng không đợi Tôn Tập Dân phản bác thêm câu gì, Trình Tại Thuận dường như e sợ cho Tôn Tập Dân quá thoải mái, lại nói thêm một câu. Vừa lúc đồng chí Tôn Tập Dân lên tiếng, tôi đại biểu cho hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân nhắc nhở chủ tịch tỉnh Tôn một câu, mời chuẩn bị sẵn sàng trước. Sau đó Hội đồng Nhân dân sẽ nghe Chủ tịch tỉnh Tôn giải thích rõ ràng về vấn đề tai nạn mỏ. Khâu Nhân Lễ rốt cục biến đổi sắc mặt, hay cho một hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân mất khống chế, rốt cục. Lộ ra hết ý đồ. Hạ Tưởng lúc này đang ngồi ở trong văn phòng, giải quyết công việc. Buổi hội nghị, không liên quan tới hắn, hắn cũng không dự thính hội nghị. Bởi vậy, đối với những gì phát sinh trong hội nghị lúc này, hắn vẫn chưa biết được. Cũng đã cảm thấy mơ hồ có chỗ nào đó không ổn. Suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ra được điểm xảy ra vấn đề, thông thường, hội nghị thường vụ bổ nhiệm một phó chủ tịch tỉnh. Bởi vì có tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tham dự, trên cơ bản sẽ vô cùng thuận lợi. Tất cả quá trình và trình tự gộp lại với nhau, 2 tiếng cũng đủ. Nhưng bây giờ đã quá 2 tiếng, lại vẫn không nghe thấy bất cứ tin tức gì của hội nghị. Tức là, hội nghị diễn ra quá lâu. Diễn ra lâu vậy chứng tỏ đã xuất hiện vấn đề, nếu không, bây giờ có thể nhìn thấy Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân trở về tỉnh ủy rồi. Lẽ nào mắt xích sau cùng, đúng là kẹt ở vấn đề bổ nhiệm. Thiên Tiếu, lấy một bản danh sách ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng bỗng bừng tỉnh, vội vàng nói với cấp dưới. Không bao lâu, Ngô Thiên Tiếu mang danh sách giao vào tay Hạ Tưởng, sau khi Hạ Tưởng nhận, lướt nhìn qua khoảng 10 mấy phút. Lại đem danh sách trả lại cho Ngô Thiên Tiếu, nói.
đem một bản sơ yếu lý lịch của mỗi người tới. Ngô Thiên Tiếu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Tưởng, biết chuyện quá khẩn cấp, liền vội vàng ừ một tiếng, vội vàng đi làm. Ngô Thiên Tiếu vừa đi, Hạ Tưởng liền cầm điện thoại, gọi cho Hà Giang Hải. Anh Giang Hải, dạo này vẫn khỏe chứ? Hạ Tưởng hỏi một câu rất khách sáo, rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Các lãnh đạo lớn của tỉnh, có phải cũng có quan hệ rất tốt với anh phải không? Hà Giang Hải nói là an tâm rút lui, nhưng một người cả đời quay vòng trong quan trường, có ai có thể thật tâm rút lui được yên ổn? Đều là trong tay cầm bình tưới, tai vẫn tập trung nghe ngóng bên ngoài, chỉ sợ bỏ sót mất tin tức đáng chú ý nào đó. Điện thoại của Hạ Tưởng gọi tới, y liền lập tức đoán được là cái gì. Quan hệ, đều trong quá khứ, làm sao vậy Hạ Tưởng? Các vị lãnh đạo lại nói chuyện gì? Hà Giang Hải đang ở trong vườn cầm bình tưới hoa. Nhưng hành động lúc nào điện thoại cũng mang theo trên người cũng có thể thấy, y vẫn là người đã cáo lui nhưng tâm chưa lui. Các lãnh đạo kinh nghiệm làm việc phong phú. Đối với công việc của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đề ra nhiều ý kiến quý giá là chuyện tốt. Hạ Tưởng cười ha hả, còn nói. Hiện tại đang họp hội nghị thường vụ, thảo luận bổ nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh cho đồng chí Lý Vinh Thăng. Hội nghị diễn ra đã 2 tiếng, vẫn chưa kết thúc. Không cần nói nhiều. Chỉ cần nói đúng trọng tâm, tin rằng Hà Giang Hải hiểu rõ hàm ý bên trong. Hà Giang Hải đứng ở vườn nhà, là một tòa biệt thự theo hình thức thôn quê ở vùng ngoại ô, trong vườn hoa cỏ tươi tốt, còn trồng mấy cây ăn quả, ngoài ra một góc còn có vườn rau. Thật đúng là một thế giới thần tiên của người tâm hồn nhàn hạ. Chỉ có điều tiên cảnh mặc dù đẹp, nhưng trong lòng không an bình, thì cũng không là tiên cảnh. Hà Giang Hải cả đời tung hoành quan trường, ở tỉnh Tề hô mưa gọi gió nhiều năm. Khi nằm viện một lòng muốn rút lui, cuối cùng sau khi rút lui được như ý muốn, trong lòng lại cảm thấy không được toại nguyện, cảm thấy thật sự vô vị trống rỗng. Những cán bộ lãnh đạo quen việc đưa đi đón về, thực sự cũng giống như những minh tinh đang thời kỳ nổi tiếng. Cũng coi cảnh tượng hào hoa người trước kẻ sau hầu hạ thành một phần của cuộc sống. Không có cảnh tượng hào hoa tự nhiên không thích ứng được, nhưng lại quên mất bản chất của cuộc sống thực sự là những ngày bình thường. Có càng nhiều hào hoa, thì sẽ càng có nhiều khổ đau. Cho nên, Hà Giang Hải đang tưới hoa chăm sóc cây mà vô cùng buồn chán. Lúc nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, trong lòng liền thấy lung lay, biết tầm quan trọng của y lại có nơi để thể hiện rồi. Ai cũng không ngờ được con ngựa gỗ bị vứt trước cổng nhà, lại là thứ càng không muốn bị mọi người quên đi hoàn toàn. Cho nên, dù mặt trận Tổ quốc được hình dung là nơi để phát triển những chỗ sức lực còn lại, cũng không dễ đến được. Bởi vì các đồng chí lão thành muốn phát huy sức lực còn lại quá nhiều, nhưng vị trí là có hạn. Có lẽ là khâu nào đó đã xuất hiện một vài vấn đề nhỏ. Hà Giang Hải nói trầm ngâm một tiếng, đang nghĩ đắn đo một chút, bỗng nhiên y phát hiện người đối mặt với y là Hạ Tưởng, vội cân nhắc lại thái độ. Đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông Trình. Ông Trình, đương nhiên là Trình Tại Thuận, phó chủ nhiệm hội nghị thường vụ. Vậy được, làm phiền anh Hà rồi. Hạ Tưởng lại nhấn mạnh một câu. Ý muốn của Trung ương, nhất định phải thực hiện một cách kiên định không từ bỏ. Tỉnh Tề đã vào mùa thu, đã tới thời kỳ gặt hái rồi, nên tập trung tinh thần và thể lực phát triển kinh tế. Tổng sản lượng kinh tế năm nay, tỉnh Tề vẫn xếp thứ ba, nhưng đã chênh lệch lớn so với 2 năm trước. Các lãnh đạo, nên quan tâm nhiều tới chuyện đất nước nhân dân hơn. Câu nói cuối cùng, dường như không có ý nghĩa, nhưng cũng là ngầm sắp đặt cái gì. Trong lòng Hà Giang Hải cũng có tính toán, vội tỏ thái độ, nói. Tôi và ông Trình sẽ nói chuyện một chút, hy vọng ông ta có thể sắp xếp thời gian nói chuyện một chút với Phó Bí Thư Hạ. Nói chuyện hay không nói chuyện với tôi, cũng không quá cần thiết, chỉ hy vọng là tầm quan sát của các đồng chí lãnh đạo xa hơn chút nữa. Lời nói của Hạ Tưởng đầy hàm ý, sau đó hắn tắt điện thoại. Hạ Tưởng vừa kết thúc cuộc gọi với Hà Giang Hải, thì nhận được tin. Tình hình buổi họp của hội nghị thường vụ đã được truyền tin tức về tỉnh ủy. Quả nhiên, Trình Tại Thuận đã phát tác, Hạ Tưởng sau khi nghe thấy tin đó, không kinh ngạc, càng không hoang mang. Chỉ là trong lòng lại thấy rõ ràng hơn, vì hắn đã đoán được sơ sơ thủ đoạn và mục đích cuối cùng của Tần Khản, trong lòng đã có những kế sách ứng phó. Khó khăn nhất không phải là thế tiến công của kẻ thù mạnh hơn, thủ đoạn cao siêu hơn, mà là không biết kẻ thù ra tay ở đâu. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, trái lại bước tiếp theo sẽ dễ dàng ung dung hơn. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng mơ hồ đoán được,
Tần Khản bề ngoài là gây trở ngại cho việc bổ nhiệm của Lý Vinh Thăng, trên thực tế chỉ sợ mục đích cuối cùng không phải là Lý Vinh Thăng. Hành động này, chỉ là một đòn bịp bợm, sát chiêu thật sự, hẳn là nằm ở phía sau. Từ quy định pháp luật mà nói, quyền lực của hội nghị thường vụ rất lớn, không những có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức phó của chính phủ, mà còn có thể hỏi trách nhiệm chức vụ đương nhiệm. Nhưng trong thực tế cuộc sống chính trị, quyền lực lại không lớn. Nếu nói trước kia chức vụ chủ nhiệm không được kiêm nhiệm, thực sự còn có thể thể hiện được sự tôn trọng đối với ý nguyện của nhân dân và quyền phát ngôn của đại biểu nhân dân, vậy từ khi bắt đầu khơi dòng việc kiêm nhiệm chủ nhiệm, nói thật, là một bước lùi về thể chế chính trị. Hoàn toàn nắm hết quyền hành, tự mình đề cử ra người được chọn, chính mình kiểm soát hội nghị thường vụ, lại chính mình giữ chức chủ nhiệm, có thể nói ôm hết quyền hành, thật sự là người được nắm quyền. Quả thật, bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, từ việc để ý đồ của Trung ương được thực hiện chính xác đầy đủ, suy nghĩ đến việc để ý đồ đó có thể thi hành thuận lợi ở mỗi tỉnh, đồng thời thực hiện được ở mỗi một địa phương, cũng là một giai đoạn không thể thiếu được mà người kiêm nhiệm chức chủ nhiệm phải làm trước khi hoàn thiện thể chế chính trị. 20 năm trước, ở tỉnh Tương từng có một lần một đại biểu đề nghị bãi bỏ phó chủ tịch tỉnh, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn cần thiết, giải quyết công việc theo nhiều hướng, nhưng đại biểu vẫn phải theo pháp luật mà chất vấn tới phó chủ tịch tỉnh, đồng thời kéo dài tới 3 tiếng. Cuối cùng phó chủ tịch tỉnh không thể trả lời hết các chất vấn của đại biểu, ở trong buổi thảo luận ngay sau đó, có gần 200 đại biểu năm thành phố cấp 3 cùng nhau đề xuất tờ trình, chính thức yêu cầu bãi bỏ chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Bởi vì sự việc quan trọng, ngay lúc đó tỉnh Trương còn xin chỉ thị tới toàn quốc, và vì vậy mà hội nghị kéo dài thêm một ngày. Sau đó, tại buổi biểu quyết về việc có nên trình tờ trình này lên đại hội để thảo luận hay không, có hơn 400 đại biểu giơ tay tán thành. Thậm chí có cả phó trưởng ban thư ký ủy ban đứng lên giải thích thay cho phó chủ tịch tỉnh, nhưng lại bị đại biểu trực tiếp phản đối. Thời điểm biểu quyết sau cùng, hơn 60% đại biểu có số phiếu tán thành. Phương án bãi bỏ được thông qua, phó chủ tịch ảm đạm rời đài. Sự kiện lúc đó khiến cho cả nước chấn động, bởi vì việc tỉnh Tương bãi miễn phó chủ tịch tỉnh đã mở ra trang mới, thậm chí còn có người bình luận nói bầu cử là một tấm phiếu, bãi miễn cũng là một tấm phiếu, người trước là phiếu tín nhiệm, người sau là phiếu không tín nhiệm. Đây là quyền lợi thiêng liêng mà hiến pháp quy định cho các đại biểu. Nó thể hiện trung thực ý kiến của nhân dân bãi nhiệm theo pháp luật, không thể dị nghị gì. Nhưng sau chấn động của vị việc bãi nhiệm phó chủ tịch tỉnh, đã dần dần quen với lệ thường là tỉnh ủy kiêm nhiệm chủ nhiệm. Từ việc bãi nhiệm năm đó của tỉnh Trương, Hạ Tưởng bỗng nhiên thấy lo sợ, lẽ nào nói, Tần Khản cũng có ý nghĩ vậy, cũng muốn bắt chước sự việc năm đó, lại một lần nữa tạo ra cái mới. Vừa ngẩng đầu, Ngô Thiên Thiếu cầm sơ yếu lý lịch của các lãnh đạo đi vào. Tần suất làm việc của Ngô Thiên Thiếu không những cao, mà còn rất được lòng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ yêu cầu y lấy sơ yếu lý lịch, y chỉ nội trong hơn 10 phút, đã mang bản tổng hợp thành viên trong gia đình cùng với tình hình hiện trạng của các vị lãnh đạo, đều liệt kê ra một cách rất tỉ mỉ. Hạ Tưởng rất hài lòng, lật đi lật lại vài lần, mắt hắn dừng ở mấy cái tên, trong lòng dần dần đã có phương hướng rõ ràng. Khi hắn đang định nghiên cứu cẩn thận một lần nữa, điện thoại lại vang lên, sau khi nghe xong, thần sắc của hắn càng có nhiều ý vị sâu xa hơn. Có hai tin. Thứ nhất là việc bổ nhiệm của Lý Vinh Thăng được thông qua thuận lợi. Hai là có mấy ủy viên hội nghị thường vụ yêu cầu Tôn Tập Dân tiếp nhận chất vấn những vấn đề như nguồn đầu tư mới cho hạng mục xe khách năng lượng, công trình ngũ đoá kim hoa, hai vụ tai nạn hầm mỏ và tình hình dịch bệnh. Tôn Tập Dân ở hội nghị bày tỏ sự bằng lòng tiếp nhận những quan sát và chất vấn. Khâu Nhân Lễ rốt cục không chịu được hội trường lúc đó liền sử dụng quyền chủ nhiệm, nói rằng hiện tại không phải là kỳ họp Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Cũng không phải là thời điểm Ủy ban Nhân dân báo cáo công việc. Vì không ảnh hưởng tới tiến triển thuận lợi các hạng mục công việc của Ủy ban Nhân dân, bây giờ không phải lúc để chất vấn đồng chí Tôn Tập Dân. Trình Tại Thuận ngược lại không bỏ lỡ cơ hội, lại nhấn mạnh ủy viên có quyền giám sát và quyền chất vấn, có thể mở hội nghị thường vụ bất cứ lúc nào, yêu cầu Chủ tịch tỉnh giải thích những công việc còn sai sót. Phó chủ nhiệm dám phản bác lời nói của chủ nhiệm trước mặt nhiều người. Mặc dù Trình Tại Thuận nói rất khéo léo, cũng một lần nữa lấy những quy định của pháp luật ra để nói chuyện, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Hơn nữa cho dù đối mặt với áp lực của Khâu Nhân Lễ y cũng không nhượng bộ, điều đó khiến Khâu Nhân Lễ cảm nhận sâu sắc được một nhóm các đồng chí cán bộ thật sự là đoàn kết một lòng, hoàn toàn không quan tâm đến quyền uy của một người chủ nhiệm như y.
Cho dù phẫn nộ, Khâu Nhân Lễ cũng không thể thất lễ, y khi ở tỉnh ủy có thể đập bàn, nhưng khi không thể đập bàn ở đây, bởi nếu thật sự gây ra chuyện với các đồng chí này, bọn họ ngày nào cũng tới tỉnh ủy và trung ương phản ánh vấn đề, đánh không được mắng không được phạt cũng không được, phiền phức muốn chết. Cuối cùng mỗi người lùi một bước, Tôn Tập Dân chủ động đứng dậy, đưa ra rằng buổi hội nghị hôm nay chuẩn bị không đầy đủ, chắc chắn ngày mai lại tới tiếp nhận chất vấn. Trình Tại Thuận cùng các đồng chí khác cũng đồng ý. Sự việc sẽ bước vào cuộc đọ sức cuối cùng, ngày mai Tôn Tập Dân phải đối mặt với một cục diện ác liệt như thế nào, lúc này ngoài Hạ Tưởng ra, không ai đủ nhận thức được điều đó. Đợi Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân trở về tỉnh ủy. Khâu Nhân Lễ vốn rất ít khi mặt đối mặt Tôn Tập Dân để bàn bạc sự việc, lại chủ động đề nghị gặp mặt, muốn Tôn Tập Dân đến phòng làm việc của y để nói chuyện. Tôn Tập Dân cũng đang mong mà không được. Giữa hai người cũng không biết đã nói những gì, sau nửa giờ, Ấn Tiểu Bạch thông báo Hạ Tưởng đến phòng làm việc. Lúc Hạ Tưởng đẩy cửa vào, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều đang nhăn mày, rõ ràng là tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bàn bạc nửa ngày, hẳn là chưa đưa ra được kết quả gì. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hạ Tưởng, sự việc vừa qua cậu cũng đã biết, thử nói quan điểm của cậu đi. Tôn Tập Dân và Khâu Nhân Lễ hẳn đã nói chuyện với nhau xong hết rồi, lúc Hạ Tưởng vừa bước vào, y liền chủ động giới thiệu một chút về những việc đã xảy ra trong hội nghị thường vụ. Sau đó đem vấn đề nan giải đó ném cho Hạ Tưởng. Cũng không thể xem đó là vấn đề nan giải, làm phó bí thư, là một trong ba thành viên của bộ máy tỉnh ủy, khi có việc lớn, nhất thiết cần Hạ Tưởng tham dự vào. Hạ Tưởng mặc dù cũng biết qua loa quá trình sự việc, nhưng dù sao biết cũng không tỉ mỉ. Bây giờ vừa nghe chính Tôn Tập Dân nói, cũng thấy căng thẳng trong lòng, biết cánh cửa sau cùng, quả thật cũng không dễ qua. Bởi vì Tần Khản chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Quả thật, chỉ xét về những thủ đoạn chính trị, những lúc bế tắc cũng không thấy có nhiều người thông minh. Vấn đề là Tần Khản trước đó đã thiết lập được nhiều mê trận, khiến cho mọi người đều xác định sai phương hướng, cho rằng Tần Khản khơi mào những vấn đề chính trị như dự án xe khách năng lượng, công trình ngũ đoá kim hoa, là muốn cấp trên làm khó dễ Tôn Tập Dân. Không ngờ những việc kể trên chỉ là những đòn gió, mà còn là một âm mưu to lớn. Tôn Tập Dân từng bước tiến vào cạm bẫy mà bản thân không biết gì. Không nghi ngờ gì nữa, buổi chất vấn ngày mai, Ủy ban Ủy viên Thường vụ lấy hai công trình lớn, hai vụ tai nạn hầm mỏ và một vụ dịch bệnh. Nếu nói hai vụ tai nạn hầm mỏ quả thực không thể đổ lỗi cho Tôn Tập Dân, nhưng hai công trình lớn kia, Tôn Tập Dân quả thật khó chối được sai lầm này. Còn tình hình dịch bệnh là sự việc đột biến, nhưng bản thân là Phó Chủ tịch tỉnh, cũng cần gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hội nghị thường vụ không có quyền truy cứu Phó Chủ tịch tỉnh như thế nào, càng không có tư cách bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh. Nhưng đả kích vào danh tiếng của Tôn Tập Dân, hoặc ép y phải phạm sai lầm, v.v., những mục đích trên cũng có thể đạt được. Nhất là đặc thù chính trị của tỉnh Tề, thế lực địa phương lớn mạnh mà đoàn kết, trong những trong hoàn cảnh cần thiết lại được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù Khâu Nhân Lễ là bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm đều không thể khống chế một nhóm đồng chí lão thành, huống hồ Tôn Tập Dân là một phó chủ tỉnh điềm đạm. Các đồng chí lão thành cũng không bằng Hà Giang Hải. Ít ra cho dù Hà Giang Hải là nhân vật lãnh đạo của thế lực địa phương, nhưng còn có khả năng thăng chức. Cho nên trong lòng sẽ tuân theo những quy tắc của trò chơi. Đồng chí lão thành đã lùi về tuyến sau, lùi đến mức không thể lùi nữa, cho nên, ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng không nể mặt. Càng tiến thêm một bước, có lẽ trước đây họ cũng không nể mặt cả những người ở Trung ương, huống hồ một bí thư tỉnh ủy. Dù sao đều là ở tỉnh Tề, dù gì đều là nơi người tỉnh Tề đã sinh ra và lớn lên. Dù sao cũng không thể tính đến chuyện rời khỏi tỉnh Tề, lại cũng có tuổi cả rồi, lời nói lại càng có sức mạnh, thì thực sự trở thành người già rồi liền không có kẻ địch nữa. Xe khách năng lượng mới, ngũ đoá kim hoa cùng với việc tai nạn hầm mỏ và tình hình dịch bệnh đều có thể trở thành lý do chất vấn. Nhất là vấn đề xe khách năng lượng mới và ngũ đoá kim hoa, tương đối phiền phức. Hiện tại không phải là lúc giấu giếm, Hạ Tưởng liền nói thẳng vào vấn đề. Chủ tịch tỉnh Tôn có lẽ phải vất vả rồi. Nói vất vả, vẫn còn có thể xem như uyển chuyển, thực ra là phải chịu uất ức rồi. Nếu chỉ có chịu uất ức thì còn được. Chỉ sợ phải bị làm khó thì không hay. Hạ Tưởng vừa nói xong, liền liếc nhìn Khâu Nhân Lễ.
Khâu Nhân Lễ hiểu được ý đồ của Hạ Tưởng, bất đắc dĩ nói. Tôi và Trình Tại Thuận đã nói chuyện rồi, ông ta đưa ra một loạt những quy định cứng nhắc, nhất định không chịu lùi bước. Nói được một nửa, y lắc đầu cười. Hàm ý đã quá rõ ràng, căn cứ vào hiến pháp cũng tốt, căn cứ vào pháp luật cũng vậy, đối với ủy ban có quyền sử dụng quyền giám sát và quyền chất vấn. Khâu Nhân Lễ cho dù là chủ nhiệm, cũng không thể không tôn trọng ý kiến của mấy vị phó chủ nhiệm và mấy chục vị ủy viên. Nói cách khác, tình hình không thể khống chế được. Có lẽ đây cũng là một lần khống chế thất bại nhất từ khi Khâu Nhân Lễ nhậm chức ở tỉnh Tề tới nay. Y luôn dồn hết sức lực cho tỉnh ủy, làm sao có thời gian quan tâm đến công việc cụ thể, cơ bản có nhiều việc do Trình Tại Thuận một tay xử lý, kết quả là tạo thành cục diện ngày hôm nay. Thật sự, nếu hôm nay việc bổ nhiệm của Lý Vinh Thăng xuất hiện những điều ngoài ý muốn, y càng không biết giấu mặt đi đâu. Quả thật, bản thân là chủ nhiệm, cũng có thể cưỡng chế gỡ bỏ biểu quyết, nhưng như vậy lại quá lộ liễu. Dù sao cũng là cơ cấu đại diện cho quyền lợi dân chủ. Y lại là người độc đoán, nói không chừng có thể sẽ tạo thành sự kiện chính trị gì đó. Bây giờ lại làm ngược lại với nhóm cán bộ lão thành trong hội nghị thường vụ, không phải là hành động sáng suốt. Tháng 2 tháng 3 sang năm Ủy ban Nhân dân bầu cử nhiệm kỳ mới, đến lúc đó chẳng may lại xảy ra những tranh chấp trong cuộc bầu cử trọng đại, thì thật sự trở thành một sự kiện chính trị lớn không thể vãn hồi rồi. Bởi vì không những muốn bầu chọn bí thư, mà còn muốn bầu chọn chủ tịch tỉnh. Nếu không may vị trí bí thư của y và chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, có một người bị rớt, nhất định sẽ chấn động cả nước. Thế lực địa phương ở tỉnh Tề to lớn và đoàn kết, Khâu Nhân Lễ trong lòng hiểu rất rõ. Chỉ có điều bản thân y thân là bí thư tỉnh ủy, vừa không có thời gian thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với thế lực địa phương, lại không bỏ được việc lôi kéo phân hóa các phe cánh của thế lực địa phương. Vì vậy, ảnh hưởng của y đối với thế lực địa phương thật sự không nhiều. Tôn Tập Dân càng như vậy, suy cho cùng những ngày y ở tỉnh Tề càng ít, cũng chưa từng thực hiện mưu mô của mình. Trước mắt, có thể cùng với thế lực địa phương nói chuyện, và có ảnh hưởng nhất định đến một số người, toàn bộ tỉnh ủy, duy nhất chỉ có mình Hạ Tưởng mà thôi. Đương nhiên, Tần Khản cũng như vậy, nhưng y không tính. Tần Khản làm thế nào để thuyết phục nhóm người Trình Tại Thuận dám mạo hiểm với chính trị để gây khó dễ cho Lý Vinh Thăng và Tôn Tập Dân, đồng thời lại không nể mặt Khâu Nhân Lễ. Giao dịch ngầm thì không thể biết được, nhưng dám khẳng định là không phải là giao dịch chính trị quang minh chính đại. Mỗi một dòng máu chảy trong mạch máu đều dơ bẩn. Nhưng Hạ Tưởng thì khác, giữa hắn và thế lực địa phương nhất định không có giao dịch gì. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều có thể nhìn thấy rõ, rõ ràng Hạ Tưởng đối với thế lực địa phương có ảnh hưởng nhất định, chính là những thủ đoạn xuất quỷ nhập thần ít thấy trong chốn quan trường. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân không phải là không có biện pháp khác, ví dụ như xin chỉ thị của Trung U Ân hoặc là nhờ người khác ra mặt hóa giải. Nhưng đều không bằng để Hạ Tưởng lộ mặt càng khiến bọn họ yên tâm, đồng thời theo bọn họ, chỉ có Hạ Tưởng mới có thể ung dung hóa giải được nguy cơ trước mắt. Còn có một điểm, nguy cơ trước mắt chỉ là bước đầu tiên, cuộc bầu cử sang năm mới là màn kịch hấp dẫn. Bởi vì, bây giờ nhất định phải giải quyết tất cả tai họa ngầm, để phòng ngay khi chưa xảy ra, nếu không thì đến lúc đó xảy ra chuyện lớn, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm chính trị. Thậm chí nói không chút khoa trương, thật sự muốn trong hoàn cảnh mấu chốt xuất hiện vấn đề trọng đại, Khâu Nhân Lễ vào cục thì có thể bị liên lụy, còn vịt nấu chín cũng có thể bay đi. Cuộc sống chính trị trong nước, nếu nghiêm túc dựa theo quy định mà nói, quyền lực của tỉnh ủy phải lớn hơn nhiều so với ủy ban, hoàn toàn có thể quyết định từ chức vị chính trong ủy ban tới việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức phó chủ tịch tỉnh. Không chỉ có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm phó chủ tịch tỉnh bất cứ lúc nào, còn có thể đưa ra chương trình nghị sự về việc không tín nhiệm đối với phó chủ tịch. Nói đi rồi cũng phải nói lại, mặc dù hơn nửa lãnh đạo là các đồng chí lão thành, nhưng bọn họ đều là bộ phận lão thành đã từng làm việc ở ủy ban hoặc đảng ủy, tư tưởng giác ngộ nhất định cao, cũng đều biết tự giác và duy trì nhất trí với Trung ương. Vì vậy mấy chục năm nay, mấy chục tỉnh, rất ít xuất hiện tình huống đại biểu không nghe lời. Cho dù có những đại biểu cá biệt nào đó không hài lòng với một cán bộ đang tại chức nào đó, đưa ra ý kiến không tín nhiệm, trên cơ bản cũng bị bỏ qua, thậm chí sẽ không đưa ra bàn bạc theo nhóm, cũng không thể xếp vào chương trình hội nghị, lại càng không thể nhìn thấy trên báo. Đại biểu thực sự dùng quyền lực của mình để thực hiện việc bãi miễn phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa cuối cùng đạt được thành công, trong nước chỉ có trường hợp ngoại lệ ở tỉnh Tương mà thôi. Nhưng sự việc đã xảy ra ở tỉnh Tề,
trước mắt mà nói không còn chưa được tính là sự việc nghiêm trọng, nhưng cũng phải khiến cho mọi người chú trọng. Bởi vì đối thủ chính là Tần Khản đã ẩn nhẫn ở tỉnh Tề mấy năm. Liên tưởng tới một loạt những thủ đoạn của Tần Khản trước khi sự việc xảy ra, thì có thể suy đoán ra sự tình hôm nay, sợ rằng chỉ là sóng gió đầu tiên, biên độ của những hành động lần sau, hẳn là cũng không ít. Dã tâm của Tần Khản đã rất rõ ràng. Mà hơn một tháng trước, tỉnh dự vừa mới biểu quyết thông qua nghị quyết, là phương pháp thực hiện, luật giám sát ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân các cấp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, của tỉnh dự bản dự thảo, trong đó điểm quy định lớn nhất là, trong buổi bế mạc các ủy viên thường vụ từ cấp huyện trở lên, trên 1/5 thành viên tập hợp lại để thiết lập một văn bản, thì có thể quyết định hủy bỏ chức vụ phó chủ tịch tỉnh cá biệt cấp ủy ban, phó chủ tịch tỉnh khu tự trị, phó thị trường, phó chủ tịch quận, phó chủ tịch huyện. Cụ thể đến tỉnh Tề, nếu đám người của Trình Tại Thuận cũng muốn dùng cách như vậy để làm, như vậy quyền lực sẽ lên tới mức xưa nay chưa từng có. 1/5 liên danh ủy viên thường vụ có thể bãi miễn một phó chủ tịch tỉnh. Ở một tỉnh Tề mà thế lực địa phương vô cùng khổng lồ và đoàn kết, ở một tỉnh Tề mà các đồng chí lão thành hầu như toàn bộ là người địa phương tỉnh Tề, ở một tỉnh Tề mà bầu không khí chính trị có 1/2 trong cả nước, nếu làm lớn, cũng sẽ trở thành một việc rất lớn trong chính trị quốc gia. Là chuyện lớn, nhưng có phải là chuyện tốt hay không thì chưa biết được. Dự đoán một lượt tất cả những khả năng hậu quả cần phải đối mặt, Hạ Tưởng mới mở miệng. Tôi sẽ trong vòng giới hạn hợp lý, tận dụng khả năng làm công việc trên các phương diện. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Tôn cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sợ rằng phải tiếp nhận chất vấn. Tôn Tập Dân rõ ràng đã sớm chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói. Vất vả cho Phó Bí Thư Hạ rồi, Bí Thư Khâu và tôi cũng có cùng ý nghĩ như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả. Bản thân là Chủ tịch tỉnh, đúng và sai, công và tội, đều tùy vào người khác bình luận. Lời nói của Tôn Tập Dân vô cùng đau khổ, dường như có vẻ nhìn thấu sự bất đắc dĩ của thế sự. Có lẽ sự việc lần này lại khiến y nhớ lại sự thất bại ảm đạm khi ở tỉnh Yến. Những sự kiện liên tiếp trong quan trường không ngừng vận động, cũng là để đả kích lòng tin của một ai đó. Sau khi cuộc họp ba người kết thúc, trên cơ bản là xác định tổng thể hướng đi của bước tiếp theo. Trên thực tế, sự kiện lần này người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Tôn Tập Dân, tiếp theo là Khâu Nhân Lễ. Nói một cách công bằng, đối với Hạ Tưởng gần như không có chút ảnh hưởng bất lợi gì. Nhưng Hạ Tưởng vẫn quyết định dứt khoát là quan tâm đến việc này, cũng khiến giữa hắn và Tần Khản cuối cùng cũng đối chọi gay gắt. Buổi chiều, một thế tấn công mới của Tần Khản lại kéo tới. Cái gọi là một thế tấn công mới, thực ra vẫn là động thái của mấy sự kiện trước đó, cho tàn lại cháy. Đầu tiên là xe khách năng lượng mới lại xuất hiện những chuyện quyền chủ nợ rối ren, lúc này đây lại không phải là tranh cãi về quyền chủ nợ như lần trước. Chuyện tranh cãi về mặt bằng được Hạ Tưởng hóa giải hoàn toàn, không còn có khả năng trô tàn lại cháy. Cũng không phải là tiếp tục sự kiện học sinh bị điện giật chết, vấn đề còn sót lại của việc học sinh bị điện giật, cũng dưới bàn tay khéo léo của Hạ Tưởng sắp đặt, giải quyết thuận lợi mà không còn sót lại. Tranh cãi về quyền chủ nợ lần này, là tranh cãi về quyền chủ nợ giữa các nhà đầu tư. Lần trước sau khi giải quyết thuận lợi sự kiện học sinh bị điện giật, dưới áp lực ở khắp mọi nơi, trên thực tế trước khi tạm dừng dự án xe khách năng lượng mới thì đã sớm bị nằm trong trạng thái trì trệ. Bởi vì không có nguồn đầu tư tài chính kế tiếp, lại không có hỗ trợ cho vay. Chủ yếu là trang thiết bị không hợp tiêu chuẩn, hoàn toàn chính là một hạng mục thổi khinh khí cầu. Khí cầu tới điểm giới hạn, thì sẽ nổ tung. Tập đoàn xe khách năng lượng mới sau khi tạm dừng, liền rơi vào tình trạng chia 5 xẻ 7, sở dĩ vẫn chưa tan vỡ hoàn toàn. Chủ yếu là do nhận định Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể ngồi yên, khẳng định sẽ ra tay cứu giúp. Cuối cùng còn có thể thông qua vay vốn ngân hàng hoặc là hình thức đầu tư. Khiến cho hạng mục tiếp tục phát triển, như thế, nguồn tài chính thu hút ban đầu sẽ được thu hồi lại. Đúng là căn cứ vào những nhận thức trên, nhóm người góp vốn đều kiên nhẫn chờ đợi tới lúc thành công cuối cùng. Không ngờ đột nhiên lại có người nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định bỏ qua hoàn toàn hạng mục xe khách năng lượng mới. Quyết định bước tiếp theo chính là ngừng lại, trực tiếp tuyên bố phá sản là đóng cửa phá sản. Thậm chí đều không phải là phá sản để tái cơ cấu, ngay cả cơ hội tái cơ cấu cũng không có, còn có gì có thể chơi nữa chứ. Nhóm cổ đông rất nóng lòng, bắt đầu vội vàng, những người chuẩn bị bán đất thì bán đất, chuẩn bị bán nhà thì bán nhà, chuẩn bị bán người thì bán người, bán đến mức không còn gì có thể bán được nữa, thì ngay cả thể diện cũng bán được.
Dù sao mỗi người đều có hành động riêng, chỉ có một mục đích là cần tiền. Dự án xe khách năng lượng mới trước sau được đầu tư vào hơn 10 tỷ. Thực ra đại bộ phận là tiền vay vốn, chỉ có bộ phận nhỏ là tiền đầu tư. Sau khi giải quyết tranh chấp đất đai, chỗ mặt bằng của tập đoàn thành của cải lớn nhất. Thế là, mỗi người đều phát huy thủ đoạn của bản thân. Làm ầm ĩ từ trên xuống dưới, mục đích chỉ vì muốn khi cây đổ xuống hồ, mình sẽ có thêm được một phần lợi. Trong chính trị có lưu manh chính trị, trong thương mại cũng có buôn bán lưu manh. Người đầu tư dự án xe khách năng lượng mới, về bản chất cũng là một đám người buôn bán xảo trá, lại đều là người địa phương. Khả năng gây sức ép của họ còn khá hơn nhiều so với cha mẹ học sinh. Trong một thời gian ngắn đã làm huyên náo bốn bề, bụi đất bay lên, long trời lở đất. Cùng lúc đó, công trình ngũ đóa kim hoa cũng liên tục xảy ra những vấn đề nghiêm trọng. Nửa năm trước, có một nữ kế toán và một nam phó tổng giám đốc kết hợp tham ô, đầu cơ 40.000 cổ phiếu trong công quỹ, với tư tưởng có chỉ thị của nhà nước khi tham ô phụ thuộc vào năng lực bản thân mà bồi thường, đã tiếp cận vào thị trường chứng khoán trong nước. Phải nói, khi mới vào thị trường chứng khoán cũng kiếm được một ít tiền. Tuy rằng không nhiều, chỉ là hơn 1 triệu, dù sao cũng là món tiền không ngờ đến. Lúc ngừng tay, tốt xấu cũng kiếm được một căn nhà ở. Nhưng bản lĩnh của con người chỉ có hạn, may rủi cũng có số. Lòng tham của con người là vô đáy, cũng là vô cùng, vừa được voi lại đòi tiên, 1 triệu thì làm sao mà đủ dùng. Có 10 triệu tiền vốn, đều muốn kiếm 100 triệu. Kết quả ở thị trường chứng khoán chập chờn như hiện nay, giấc mộng phát tài kết hợp đầu tư chứng khoán của nữ kế toán và nam phó tổng giám đốc đã hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Nhìn thấy sự việc sắp vỡ lở, nam phó tổng giám đốc quyết định bán đứng nữ kế toán đó, xoay chuyển tình thế chạy thoát thân, không biết y đã đi tới nơi đất khách quê người nào rồi. Nữ kế toán đã bị sa lưới rồi. Sa lưới thì sa lưới rồi, ở đâu lại không có chuyện nhỏ phát sinh như kế toán tham ô công quỹ đầu tư cổ phiếu phải bồi thường. Nhưng vấn đề là, sau khi nữ kế toán sa lưới, nói hết ra tin tức nội bộ bên trong của công ty, sau khi bị công bố ra, liền ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch lên sàn. Bởi vậy xảy ra hàng loạt phản ứng, ví dụ như làm báo cáo giả, báo cáo thành tích không đúng, hay như vì muốn lên sàn mà làm hóa đơn giả hóa đơn khống. V.V. trực tiếp đem tin tức bên trong việc lên sàn của ngũ đóa kim hoa phơi bày trước thiên hạ. Một hòn đá cũng tạo ra hàng ngàn tầng sóng. Thực ra mà nói, dựa theo những cách thức khống chế bình thường, lời của nữ kế toán không thể truyền ra bên ngoài, nhưng lại vẫn truyền ra ngoài như vậy. Vượt qua tất cả các trạm kiểm soát đã được phong tỏa nghiêm ngặt của tỉnh Tề, bay tới Bắc Kinh, bay đi toàn quốc. Bay tới tai của giới tin tức truyền thông vốn thích khai thác tốt nhất những tin tức nội bộ. Nguyên nhân trong đó, không cần nói cũng biết, ai cũng đều biết có người cố ý lan truyền tin tức. Hai sự việc trên gần như cùng một lúc truyền bá đi, không thể không khâm phục dã tâm và cách bố trí lâu dài của nhân vật đứng sau giật dây. Thật đúng là diệu chiêu liên tiếp, Hạ Tưởng cũng thầm khâm phục thủ đoạn của con người hư hư ảo ảo này. Ngay từ đầu nghĩ tới hai sự việc công trình xe khách năng lượng mới và ngũ đóa kim hương bị người chỉ trích là chiêu thật. Sau đó Hội đồng Nhân dân mời mọi người tới dự họp, dường như là chiêu đón gió. Nhưng cuối cùng, mũi nhọn đầu tiên lại quay về trên người Tôn Tập Dân, sau đó lại thêm sự việc hai công trình đang làm mưa làm gió, làm thành một thực chiêu thực sự rất có tính công kích. Quả thật khiến cho người ta hoa mắt, tuyệt chiêu hỗn loạn. Đến lúc này, Hạ Tưởng đã kết luận đầy đủ, động cơ của Tần Khản đã thấy, mục đích cuối cùng của y vẫn là muốn ép Tôn Tập Dân vào đường cùng. Bởi vì Tôn Tập Dân không giống với chủ tịch tỉnh khác, bản thân y luôn có tiếng xấu. Một chủ tịch tỉnh mang tiếng xấu, bản thân khi có chuyện gì, rất dễ dàng bị truyền thông chỉ trích, bị quần chúng hiểu lầm, bị Trung ương không thích. Bởi vì Trung ương không thích một chủ tịch tỉnh nơi đâu cũng gặp chuyện không may, càng không thích một chủ tịch tỉnh đi đâu cũng bị người khác chú ý, huống chi điều thu hút đó là những ánh mắt phê bình. Lại tiến thêm một bước nữa, bí thư tỉnh ủy cũng không thích và một chủ tịch tỉnh thường bị người khác phê bình trong bộ máy của mình. Đối mặt với việc ngày mai Tôn Tập Dân sẽ nhận chất vấn trước của Hội đồng Nhân dân, sự việc tập trung bùng nổ. Mục đích muốn Tôn Tập Dân bị đưa lên bàn nướng của người đứng sau giật dây đã thể hiện rất rõ ràng. Nếu chỉ với hai sự việc bộc phát trên, đã có thể lộ rõ những thủ đoạn của Tần Khản, thì hai vụ tai nạn hầm mỏ vốn đã giải quyết ổn thỏa, cũng bỗng nhiên có tiếng tăm không tốt gì truyền đi. Người nhà của những người gặp nạn lại gây rối rồi.
Lý do gây rối rất đơn giản, chưa lấy được tiền bồi thường. Rốt cuộc là ở mắt xích nào đã xuất hiện vấn đề, bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng Hạ Tưởng thà rằng tin việc bồi thường tai nạn hầm mỏ chưa đến nơi đến chốn là vấn đề khó khăn phải gặp phải trong tất cả các vụ bồi thường, cùng với việc Tôn Tập Dân bị người ta chất vấn, chỉ là trùng hợp. Nhưng ngược lại hôm nay đột nhiên lại làm náo loạn lên thành tin tức sự kiện, thì chắc chắn là do có người gây ra rồi. Mà một sự kiện sau cùng, rốt cuộc cũng khiến Hạ Tưởng ung dung bình thản đối với tâm kế của Tần Khản, bỗng nhiên phẫn nộ không hiểu được. Dịch bệnh ở Phẩm Đô, đột nhiên có xu hướng lan rộng. Mà lúc này, Lý Đình Sơn và Lý Vinh Thăng mới đến Phẩm Đô, đang ở kỳ bàn giao công tác cuối cùng. Khi Lý Đình Sơn vừa mới lên chức, tình hình dịch bệnh đột nhiên lan rộng, là lời cảnh tỉnh đầu tiên trên con đường làm bí thư thành ủy Phẩm Đô của Lý Đình Sơn. Vấn đề xe khách năng lượng mới và ngũ đoá kim hương, là vấn đề tồn tại khách quan, bị vạch trần ra, cũng xem như hiện rõ sự thật, Hạ Tưởng không có lời nào để nói. Bồi thường tai nạn hầm mỏ có chỗ chưa hợp lý, bị người giật dây, Hạ Tưởng dựa trên lập trường ngay thẳng, có thái độ tán thành, hắn cũng căm ghét lòng dạ hiểm độc của chủ công ty mỏ. Nhưng vấn đề dịch bệnh, có thể khống chế thì khống chế, nói lan rộng liền lan rộng. Nếu nguyên nhân là không có người đứng phía sau, quỷ cũng không thể tin. Hạ Tưởng cười nhạt, năm vấn đề, bốn vấn đề trước Tần Khản lại làm ầm ĩ lên, cũng coi như đứng trên lập trường vì nhân dân mà cứu giúp, y có thể ở vị trí trung lập. Nhưng một việc sau cùng, lấy tính mạng của dân chúng làm trò cười, dùng chính trị làm lợi thế, thì quá vô liêm sỉ không có tình người. Hạ Tưởng nhất định trừng phạt y. Nếu nói những vấn đề chất vấn của Hội đồng Nhân dân chĩa mũi nhọn với Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng ra tay giúp đỡ, là vì duy trì đại cục yên ổn của tỉnh Tề, là xử lý sự việc chứ không phải là xử lý với con người. Nhưng trong tình hình dịch bệnh ở Phẩm Đô, hắn cũng muốn chủ động ra tay. Không rõ từ trước tới giờ, âm thầm ra tay, đúng là đúng người đúng việc. Nếu để hắn thẩm tra tình hình dịch bệnh, sau lưng lại có bàn tay của Tần Khản dính vào, vậy thì xin lỗi, hắn không lật đổ Tần Khản, thì hắn cũng tuyệt không lùi bước. Buổi chiều sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Ở Tụ Huyền Sơn Trang cũng không biết được ông chủ Tụ Huyền Sơn Trang vì sao lại lấy cái tên kỳ quái như vậy trong một căn phòng. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí đầu tiên, xung quanh có 4-5 người ngồi, có Tiên Ngũ, Nguyên Minh Lượng, Nga Ni Trần, còn có Ôn Tử Hoản, Ngô Thiên Thiếu. Hiện giờ nhóm người này hầu như đều đã trở thành những người tham mưu của Hạ Tưởng. Trên cơ bản những trường hợp quan trọng đều có họ xuất hiện. Hôm nay gặp gỡ, xem như gặp mặt định kỳ một lần, không có chủ đề quá quan trọng, là tình cảm qua lại. Ngoài ra, Hạ Tưởng cũng có chỉ thị tinh thần quan trọng. Tiêu Ngũ, ngay trong đêm nay cậu đi xem xét tình hình ở Phẩm Đô một chuyến, âm thầm bắt tay điều tra một chút nơi phát ra nguồn bệnh. Có người nói, dịch bệnh ở Phẩm Đô là do có thế lực bên ngoài thêm dầu vào lửa, thử điều tra xem có phải sự việc thật sự như vậy không. Hạ Tưởng liếc nhìn mọi người, những người đang ngồi đều là nòng cốt tín nhiệm đáng giá, không cần phải giấu giếm nhiều. Ôn Tử Ban liền nói chen vào. Phó Bí Thư Hạ, thực chất mối quan hệ giữa Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Phẩm Đô Diệp Hiểu Đồng và tôi cũng tốt, nếu Tiêu Ngũ có chỗ nào cần ủy ban ra mặt, có thể tìm cô ta. Ôn Tử Ban nghĩ rất chu đáo. Cấp bậc của Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy kể ra cao cũng không cao, thấp cũng không thấp, ra mặt ứng đối cũng hợp lý. So sánh ra, nếu chẳng may Tiêu Ngũ có việc cần ủy ban ra mặt, Lý Đình Sơn ra mặt thì không thích hợp. Hạ Tưởng gật đầu tán thành. Tử Ban đề xuất rất đúng, Tiêu Ngũ gặp Tử Tuyền đi. Nguyên Minh Lượng cũng không biết có tính toán gì không, có lẽ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, chủ động đề xuất. Phó Bí Thư Hạ, tôi gần đây có chút thời gian rỗi, muốn cùng Tiêu Ngũ đi đến Phẩm Đô một chuyến. Khi Tiêu Ngũ hoàn thành nhiệm vụ của Phó Bí Thư Hạ, tôi có thể thử tranh thủ, tiện thể khảo sát thị trường ở Phẩm Đô một chút. Nguyên Minh Lượng nói nghe rất hay. Thực sự chủ ý của y vẫn là mượn khía cạnh bình dân và khía cạnh quan trường, cùng khảo sát thị trường, có thể đưa ra kết luận càng chính xác. Tiêu Ngũ đi lần này, đúng là công tư trọn vẹn đôi đường, y đi cùng với bạn đồng hành, nhất định cực kỳ thuận lợi. Hạ Tưởng ngược lại cũng không phản đối. Không thành vấn đề, chỉ là phải đi ngay trong đêm nay. Tôi đi đêm cũng đi được nhiều, không vấn đề gì. Đừng thấy Nguyên Minh Lượng hiện tại đã có nhiều tóc bạc. Cơ thể thật sự rất khỏe mạnh. Mái tóc bạc của y cũng không phải là vì nguyên do của tuổi 70, mà là do lo nghĩ quá nhiều gây ra.
Nguyên Minh Lượng một lần hành động bất ngờ, nhưng quả thực cũng giúp Tiêu Ngũ không ít. Mà cuộc hành trình đến Phẩm Đô của Tiêu Ngũ, cũng chọc giận Tần Khản, khiến Tần Khản đang đối đầu với Tôn Tập Dân, lại đồng thời mở ra cuộc chiến lần thứ hai, cùng Hạ Tưởng tiến hành một cuộc đọ sức trực tiếp cực kỳ cân sức. Mà Hạ Tưởng chuyển từ đứng ở phía sau thành ra tay trực diện, trực tiếp thúc đẩy diễn biến lịch sử của tỉnh Tề. Sau khi gặp gỡ, Tiêu Ngũ và Nguyên Minh Lượng liền lên xe đi, lặng yên tiến thẳng Phẩm Đô. Người cùng đồng hành với Tiêu Ngũ, ngoại trừ Nguyên Minh Lượng ra, còn có mấy tên đàn em theo sau. Nguyên Minh Lượng tuy rằng bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng tốt xấu cũng là nhân vật lớn, bên người cũng có lái xe và trợ lý, đồng thời lái xe cũng kiêm chức vệ sĩ. Tiêu Ngũ một bọn 6 người, ở bên trong bóng đêm, nhanh chóng mà quyết đoán rời khỏi thành phố Lỗ. Đây là lần đầu tiên ra tay sau vài năm yên lặng, Tiêu Ngũ lòng tràn đầy kích động, và tràn đầy mong đợi, cho rằng lần này Phẩm Đô, là một lần không có nhiều khó khăn, bởi vì theo anh ta thấy, so với năm đó so chiêu cùng Nga Ni Trần, đánh nhau cùng Ngưu Lâm Quảng, bệnh dịch ở Phẩm Đô, chẳng qua chỉ là một sự việc nhỏ không lớn lao. Nhưng điều khiến Tiêu Ngũ không chuẩn bị kịp chính là, cái việc nhỏ mà anh ta vẫn đinh ninh kia, thiếu chút nữa đã làm cho anh ta lật thuyền. Mà cùng lúc nhóm người của Tiêu Ngũ tách khỏi thành phố Lỗ, Tần Khản cũng đang bận rộn khẩn trương một cái gì đó. Đầu tiên y gọi mấy cuộc điện thoại, và liên lạc bên phía Bắc Kinh, và liên lạc các nơi ở tỉnh Tề, thậm chí cũng có liên lạc với Hà Giang Hải một lần. Nhưng mà so với mấy cuộc điện thoại trước, cuộc trò chuyện với Hà Giang Hải trước đó, rõ ràng vô cùng không hợp lòng người, bởi vì tâm trạng tốt của Tần Khản đã bị Hà Giang Hải quét sạch rồi. Nhưng trái lại làm y có một chút hối hận đã cùng Hà Giang Hải nói chuyện. Tuy rằng tạm thời Lục Gia Thành nhàn rỗi ở nhà, nhưng vì Hà Giang Hải người lùi tâm không lùi, người nhàn tâm không nhàn, vẫn tỉ mỉ chú ý tình thế phát triển, cũng vẫn luôn điều khiển được sự vụ của Cục Công an thành phố, dù sao tỉnh ủy vẫn chưa có chính thức quyết định cắt chức y, hơn nữa căn cứ vào tình tiết của y thì thấy, cũng không có khả năng cắt chức. Nói đi phải nói lại, sự kiện con gái ngoài giá thú không nghiêm trọng lắm. Vấn đề nghiêm trọng chính là giấu giếm tuổi tác, nhưng tỉnh ủy dường như không xem đó là vấn đề, mấu chốt là có một vấn đề Hội đồng Nhân dân đã đem Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân nhốt lại. Nhưng Lục Gia Thành cũng không lạc quan cho lắm, y suy nghĩ, chỉ sợ cuối cùng y sẽ bị chuyển chức vụ Cục trưởng Công an, cũng sắp chính thức về hưu rồi. Nhưng dưới sự nhàn rỗi đó, vẫn còn có thể phát huy một chút sức lực còn lại, nếu chẳng may mọi chuyện không thành, nói không chừng y còn có thể lên chức nữa cũng không biết chừng. Dựa vào suy nghĩ ở trên, bố cục tiếp theo của Tần thế nào, Lục Gia Thành vẫn ủng hộ gã như cũ. Đối với sự sống chết của Chu Huệ, Lục Gia Thành và Tần Khảm đều hoàn toàn tán thành, trong tình huống hiện tại Chu Hồng Cơ không còn là mục tiêu chủ yếu, Chu Huệ đã thành một tên bỏ đi, y tự cầu phúc cho mình là được rồi. Chu Huệ đáng thương, cuối cùng cũng phải làm vật hy sinh. Trên cơ bản sau khi sắp xếp mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa, Tần Khảm thấy trời đã tối. Nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, càng không có ý định muốn ngủ, suy nghĩ một chút, vẫn cho rằng tìm một người phụ nữ đến giãn gân cốt thì không còn gì tốt hơn, liền lại gọi điện thoại ra bên ngoài. Sau một lát, điện thoại gọi đến với giọng điệu bất mãn. Anh còn nhớ em à? Trước thì dùng người, sau đó thì bỏ lại không dùng, nhưng em đã từng nghe qua tâm cơ của Phó Chủ tịch tỉnh Tần rồi. Gần thì càn rỡ, xa thì lại oán hận, ít bực mình đi. Về sau không thể thiếu lợi ích dành cho em đâu. Dường như giọng điệu của Tần Khảm nghiêm túc, kỳ thật ánh mắt trong lúc đó, vẫn là toát ra vẻ mặt bình thường của đàn ông nắm chắc phụ nữ. Được rồi, đừng có khoe khoang mắng người, không phải đã bớt một câu trước sao chỉ có điều là phụ nữ và kẻ tiểu nhân cũng khó mà dạy dỗ. Em là người phụ nữ, là một người phụ nữ có những nhu cầu bình thường, không phải là anh muốn dùng thì gọi đến, không dùng như cái khăn mà ném. Giờ anh qua. Còn có một món quà tặng cho em. Nếu khiến Hạ Tưởng nhìn đến vẻ mặt hiện tại của Tần Khản, khẳng định sẽ cảm thán Phó Chủ tịch tỉnh Tần thâm hiểm giả dối cũng có một vẻ mặt dịu dàng. Tuy nhiên nếu cho hắn biết phụ nữ mà Tần Khản gọi điện là ai, hắn sẽ cảm kích hàng nghìn hàng chục nghìn lần, thế giới thật đúng là nhiều màu sắc rực rỡ, làm cho người ta không tưởng tượng được. Đúng vậy, người phụ nữ đó là Dương Ngân Hoa. Đương nhiên Hạ Tưởng không đoán được Tần Khản và Dương Ngân Hoa còn có qua lại. Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, trên đường về nhà, lại xảy ra một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, xe của hắn thiếu chút nữa là bị người khác tông phải trên đường. Kỳ thật sự việc cũng hoàn toàn bởi vì trận đua xe. Ở trên đường Kinh Thập,
Khi xe của Hạ Tưởng chạy bình thường, phía trước là một chiếc ô tô chạy ở giữa đường, không những chạy rất chậm, còn không nhường đường, ngay tại giữa chậm chậm mà chạy, dường như đang tản bộ giữa quốc lộ. Lái xe của Hạ Tưởng bởi vì chịu ảnh hưởng của Hạ Tưởng, lái xe khá văn minh, trước giờ chưa bao giờ đua xe tranh hơn thua, cũng không dựa vào tên tuổi của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diễu Võ Dương Oai, đấu đá lung tung, có thể nói, xe chuyên dụng của Hạ Tưởng đều không có biên bản ghi lại vi phạm luật, tuyệt đối là tấm gương của tất cả xe chuyên dụng lãnh đạo trong tỉnh ủy đều. Đối phương không nhường thì thôi vậy, tài xế liền quẹo qua bên trái, vừa mới đèn chuyển hướng, hay thiệt, phía bên kia liền cố ý chuyển quẹo trái. Vậy quẹo sang bên phải càng tốt. Không ngờ chuyển hướng quẹo phải, bánh xe của đối phương lại quay nhanh chóng, rõ ràng là bắt nạt người khác, nói gì cũng không nhường đường cho qua. Tài xế liền nổi nóng, thấy qua kẻ hống hách, chưa thấy qua ai ngang ngược như vậy, bộ cho là đường kinh thập này do nhà anh mở ra hả? Hạ Tưởng không lên tiếng, Ngô Thiên Tiếu lại lên tiếng. Vượt qua nó. Cũng phải, toàn bộ tỉnh Tề, dám chặn xe chuyên dụng của Hạ Tưởng chỉ có 2 chiếc, ngoại trừ Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân ra, ai cũng đừng hòng tỏ uy phong trước mặt Phó Bí Thư Hạ. Tuy rằng xe phía trước cấp bậc khá cao, nhưng là biển số thông thường, dám ngán đường xe của Phó Bí Thư Tỉnh ủy, đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngô Thiên Tiếu vừa nói, tài xế đợi một lát, thấy Phó Bí Thư Hạ không có ý kiến phản đối, chính là mặc nhận, dưới chân rổ ga, muốn vượt qua. Không ngờ còn chưa có quay bánh lái, đột nhiên xe trước liền bất chợt đạp thắng dừng lại, thiếu chút nữa khiến tài xế xử lý không kịp, kinh hãi một phen toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, cũng vội vàng cùng lúc dừng lại, lại rẽ về bên phải đi tiếp, mới vừa tính không đụng vào đuôi xe, nhưng lập tức đã tông vào lề đường. Hạ Tưởng rốt cuộc cũng tức giận, hắn cũng không phải là ông lão 50-60 tuổi gì mà không nóng tính, liền chỉ thẳng vào xe. Đuổi theo xe dừng phía trước. Người tài xế sớm đã một bụng tức, có Phó Bí Thư Hạ đích thân ra lệnh, liền dốc hết sức lực, sau khi chân ga nổ vang một tiếng, liền nhanh chóng đuổi theo chiếc xe phía trước. Chiếc xe trước sau khi trêu ghẹo, cũng không vội vàng mà chạy trốn, không chút lo lắng mà còn lạn lách ở giữa đường, khi thấy chiếc xe sau đuổi theo, lại muốn tiếp tục thắng gấp, lúc này đây tài xế sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đảo bánh lái và vượt qua từ phía bên phải, ép xe của đối phương dừng ở giữa đường. Ngô Thiên Tiếu xin ý kiến của Hạ Tưởng. Tôi xuống giải quyết một chút. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Dừng lại đúng lúc là được. Ngô Thiên Tiếu cùng tài xế xuống xe, hai người người trước người sau đi đến phía trước và phía sau xe, còn chưa đi đến chỗ cửa xe, thì cửa xe đột nhiên mở ra, từ trên xe một người bước xuống, không nói hai lời vừa mở miệng liền chửi ầm lên. Mẹ mày ăn no không có gì làm, chặn xe của tao làm cái gì? Mày có tin bố đây xử mày hay không? Đúng lúc này Ngô Thiên Tiếu trước đây khi lăn lộn ở đời, cũng là mở miệng là bố đây, sau đó liền sửa đổi, anh ra hận nhất người khác tự xưng là bố, tuy rằng anh ta không phải xuất thân từ chuyên ngành quân đội, nhưng có rất nhiều người không biết chính là, năm đó ở trung học thậm chí là đại học, đều tay đánh giỏi. Đối phương vừa lên giọng đã mắng chửi người, Ngô Thiên Tiếu giấu đi cơn tức giận, cũng là không nói lời nào, liền tiến về phía đối phương cho y một quyền. Mày mới là vô lại. Cái miệng không sạch sẽ, rửa miệng đi rồi nói chuyện tiếp. Đối phương thình lình bị đánh một quyền, máu mũi lập tức tràn lan, giận dữ, giơ chân liền đá Ngô Thiên Tiếu. Dám đánh bố mày, hôm nay tao không thể không cho mày biết tay được. Thật đúng là một người ngang tàng. Cách ăn mặc của đối phương xem ra cũng không tệ, tuổi thì cũng hơn 30 tuổi rồi, chẳng qua là vẻ mặt dữ tợn, hung ác, có lẽ nguyên do là do uống rượu, ánh sáng đèn đường chiếu xuống. Nhìn lướt qua, thật đúng là có phần dọa người. Nói chung, trong mắt dân chúng, thư ký đều là nhân vật nho nhã lịch sự, đeo mắt kính, cầm túi hồ sơ, tay trói gà không chặt, nhưng Ngô Thiên Tiếu lại không giống vậy, anh ta đúng là thư ký, nhưng lại không phải loại hình nho nhã, mặc dù công việc của anh ta không phải dùng đến cơ bắp, nhưng cũng là một người đàn ông có sức lực. Ngô Thiên Tiếu có một sức lực dồi dào, cho nên sự việc tiếp theo, không chỉ khiến tài xế chuẩn bị đánh nhau giật nảy người. Đến Hạ Tưởng ở bên trong xe, cũng giật mình không nhỏ. Đối phương nhấc chân tung cước, chân dưới lại lắc lư, đứng còn không vững, còn muốn hại người, Ngô Thiên Tiếu sẽ không cho y cơ hội, không tránh mà tiến về phía trước, lập tức tới gần trước mặt đối phương, thuận thế liền ôm lấy chân đang đá ra của đối phương, sau đó xoay người ôm lấy eo đối phương, chỉ nghe Ngô Thiên Tiếu kêu lên một tiếng, hắc, đột nhiên đem đối phương quăng ra chính giữa đường.
Đối phương tốt xấu gì cũng nặng 75 hay 80 kg, bị Ngô Thiên Tiếu ôm lên rồi ném, bay xa tới mấy mét, liền lăn lộn ngã trên mặt đất, thế đó còn không thể dừng lại được trên mặt đất, lại đánh vài cú lộn mèo mới dừng lại, lúc ấy mặt mũi bầm dập, vẻ mặt dữ tợn liền biến thành cái mặt đầu heo. Nhưng Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Ngô Thiên Tiếu mạnh mẽ như thế, còn không ngờ tới Ngô Thiên Tiếu có sức lực khỏe như vậy. Sau khi Ngô Thiên Tiếu đã đánh ngã người xong, cũng không định bỏ chạy, bởi vì anh ta chú ý trên xe còn có người. Quả nhiên, trên xe lại bước xuống một người, rõ ràng gã là cùng loại nhân vật thư ký, dưới cánh kẹp theo túi hồ sơ nhỏ, mắt đeo mắt kiếng, hổn hển đi tới trước mặt Ngô Thiên Tiếu quát lớn. Anh là kẻ côn đồ, làm sao có thể đánh người trên đường như thế này? Lời nói chuyện giống như là diễn hí kịch, Ngô Thiên Tiếu không thấy rõ mặt của đối phương, thì đã nghe ra y là ai, đúng là thư ký hí kịch nổi danh Tỉnh Tề Hề Mễ. Hề Mễ yêu thích kinh kịch, đã từ rất lâu, nói chuyện cũng mang theo giọng điệu kinh kịch, còn được xưng là hí mễ. Nhưng bởi vì y là thư ký của lãnh đạo tỉnh, nên có người xưng y là thư ký hí kịch, sau đơn giản lại kêu y là thư ký kinh kịch. Ngô Thiên Tiếu còn chưa kịp chào hỏi thư ký kinh kịch, người ngã ra trên mặt đất liền đứng dậy, trong tay còn cầm vật gì đó, nhắm thẳng mặt y lao tới. Tài xế đi cùng với Ngô Thiên Tiếu rốt cuộc đã ra tay, tung ra một cước, trúng ngay giữa ngực, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, tên hung hăng đến nhanh, chút cũng mau, một cú ngã lăn mình trên mặt đất, hiển nhiên dễ dàng nhận thấy xương sườn đã bị gãy. Ngô Thiên Tiếu vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi. Phó Bí Thư Hạ vẫn còn chưa ra mặt điều đình vấn đề của Chủ tịch tỉnh và Hội đồng Nhân dân, thì đã gây thù kết oán với Phó Chủ tịch Trình. Cửa sổ phía sau ô tô mở ra, lộ ra gương mặt lãnh lẽo và tức giận, y hướng về Ngô Thiên Tiếu cười một cách lạnh lùng. Thư ký Ngô, được, có thể đi đóng phim võ đấy. Lại nhìn phía xa xa. Mời Phó Bí Thư Hạ lên xe của tôi trò chuyện. Đã đánh người, dù sao cũng phải đem thái độ ra giao phó mới được. Tài xế của tôi, không phải ai cũng có thể đánh. Tiếng Trình Tại Thuận trong đêm thu, thật có chút âm u lạnh lẽo, y như vẻ mặt u ám âm tình bất định của y. Có lẽ Hạ Tưởng cũng không biết rõ mối quan hệ của Trình Tại Thuận, Ngô Thiên Tiếu thân là người địa phương, tất nhiên trong lòng biết rõ, Trình Tại Thuận là một mẫu người lợi hại, đó là một người thành công luôn vô cùng thuận lợi cả hai con đường quan thương, năm đó ở Tỉnh Tề cũng đã hiển hách một thời. Ngay đến bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đương nhiệm, sau khi mới đến đảm nhiệm, cũng đều đến nhà y để thăm hỏi, nếu không công việc ở Tỉnh Tề sẽ rất khó phát triển. Sau khi Khâu Nhân Lễ và Tôn Lập Dân nhậm chức, tuy không có tự mình đến nhà thăm hỏi, cũng đều đến Hội đồng Nhân dân lấy tư cách thân phận cá nhân để cùng Trình Tại Thuận đàm phán. Trình Tại Thuận chẳng những đã khống chế chặt chẽ Hội đồng Nhân dân, đến cả đa số cán bộ lãnh đạo lão thành mặt trận Tổ quốc cũng đều từng là đồng nghiệp và cấp dưới của y. Hơn nữa khi y đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy đã đích thân đề bạt người thân tín ở các thành phố trong tỉnh, nói Trình Tại Thuận ở Tỉnh Tề có uy tín nhất ngôn cửu đỉnh cũng không ngoa. Thậm chí có người nói, xem biểu hiện bề ngoài, Hà Giang Hải là nhân vật lãnh đạo thế lực địa phương Tỉnh Tề, Trình Tại Thuận mới chính là người dẫn đầu đích thực của thế lực địa phương. Bởi vì Hà Giang Hải chỉ nắm giữ lực lượng ngoài mặt, mà thế lực địa phương Tỉnh Tề thực sự giấu ở mặt sau, mới là thế lực khổng lồ mạnh mẽ nhất. Nên nói, lời nói trên có nguyên tắc nhất định, từ mấy lần thế lực địa phương Tỉnh Tề tấn công tỉnh ủy, gây ra nên sự tình đều có thể cho ra kết quả, đều không phải là Hà Giang Hải một tay tạo ra, tức là nói Hà Giang Hải cũng không thể khống chế thế cục. Đối mặt với lời mời uy hiếp của Trình Tại Thuận, Ngô Thiên Tiếu không tự chủ được bản thân dùng mình một cái, cũng không biết là cảnh đêm quá lạnh hay là nguyên do bị Trình Tại Thuận làm sợ, dù sao anh ta cảm thấy thân trên một trận rét run. Đừng nói là anh ta. Đến tài xế của Hạ Tưởng khi nhìn thấy người trong xe là ai, cũng thoáng chút ngây ngẩn cả người. Thật sự chỉ cần là người Tỉnh Tề biết được lai lịch của Trình Tại Thuận, đều vô điều kiện đối với Trình Tại Thuận mà sợ hãi ba phần, bởi vì uy danh Trình Tại Thuận quá lớn. Hóa ra là Phó Chủ tịch Trình, đúng là nước lớn ập vào miếu Long Vương. Ngô Thiên Tiếu vội tỏ vẻ tươi cười, muốn giải thích vài câu, không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Trình Tại Thuận xua tay ngắt lời. Thiên Tiếu, năm đó thời điểm tôi ở tỉnh ủy, cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, ở trước mặt tôi, không đến lượt cậu nói chuyện Trình Tại Thuận vô cùng đắc chí. Giờ cậu mời Phó Bí Thư Hạ lại đây, hay là tôi tự mình đi mời? Trình Tại Thuận cũng là cấp phó tỉnh, và cùng cấp với Hạ Tưởng,
nhưng Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy, dựa theo nguyên tắc tất cả vì lãnh đạo đảng, đương nhiên Hạ Tưởng xếp hạng cao hơn Trình Tại Thuận. Nhưng Trình Tại Thuận là đồng chí lão thành, căn cứ truyền thống ưu tú kính dạ yêu trẻ, Hạ Tưởng chủ động lên xe của Trình Tại Thuận, cũng tạm chấp nhận được. Chẳng qua lời nói của Trình Tại Thuận nghe không được hay lắm, chẳng những có ý uy hiếp, hơn nữa rõ ràng trong mắt không xem Hạ Tưởng ra gì, dường như chính là muốn một phen gây khó dễ với Hạ Tưởng. Thân là thư ký của Hạ Tưởng, Ngô Thiên Tiếu tất nhiên phải giữ gìn quyền uy của Hạ Tưởng, nhưng hình tượng Trình Tại Thuận trong mắt anh ta lại quá cao lớn và bị núi cao ngăn cản, cho nên nhất thời anh ta khó xử, bây giờ không biết làm cái gì. Bỗng nhiên nghe được giọng nói phía sau vang tới. Thiên Tiếu, Phó Chủ tịch Trình ở đây, sao anh không khẩn trương nói một tiếng, may là tôi trẻ tuổi mắt sáng, nhận ra được Phó Chủ tịch Trình, nếu không vẫn còn ngồi trong xe không biết đã xảy ra cái gì. Khiến Phó Chủ tịch Trình phải đợi lâu thật là không tốt, thì có vẻ không tôn trọng Phó Chủ tịch Trình. Lời nói của Hạ Tưởng, có hai ý nghĩa, mắt sáng ám chỉ hắn còn trẻ, ý là Trình Tại Thuận đã già rồi, muốn đưa ra thái độ của ông lão, đừng có hơi một tí thì nổi nóng với thanh niên, nóng giận thì hại thân. Hai là trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói rõ, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nói cho đúng là Ngô Thiên Thiếu và lái xe đánh người, hắn không hề thấy. Ánh mắt Trình Tại Thuận chớp động, thầm nghĩ hay cho một phó bí thư Hạ Tưởng, đừng xem còn trẻ, nói chuyện thật là chặt chẽ, vừa lên thì đã bịt miệng của y, rõ ràng là không muốn giải thích việc đánh người. Trình Tại Thuận còn chưa mở lời, lại thấy Hạ Tưởng làm ra một hành động khiến y rất kinh ngạc lại không thể không bội phục, Hạ Tưởng lấy điện thoại ra, gọi rồi, nói là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mới cảnh sát, tức tốc đến hiện trường cứu người. Hai sự việc chẳng những thể hiện Hạ Tưởng rất bình tĩnh ứng đối, cũng khiến Trình Tại Thuận có trực quan và càng nhận thức rõ hơn đối với Hạ Tưởng. Đây là người khó đối phó, mọi chuyện luôn nghĩ toàn diện, hơn nữa thích đoạt trước tiên cơ. Trước kia Trình Tại Thuận và Hạ Tưởng cũng đã từng gặp mặt, nhưng không quen, cũng phải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân và Phó Bí thư tỉnh ủy dường như không có việc gì cùng xuất hiện, y và Hạ Tưởng lại không có quan hệ cá nhân, chẳng qua chỉ quen sơ sơ. Đương nhiên Trình Tại Thuận cũng không biết. Hạ Tưởng đang chuẩn bị cùng y kết giao, bởi vì tuy rằng y cũng có nghe thấy, nghe nói Hạ Tưởng muốn nhúng tay vào chuyện Hội đồng Nhân dân chất vấn Tôn Tập Dân, nhưng trong lòng không có hướng đi, một phó bí thư tỉnh ủy, lại là một người trẻ tuổi không thể chấn giữ được hiện trường, trước mặt các đồng chí lão thành Hội đồng Nhân dân, chỉ là thế hệ con cháu không hơn không kém, còn muốn làm thế ư. Phó bí thư tỉnh ủy ở tỉnh ủy quyền lực không nhỏ, có thể thăng chức cho không ít cán bộ chức nhỏ nịnh hót, nhưng ở Hội đồng Nhân dân. Ha ha, với ánh mắt của Trình Tại Thuận mà xem, các đồng chí lão thành ở Hội đồng Nhân dân khi gặp mặt Hạ Tưởng, vui vẻ cùng hắn nói vài câu khách sáo, chính là việc cung kính lớn nhất đối với hắn. Nếu không vui, quay đầu bước đi, một chút thể diện cũng không cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có thể làm được gì? Không thể làm gì cả. Hơn nữa Trình Thuận Tại đúng là đã chiếm giữ tỉnh Tề nhiều năm, tự nhận so với con đường của Hà Giang Hải ngày càng vững chắc ổn định, sự việc hôm nay. Tuy là bên mình sai trước, nhưng thư ký của Hạ Tưởng và tài xế xuống tay quá nặng, không thể cho qua. Bỏ qua như thế, thì sĩ diện của y hoàn toàn mất sạch. Phó bí thư Hạ, đứng ở giữa đường nói chuyện không được thuận tiện, đến đây, lên xe. Trình Tại Thuận hết sức tự cao, cũng không xuống xe, thậm chí không mở cửa, mời Hạ Tưởng lên xe. Chính là nói, nếu như Hạ Tưởng lên xe, tương đương đã thua một chiêu ở trước mặt y, ít đã thất bại trên khí thế. Mấy người, mấy ánh mắt, đều hướng về Hạ Tưởng, muốn xem Hạ Tưởng đối phó như thế nào. Hạ Tưởng không khiến mọi người đợi lâu, khẽ mỉm cười, mở cửa xe liền lên xe, tuy nhiên không phải ngồi phía sau, cũng không phải là chỗ lái phụ, mà là ngồi ở vị trí điều khiển xe. Tài xế của Phó Chủ tịch Trình không cẩn thận té bị thương, tôi thay Phó Chủ tịch Trình lái xe. Hạ Tưởng cười rất nhẹ nhàng. Dường như không hề có cảm giác là một phó bí thư tỉnh ủy đang tự hạ thân phận lái xe cho phó chủ tịch. Trình Tại Thuận vẫn chưa kịp nói chuyện, Hạ Tưởng đã khởi động ô tô, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trình Tại Thuận cũng không lo lắng, còn chút gật gù đồng ý, tuy rằng lời của Hạ Tưởng vừa mới nói ra cũng không thừa nhận Ngô Thiên Tiếu đánh tài xế của y, còn có ý chơi xấu, nhưng cách làm hắn tự mình lái xe, chẳng khác là cúi đầu nhận thua. Trong lòng hiện lên một chút đắc ý. Trình Tại Thuận ngồi sau rất là thoải mái, bởi vì cơn giận lái xe bị đánh đã quét sạch, hưởng thụ vinh quang được phó bí thư tỉnh ủy lái xe, đúng thật là một cảnh hiếm có.
về sau nói với người khác, biết rằng Hạ Tưởng làm lái xe cho y, lại ức hiếp được Khâu Nhân Lễ vô kế khả thi, áp bách Tôn Dân Lập đến đường cùng, toàn bộ tỉnh Tề, còn không nằm dưới chân y sao? Đều nói là thủ đoạn của Hạ Tưởng rất cao siêu, mọi việc ở tỉnh Tề đều thuận lợi, ai cũng không làm gì được hắn, hôm nay vừa gặp mặt, danh tiếng kia, kỳ thật không hề phù hợp. Cũng phải, Hạ Tưởng bị người khác tuyên truyền thật là thần kỳ, chủ yếu là y vẫn chưa gặp qua hắn. Ở trước mặt y, trên địa bàn tỉnh Tề này, ai cũng kính trọng y ba phần, nếu không, y cả đời lăn lộn tỉnh Tề, chẳng phải là uổng phí sao. Kỹ thuật lái xe của Hạ Tưởng rất quen thuộc, tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng sau khi vài lần quẹo cua, liền đi tới một chỗ yên lặng. Trình Tại Thuận hơi sợ hãi, hiện tại ở trên xe chỉ có y và Hạ Tưởng hai người, Hạ Tưởng muốn làm gì? Nghĩ lại thì lại cười thầm chính mình quá khẩn trương, chẳng lẽ Hạ Tưởng sẽ ỷ vào thân hình khỏe mạnh mà đánh y? Không có khả năng, Hạ Tưởng là người thông minh, sẽ không làm những việc không đâu ngược lại còn bị người khác nắm nhược điểm. Trình Tại Thuận liền hừ một tiếng, nói. Làm phiền Phó Bí Thư Hạ tự mình lái xe cho tôi, thật là ngại quá, vất vả rồi. Tuy rằng tỏ ra thái độ không phải cao tại thượng thượng chỉ tay năm ngón, nhưng cũng là thái độ bề trên tài trí hơn người. Hạ Tưởng lại cười phất tay. Phó Chủ tịch Trình khách khí, một chút việc nhỏ, chỉ là cái nhấc tay, hơn nữa bình thường tôi thường tự mình lái xe, thứ nhất là sức khỏe cho phép, thứ hai tôi cảm thấy tay lái trong tay tôi thì mới yên tâm. Hay thật, lại tới nữa, Trình Tại Thuận trong lòng không vui, cảm giác ưu việt vừa nảy bỗng biến mất, bởi vì Hạ Tưởng hiển nhiên đang mỉa mai tuổi của y quá lớn, hơn nữa còn là ám chỉ gì đó. Dường như Hạ Tưởng còn rất tự đắc, cho rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của chính mình. Hiện tại là buổi tối, đừng có mơ mộng hảo huyền. Trình Tại Thuận thản nhiên cười. Phó Bí Thư Hạ, chuyện vừa rồi anh cũng thấy đấy, anh nói xem, thư ký và tài xế của anh đánh người bên đường, có phải cần nói một tiếng không? Tôi ở tỉnh Tề cũng không ít năm, ở tỉnh Tề, ít nhất tôi cũng đã công tác qua 3-4 thành phố, cách làm người của tôi chính là giúp mọi người làm việc tốt. Vì mình làm điều thiện. Hạ Tưởng nghe ra Trình Tại Thuận sự uy hiếp thản nhiên trong lời nói, là nói y thân là người tỉnh Tề, lại cả đời công tác ở tỉnh Tề, y còn vô cùng khiêm tốn và khiêm nhường, huống chi Hạ Tưởng thân là người đến từ bên ngoài, dám ngang nhiên đánh người trên đường, không biết chân thành nhận lỗi sao được chứ. Nói thật, Hạ Tưởng đã nghĩ muốn cùng y gặp mặt nói chuyện, không ngờ tới, một trường hợp bất ngờ khiến lần đầu tiên gặp mặt rất là đường đột, cũng là ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn cũng không có ý trách cứ Ngô Thiên Tiếu, trái lại, còn muốn âm thầm khen ngợi một tiếng đánh hay lắm. Không chỉ là đánh người đáng đánh, gặp mặt sau khi đánh người, cũng thấy được rõ ràng. Vừa lúc lần đầu gặp mặt cũng là lúc thử, bởi vì xung đột chính là cách tốt nhất tìm ra điểm mấu chốt của đối phương. Hiện tại không phải là thời gian đi làm, lại là xung đột ngoài ý muốn, đối với sự việc ngoài giờ làm việc, mặc kệ là thư ký hay tài xế, tôi luôn luôn không hỏi đến. Phải cho bọn họ có không gian tự do. Hạ Tưởng lái xe, cũng không phải là thật sự cúi đầu với Trình Tại Thuận, hắn lại càng sẽ không bởi vì sự việc đánh người mà xin lỗi Trình Tại Thuận, hắn còn muốn Trình Tại Thuận làm ra vẻ nhượng bộ lớn nhất. Phó Chủ tịch Trình nhân lực trải khắp tỉnh Tề, tôi cũng biết, so sánh với nhau, môn sinh của Phan Bảo Hoa thì ít hơn nhiều. Hạ Tưởng dường như không chút để ý mà nói, Trình Tại Thuận đột nhiên biến sắc. Phan Bảo Hoa đã thất thế. Hạ Tưởng lấy Phan Bảo Hoa so sánh với y, là có dụng tâm gì? Chỗ vắng lặng mà Hạ Tưởng dừng xe là một bãi đậu xe sang trọng, lại dừng ở góc trong cùng, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bên trong xe gần như không có đèn, ai cũng không thấy rõ mặt ai. Lúc này, Trình Tại Thuận mới sâu sắc cảm nhận được dụng ý mà Hạ Tưởng chủ động lái xe, hóa ra là đưa y đến một nơi kín đáo, chiếm giữ ưu thế tức địa lợi cùng y đàm phán. Chẳng qua toàn bộ tỉnh Tề đều là căn cứ của y. Mặc kệ đi đến đâu, ưu thế địa lợi đều là địa lợi của y. Tuy nói như thế, Trình Tại Thuận chưa tới qua nơi này, bên ngoài tối đen như mực, yên tĩnh gần như không có tiếng động, khiến trong lòng y cảm thấy bất an, lại bởi vì y nhìn không rõ mặt Hạ Tưởng, lại hơi thiếu tự tin trong lòng. Y kỹ lại một loạt thủ đoạn vừa rồi của Hạ Tưởng, Trình Tại Thuận bây giờ thực sự có chút giống lời đồn, Hạ Tưởng thật sự không phải là một đối thủ dễ đối phó. Nhưng bất luận như thế nào, hiệp thứ nhất liền thỏa hiệp, huống chi y là cả đời ở tỉnh Tề, chưa từng sợ qua ai. Thủ đoạn tiểu xảo của Hạ Tưởng không làm gì được y, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, trong lòng của Trình Tại Thuận nghĩ,
y nhì không rõ vẻ mặt của Hạ Tưởng, thì Hạ Tưởng cũng chả thấy vẻ mặt của y, đều nói chuyện trong bóng đêm. Phó Bí Thư Hạ nói như thế là có ý gì? Thanh âm Trình Tại Thuận lạnh lùng thêm vài phần. Phan Bảo Hoa là người thế nào, có thể so sánh cùng tôi sao? Anh có gì thì nói thẳng, đừng trốn trốn tránh tránh, không có ý nghĩa. Phó Chủ tịch Trình, thực ra tôi muốn nói một câu, hiện tại cuộc sống lúc tuổi già của Bí Thư Hà rất yên bình hạnh phúc. Hạ Tưởng lật ra một quân bài cuối cùng. Ân ý là gì, Trình Tại Thuận đương nhiên rất rõ, y không khỏi cười ha hả. Phó Bí Thư Hạ, anh vẫn còn quá trẻ, khi nói chuyện thì nên suy nghĩ thêm về thân phận của mình. Công việc của Hội đồng Nhân dân thì để đồng chí lão thành của Hội đồng Nhân dân đi quan tâm là được, không cần anh nhiều lời. Chẳng khác nào là ngăn chặn miệng của Hạ Tưởng, hoàn toàn đóng lại cửa chính việc Hạ Tưởng nhúng tay vào sự vụ của Hội đồng Nhân dân. Hạ Tưởng cười ha hả. Phó Chủ tịch Trình lo nghĩ quá rồi, tôi không phải là muốn nhúng tay vào Hội đồng Nhân dân là quan tâm đến cuộc sống về sau của các lãnh đạo. Người già rồi, đều muốn an hưởng tuổi già, có phải hay không? Suốt đời công tác thật vất vả, sau khi về hưu đều muốn lấy một phần tiền hưu, hơn nữa có được thanh danh tốt được người tôn trọng, một nhà đoàn tụ, sống yên vui, chính là hạnh phúc lớn nhất, không ai muốn như Phan Bảo Hoa, chuyện tới trước mắt còn không biết hối cải, còn muốn trốn ra nước ngoài. Nên học hỏi Hà Giang Hải, tỉnh Tề tuy lớn, cũng không lớn hơn cả nước. Hạ Tưởng nói nghe rất hay, kỳ thật trong đó ngầm có ý uy hiếp, nhìn không sót một cái gì khiến cho Trình Tại Thuận bỗng nhiên nóng giận. Phó Bí Thư Hạ, anh có biết sự việc gì là đáng cười nhất không? Chính là một đứa trẻ trước mặt một lão tiền bối, đàm đạo bàn luận về sự tang thương của cuộc đời, anh ta không biết thế nào là múa rìu qua mắt thợ. Hạ Tưởng cười ha hả. Phó Chủ tịch Trình thực biết nói đùa, tuy nhiên, tôi nói đều là lời thật rất thật tế, hơn nữa cũng quả thật là suy nghĩ vì các lãnh đạo. Người khác trước tiên không nói, chỉ nói Phó Chủ tịch Trình ngài, khẳng định cũng muốn cùng Trình Nhất Dương ở nước ngoài hưởng phúc. Khuôn mặt Trình Tại Thuận biến dạng. Hạ Tưởng anh có ý gì đây? Đừng nhìn Trình Tại Thuận là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Phan Bảo Hoa đều giống nhau, không vướng bận. Nhưng khác với Phan Bảo Hoa cả nhà già trẻ lớn bé đều ở nước ngoài, thì y có vẻ hàm xúc chút. Sau khi vợ y qua đời y cũng không tái hôn, chỉ có một đứa con là Trình Nhất Dương ở Canada. Trình Nhất Dương ở Canada có cuộc sống rất sung túc, chạy xe xịn ở nhà cao cấp. Nghe nói có một tòa biệt thự với hơn 2.800 m², phòng ở trong đó có diện tích hơn 380 m², có tường vây quanh và đường cái ngăn cách, trong khuôn viên còn bao quanh bởi vườn cây xanh. Khu nhà cấp cao ước chừng thấp nhất cũng đáng giá hơn 3 triệu đô la Mỹ. Trình Tại Thuận tính toán chính là sau khi về hưu sẽ xuất ngoại cùng đoàn tụ với đứa con, an hưởng hạnh phúc lúc tuổi già. Nếu đã phải xuất ngoại cho nên đối với những vấn đề đãi ngộ sau khi về hưu đã không hề để trong lòng. Nguyện vọng lớn nhất của y chính là thừa dịp còn tại vị mà vớt một chút ít, sau đó đưa ra nước ngoài, cùng đứa con hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nhưng bản thân là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, rốt cuộc là lùi về tuyến dưới, cơ hội kiếm tiền không thể nói một chút cũng không có, quả thật là ít lại càng ít, cho nên đột nhiên có một cơ hội hiện ra trước mắt, y sao có thể không nắm chặt được. Chẳng qua Hạ Tưởng làm thế nào mà nghe ngóng được tình hình bên trong của y. Hơn nữa mở miệng còn chạm đến những nội tình bên trong. Trình Tại Thuận liền giận không kiềm chế được, điểm mấu chốt của y chính là Trình Nhất Dương, ai đụng đến Trình Nhất Dương, y liền đấu đến cùng. Người đều có cái tẩy, đều có giới hạn không thể vượt qua. Hạ Tưởng trong bóng đêm nhìn không ra khuôn mặt của Trình Tại Thuận, nhưng có thể tưởng tượng thấy khuôn mặt biến dạng của y, liền khẽ mỉm cười, không chút hoang mang mà nói. Phó Chủ tịch Trình không cần kích động, tôi không có ý gì cả. Chẳng qua là nghe nói việc làm ăn của Trình Nhất Dương ở Canada, hơn nữa còn kinh doanh. Vừa hay tôi có một người bạn ở Mỹ là cổ đông của công ty lớn nhất nước Mỹ. Trình Tại Thuận không rõ, Hạ Tưởng nói như vậy, rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Trình Nhất Dương hay chỉ là thuận miệng mà nói, cố ý hù dọa y? Cả đời y lăn lộn trong quan trường, có người gì mà chưa gặp qua? Đối mặt với những thủ đoạn hoặc là những lời nói khéo léo, y đều không hành động, niềm tin kiên trì chỉ có một, không cho đó là hành động thiết thực, mặc cho đối phương liên tục nói ba hoa trích chòe, dù có là Đôn Lập Ba và Chu Đức Cương liên hợp ở trước mặt y liên tục cổ vũ một giờ, y cũng sẽ bất động. Bản lĩnh mồm mép không đáng tin, số vốn cũng nhỏ nhất,
Từ trước đến nay y chỉ tin vào thật lực và hiện vật, chứ không tin vào ngân phiếu, cho nên y vẫn cho rằng y là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định nhất. Không thấy thỏ không thả ưng, không thấy tiền mặt không làm việc. Thời gian không còn sớm, tôi đưa Phó Chủ tịch Trình trở về. Năm ngoài Trình Tại Thuận dự kiến chính là, hạ tưởng thấy chuyển biến tốt thì ngưng, đúng lúc phanh lại, bất ngờ chấm dứt đối thoại. Trình Tại Thuận đã sớm mất hứng đối với cuộc nói chuyện của hạ tưởng, hạ tưởng vừa nói phải đi về, đúng là cầu còn không được, thản nhiên nói. Vậy làm phiền Phó Bí Thư Hạ lại làm lái xe cho tôi một lần nữa. Hạ tưởng dường như không hề để ý cười ha hả. Không thành vấn đề, tôi thích cảm giác nắm tay lái trong tay, có thể bất cứ lúc nào cũng trong khống chế phương hướng trong tay. Trình Tại Thuận phản đối nói. Lái xe nắm giữ tay lái, nhưng lãnh đạo trên xe nắm giữ tài xế, cho nên quyết định cuối cùng vẫn là trong tay của lãnh đạo. Đạo lý là một đạo lý như vậy. Hạ tưởng khởi động xe, lái ra bãi đỗ xe. Nhưng khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Ví dụ như lái xe không khống chế được, hoặc là đột nhiên không nghe hướng dẫn, sau đó không cẩn thận liền xảy ra tai nạn xe, nhẹ thì, xe hỏng người không sao. Nặng thì, xe hỏng người chết luôn. Nếu lúc phát sinh tai nạn xe cộ, lái xe lại có si tâm tạp niệm, vội vàng đánh bánh lái, dùng vị trí lãnh đạo để ngăn trở chỗ va chạm nguy hiểm nhất, cuối cùng nói không chừng chính là lái xe may mắn còn sống sót, còn lãnh đạo lại có kết cục bỏ mạng. Trình Tại Thuận tức giận nói không ra lời. Lời nói hạ tưởng chẳng những xảo quyệt, hơn nữa ngầm có ý uy hiếp, cố tình lại mượn việc để nói, khiến y không thể cãi lại, liền tức giận muốn mắng cho hắn một trận. Chỉ tiếc, tuy rằng hạ tưởng hiện tại đảm nhận thân phận của lái xe nhưng dù sao không phải lái xe của y, mà đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, dù y có cậy già lên mặt, vẫn không tiện mắng ra miệng. Phó bí thư Hạ nói những lời vô dụng, đúng thật là lãng phí thời gian. Rơi vào đường cùng. Trình Tại Thuận đành phải ném một câu cứng rắn. Lời vô dụng, có khi cũng sẽ hữu dụng, hơn nữa trước khi nói lời hữu dụng, cần phải nói vài lời vô nghĩa để điều tiết bầu không khí. Hạ tưởng vẫn như cũ vui thì cười giận thì mắng, dường như không nghiêm chỉnh, kỳ thật là Trình Tại Thuận trong lòng cũng biết, từ đầu đến cuối, hạ tưởng chẳng những nắm giữ tay lái, cũng nắm giữ thế chủ động, nói chuyện nhịp nhàng, luôn luôn được giọng điệu hạ tưởng nhìn như thoải mái tùy ý nắm giữ trong tay. Mắt thấy ô tô lại trở về địa điểm phát sinh tai nạn xe cộ, xe hạ tưởng ấn như cũ đậu ở ven đường, lái xe té trên mặt đất đã bị xe cấp cứu đưa đi. Trình Tại Thuận mới chợt nhớ tới cùng hạ tưởng nói cả nửa ngày, đã quên mất thay lái xe đòi lại công đạo, liền nói. Vậy thì nói lời hữu dụng nào, Phó Bí Thư Hạ, lái xe của tôi đúng là trên có già dưới có trẻ, anh ta đã bị thương, một nhà già trẻ nếu gây loạn, tôi cũng không dám cam đoan sẽ không gây loạn đến tỉnh ủy. Hạ tưởng lạnh lùng cười. Tên của Hách Sử Trường tức trưởng phòng thật hay, cũng khá nóng nảy, đúng là còn lớn hơn kiểu cách của trưởng phòng. Tôi cũng nghe được một vài chuyện hay của anh ta, nghe nói là ở một nhã viên nào đó có một căn hộ hơn 200 mét vuông, còn bao cả một nữ sinh viên, tên cũng cực lạ, gọi là cái gì Bạch Khiết. Lái xe của Trình Tại Thuận cũng không phải là trưởng phòng gì cả, mà tên gã chính là Hách Sử Trường, hạ tưởng còn chưa có nói xong. Thì y đã tức giận đến run cả người, hạ tưởng thật sự là một quái vật, chuyện xấu của Hách Sử Trường, hắn sao có thể thuộc như lòng bàn tay biết đến từng cho tiết. Đúng, Hách Sử Trường quả thật là có chút nóng nảy, vừa háo sắc lại tham tiền, nhưng gã rất trung thành, cho nên vẫn rất được lòng Trình Tại Thuận. Bởi vì có Trình Tại Thuận bao che, không ít thư tố cáo Hách Sử Trường đều bị ém nhẹm hết. Phó Bí Thư Hạ, anh đừng nói chuyện bí hiểm, anh rốt cuộc muốn thế nào? Trình Tại Thuận vượt ra ngoài sự phẫn nộ. Tôi chả muốn gì cả, là có một số người muốn gì đó. Hạ tưởng nhẹ nhàng ấn phanh, bởi vì khá đột ngột, Trình Tại Thuận không đề phòng, đầu chúi về trước, thiếu chút nữa va vào ghế trước. Muốn phát hỏa, lại phát không được, y dù tự nhận là lão làng tỉnh tề, cũng không dám khiển trách phó bí thư tỉnh ủy lái xe không tốt. Mắt thấy đã tới điểm cần đến, hạ tưởng cho xe dừng sát lề, mở cửa xe xuống xe. Lại đến phía sau, mở cửa X-Hero, nhìn thẳng hai mắt Trình Tại Thuận nói. Đã quên còn có một việc phải nhắc nhở Phó Chủ tịch Trình, cẩn thận kẻo giật viên nổi lửa đấy. Vốn Trình Tại Thuận đã quyết định, hạ tưởng xuống xe, y chỉ ngồi ở bên trong xe vẫy tay, không xuống xe tiễn đưa, cũng tiện biểu hiện hạ tưởng ở trước mặt y trước sau đều thấp hơn một bậc, mà y từ đầu đến cuối cũng đè ép được hạ tưởng. Nhưng hạ tưởng lời này vừa nói ra,
Trình Tại Thuận như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lập tức từ trên xe nhảy xuống, thiếu chút nữa mồ hôi ướt đẫm, hai mắt nhìn thẳng Hạ Tường, không thể tin được lời mới rồi thật đúng là được nói ra từ trong miệng Hạ Tường. Sau một lát, y vươn tay phải ra. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ chở tôi một đoạn đường. Hạ Tường cùng Trình Tại Thuận nhẹ nhàng bắt tay. Phó Chủ tịch Trình, hân hạnh, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nói vừa xong, xoay người bước đi, không chút dây dưa. Mà Trình Tại Thuận thì ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Hạ Tường, biểu hiện trên mặt là sự lo lắng không yên. Trên đường trở về, Hạ Tường im lặng ngồi trên xe, nghe Ngô Thiên Thiếu thuật lại lịch sử vẻ vang của Trình Tại Thuận. Tuy rằng trong tay hắn đã nắm rõ một phần tư liệu về Trình Tại Thuận, nhưng nói cho cùng vẫn không được tường tận cho lắm, phần lớn đều là những thông tin văn chương kiểu cách trên giấy tờ, những hiểu biết của Ngô Thiên Thiếu dù sao vẫn thâm sâu hơn một chút. Trình Tại Thuận quả là một nhân vật, không chỉ vì con đường làm quan lúc thăng lúc trầm của y tại tỉnh Tề, mà còn vì con đường mà y đi là con đường quan thương kết hợp, không thể nói ở tỉnh Tề là độc nhất vô nhị, nhưng cũng là con đường thăng tiến mà nhiều người không theo kịp. Trình Tại Thuận trong quá trình đương nhiệm ở huyện ủy, thành tích chính trị xuất chúng, vốn được đề cử làm phó thị trưởng, nhưng vì có người tố giác tác phong sinh hoạt có vấn đề, mà phải chuyển công tác làm cục trưởng cục giám sát kỹ thuật thành phố phó thị trưởng và cục trưởng, kém nhau hẳn một bậc, chẳng khác nào Trình Tại Thuận đã bị một cú ngã khá đau. Những tưởng Trình Tại Thuận từ đấy sẽ không gượng dậy nổi, dám chắc sẽ bị điều đến điều đi giữa các cục trong thành phố, đợi khi tuổi già rồi rút lui, quả nhiên, không lâu sau đó. Trình Tại Thuận được điều nhiệm làm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, tuy rằng cấp bậc được nâng lên một bậc, nhưng doanh nghiệp khổng lồ lại đang bên bờ vực phá sản, dễ dàng nhận thấy y lại một lần nữa bị xui xẻo. Về cơ bản là chấm dứt tại đây, cuộc đời Trình Tại Thuận được tuyên bố định hình rồi. Thật ngoài dự đoán của mọi người, kỳ tích đã xảy ra. Trình Tại Thuận đảm nhiệm tổng giám đốc được một năm, doanh nghiệp lại cải tử hoàn sinh. Hai năm sau, chẳng những trả hết nợ nần, còn thu lợi mấy trăm triệu lợi nhuận. Ba năm sau, doanh nghiệp nhà nước này trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất và đóng thuế nhiều nhất của thành phố. Không thể không nói, Trình Tại Thuận quả thực năng lực hơn người, thủ đoạn cứng rắn, dùng ba năm đưa một doanh nghiệp nhà nước mà ai ai cũng nghĩ ắt sẽ tiêu đời cải tử hoàn sinh, dùng lời lẽ thành ủy lúc ấy mà nói, quả là một kỳ tích lớn lao. Từ đó về sau, Trình Tại Thuận như bước trên mây xanh. Vài năm sau, trước thị trường, sau thành ủy, từng bước một tiếp cận địa vị phó chủ tịch tỉnh. Nhưng gần đến lúc được lên chức phó chủ tịch tỉnh, một điều không ngờ nữa lại xuất hiện, vợ Trình Tại Thuận chết. Thông thường, trung niên quá vợ dù không phải việc tốt, nhưng cũng không nên ảnh hưởng tới việc thăng tiến. Trình Tại Thuận tuy rằng họ tên có ngụ ý là sống một đời thuận buồn xuôi gió, nhưng con đường nhân sinh của y dường như cũng không mấy thuận lợi, bởi vì đau thương sau cái chết của vợ vẫn chưa qua đi. Đã có lời đồn đại nói y có niềm vui mới nên mới hại chết vợ. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, chỉ nói Trình Tại Thuận hại chết vợ, về phần dùng cách gì, làm thế nào qua mắt được cảnh sát, lại làm sao làm cho bác sĩ tuyên bố chữa trị không thành công dẫn đến tử vong, hết thảy không quan tâm, chỉ quan tâm tới lời đồn đại tùy tiện. Trình Tại Thuận không hề cố gắng biện bạch, bởi vì cấp trên không cho y cơ hội, lệnh bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh của y đi toi rồi, nhưng vẫn thăng cấp cho y. Đảm nhiệm tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn của tỉnh Tề, đãi ngộ cấp phó tỉnh. Con đường bi thương của Trình Tại Thuận, chỉ có thể tiếp nhận sự sắp đặt vô tình của cuộc sống, sau khi nhậm chức, y mạnh mẽ dứt khoát tiến hành cải cách, lại khiến một doanh nghiệp nhà nước chết già và ngừng hoạt động rạng rỡ sức sống trở lại. Bởi vì Trình Tại Thuận cương quyết cứng rắn, trong quá trình cải cách, đương nhiên không tránh khỏi đắc tội với người, nhưng trên thực tế trong thời gian đảm nhiệm chức tổng giám đốc cấp thứ trưởng doanh nghiệp nhà nước mới là nền móng của đỉnh cao sự nghiệp một đời y. Bởi vì lúc này, y thi hành thủ đoạn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hơn nữa trong tay có tiền, cấp bậc cao, tầm nhìn lớn, giao thiệp với tầng lớp cao, chẳng những khiến y gây dựng được tiếng tăm giữa các thế lực địa phương ở tỉnh Tề, cũng khiến y lọt vào mắt xanh của tầng lớp cấp cao. Có thể nói, quá trình chính trị luân chuyển từ cán bộ chính đảng đến tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước của Trình Tại Thuận, đã khiến y từng trải hơn. Có con mắt và sự quyết đoán của quan viên, lại có sự giảo hoạt và xem xét tình thế của thương nhân, đã giúp y gây dựng được vốn liếng dọc ngang ở tỉnh Tề. Nghe nói có một gã lãnh đạo trung ương cực kỳ ngưỡng mộ Trình Tại Thuận, dự định đề bạt Trình Tại Thuận làm ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Tề,
từ một gã tổng giám đốc doanh nghiệp quốc doanh trực tiếp lên ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, trung gian không hề có quá độ lên phó chủ tịch tỉnh, có thể nói là một đề bạt có khẩu độ rất lớn, nếu thuận lợi, Trình Tại Thuận tất nhiên là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tỉnh tỉnh Tề. Xong, vận mệnh của Trình Tại Thuận lại tiến thêm một bước thăng trầm. Một đêm, nhà của Trình Tại Thuận bị một tên trộm ghé thăm. Tên trộm không những to gan lớn mật, ở nhà Trình Tại Thuận lục lọi chừng mấy tiếng đồng hồ, lúc sắp đi, lại khoáng luôn con xe xịn của Trình Tại Thuận. Sau khi Trình Tại Thuận báo án, tuyên bố chỉ mất mấy chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc đồng hồ Thượng Hải, kết quả y vừa dứt lời, kẻ trộm đã xa lưới tại tỉnh Yên. Tên trộm khai báo, tài sản lấy cắp được ở nhà Trình Tại Thuận có tổng trị giá gần 30 triệu nhân dân tệ, thực tế bao gồm hơn 20 triệu tiền mặt mệnh giá các nước, còn có đồng hồ quý, đồ cổ tranh cổ ngần ấy thứ. Sau vụ trộm cướp, phong ba bão táp lại nổi lên, đưa Trình Tại Thuận lên đầu sóng ngọn gió. Cho dù Trình Tại Thuận 5 lần 7 lượt phủ nhận trong không nhà mất hơn 30 triệu, nhưng không có lửa làm sao có khói, từng đợt tấn công vẫn nhằm vào khiến cho sự đề bạt Trình Tại Thuận chịu ảnh hưởng lớn. Kết cục, cuối cùng sau khi bổ nhiệm công khai, chức ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh của Trình Tại Thuận không cánh mà bay, rớt xuống đầu y là chức phó chủ tịch tỉnh, chưa bước chân vào hội nghị thường vụ. Trình Tại Thuận giận cũng chả làm gì được, lãnh đạo trung ương đã hết sức chiếu cố y rồi, dù gì cũng vượt qua không ít áp lực. Nhưng lần này thất bại, có nghĩa là cả đời y cũng không có cách nào bước lên được địa vị cao tại tỉnh rồi. Từ đó, Trình Tại Thuận không còn lấy thăng quan tiến chức làm nhiệm vụ của mình, mà đi theo con đường của thế lực Quảng Thực, gây dựng vây cánh trên con đường chủ tịch tỉnh ngầm khác. Về sau, Trình Tại Thuận còn đảm nhiệm một kỳ phó tỉnh ủy, cuối cùng chung quy là vì tuổi tác không cho phép mà phải lùi về tuyến sau, rốt cuộc một đời người vẫn không thể bước chân lên con đường chính bộ. Nhưng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phó tỉnh ủy, y đề bạt và nuôi dưỡng được một lượng lớn thân tín, sau cùng cũng gây dựng được tiếng tăm cao quý của y giữa các thế lực địa phương ở tỉnh Tề.